Chương 1585, người đó là ai? Bởi vì, theo phân tích của tình báo đáng tin cậy mà tổ đặc nhiệm A thu thập được, Thường Xuân của Sơn Trang Đào Nguyên rất khả nghi. Có lẽ bọn thần đạo Nhật Bản sẽ thừa dịp Akiyama Lifu thăng hoa trong lúc quyết đấu, thu hút sự chú ý theo dõi của quần chúng mà âm mưu lấy đi bí mật của núi Xương Bối ở bên này. Cho nên, tổng bộ cử đội A phái người giám sát bên sân vận động đại thế giới, còn lực lượng nòng cốt tổ 8 của Thủy Cương thì đặt tại núi Xương Bối ở Việt Đông. Mà ở hai ngày trước, Thường Xuân của Sơn Trang Đào Nguyên đã mất tích một cách thần bí. Điều này lại càng thu hút sự chú ý của tổ nòng cốt số 8. Trương Cường lập tức báo cáo với Diệp Phàm tin tức quan trọng này. Sau khi nghe xong, Diệp Phàm có chút nghi ngờ, hỏi. Các cậu khẳng định Thường Xuân là cao thủ ninjutsu của phái thần đạo sao? Nếu không phải là cao thủ ninjutsu Nhật Bản thì Thường Xuân kia sao có thể qua mặt hai vị cao thủ giám sát của tổ nòng cốt số 8 chúng ta được? Em nghĩ, trên thế giới, ngoại trừ Trung Quốc chúng ta chắc là chỉ có ninjutsu của Nhật Bản là có điểm đặc trưng như vậy thôi. Trương Cường nói, cậu hãy nói cho tôi đặc điểm cụ thể của ninjutsu xem nào. Diệp Phàm hừ nói, đối với thế giới của ninja, thằng nhãi này thật không biết nhiều lắm, dường như có liên quan đến thuật ẩn thân tàng hình vậy. Ninjutsu là thuật ẩn thân nổi tiếng, là một trong kỹ thuật võ đạo cổ đại. Nó giống như môn võ có nguồn gốc từ Hoa Hạ như karate, judo và các môn võ Nhật Bản khác. Ninjutsu xuất hiện lần đầu tiên trong binh pháp Tôn Tử, là một loại chiến thuật phục kích, hoàn thiện sau diễn biến của Nam Bắc Triều Tiên và trở thành ninjutsu như ngày nay. Trương Cường nói đến nơi đây, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói tiếp. Bí kíp này là bí truyền trong gia tộc ninja qua nhiều thế hệ, còn người ngoài thì rất khó biết đến dấu vết của nó, đến tổ đặc nhiệm A như chúng ta cũng không thể nào nắm được hoàn toàn bí mật của ninjutsu. Điều này cũng là bình thường, tổ đặc nhiệm A cũng không phải vạn năng. Trên đời còn nhiều bí mật lắm. Làm gì có tổ chức nào có thể hiểu hết được tất cả các chuyện của thiên hạ. Đến CIA của Mỹ và Anh cũng không có khả năng đó. Diệp Phàm nói. Còn nữa, ninjutsu phát triển đến bây giờ là một trong những kỹ thuật để tiến hành hoạt động gián điệp. Ninjutsu bao gồm chiến đấu, tạo sự hỗn loạn và thu thập tình báo. Huấn luyện ninjutsu bao gồm ngụy trang, chạy trốn, ẩn nấp, quyết đấu, địa lý, y học và thuốc nổ. Cũng có người nói ninjutsu vốn là bắt đầu từ đất Nhật Bản, nhưng chịu sự ảnh hưởng của binh pháp Tôn Tử và võ thuật của chúng ta. Còn phái thần đạo Nhật Bản dùng ninjutsu trong phương diện quân sự địa phương, ảnh hưởng vô cùng lớn. Trương Cường nói. Cho ví dụ đi. Diệp Phàm nói. Chẳng hạn vẻn vẹn trong không gian nhỏ hẹp, ví dụ như một người có thể co rút lại vừa một ngăn tủ nhỏ. Người bình thường như chúng ta không thể nào có khả năng co rút như vậy. Cao thủ ninjutsu siêu đẳng nhân có thể dùng bí thuật co rút thân mình, cuộn mình lại, các bộ phận tự điều chỉnh phù hợp kề sát cùng một chỗ khiến cho thân thể của bản thân trở nên nhỏ đi rất nhiều. Đây thực sự là môn kỳ thuật. Trương Cường nói. Chẳng lẽ Thường Xuân độn thổ mà trốn đi sao? Diệp Phàm khó hiểu nói. Độn thổ, đó gọi là ngũ hành độn thuật, chỉ diễn trong phim Chiếc Bảng Phong Thần, giống như thổ hành tôn. Nhưng ở xã hội hiện đại thì không có khả năng. Con người sao có thể chui xuống đất và đi lại được? Đó chỉ là sự thần thánh hóa ninjutsu thôi. Song có điều, ninjutsu ngụy trang một cách thần kỳ, thường khiến cho người ta muốn đề phòng cũng không đề phòng được. Anh phải biết rằng, hai cao thủ đặc nhiệm mà em cử đi theo dõi Thường Xuân cũng là hàng cao thủ ngũ đẳng. Không ngờ Thường Xuân lại có thể mất tích ngay dưới mắt bọn họ, nếu không phải là ninjutsu thì làm gì con kỳ thuật nào có thể đạt được tới điểm này. Trương Cường nói. Thôi vậy. Bây giờ nghiên cứu những chuyện này cũng chỉ vô ích, vẫn cần theo dõi sát sao núi Xương Bối. Mặc kệ cô em Nhật Bản kia đang làm cái trò gì, chúng ta không cần đi để ý tới nó, chỉ cần theo dõi sát sao mục tiêu cuối cùng là được. Tôi nghĩ mặc kệ bọn họ có động thái gì, mục tiêu vẫn là ở núi Xương Bối. Diệp Phàm nói, Trương Cường đi sắp xếp. Từ tình báo mà Tổng Bộ và Tổ 8 thu thập được cho thấy, các cao thủ trà trộn vào đại thế giới của quốc gia nào cũng có. Bởi vì, Trần Vô Ba và Akiyama Lifu được thế giới công nhận là trận quyết đấu giữa các đại sư. Các tổ chức đặc nhiệm của các quốc gia tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này để quan sát học hỏi và nâng cao trình độ của chính mình. Chỉ có điều, nhân viên quá nhiều, tổ A cũng không thể nắm bắt được hết. Hơn nữa, trong các vị khách quý lại có rất nhiều các vị nguyên thủ ngoại quốc,
cũng không có phương tiện đi thăm dò người lãnh đạo của các nước để tránh những vụ tranh cãi ngoại giao không cần thiết. Với lại, những cao thủ này sắm vai đủ các loại thành phần, nhóm vệ sĩ bên cạnh các vị nguyên thủ cũng có bóng dáng của họ, thương nhân cũng có, minh tinh cũng có nên phức tạp vô cùng. Ngay cả thủ trưởng Lỗ Tiến của tổ A cũng đau đầu mãi, vừa phải đảm bảo an toàn cho khách vừa muốn điều tra người ta, không phiền toái mới là lạ. Trung tâm sân vận động dựng một võ đài vuông bằng gỗ, rộng khoảng 15-16 mét mỗi chiều, khiến hai vị đại sư ở trên võ đài có thể thi triển hết thân thủ và kỹ thuật của mình. Vây quanh võ đài chính là các đệ tử mà hai vị đại sư dẫn đến, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Tất cả đệ tử của Trần Vô Ba đều mặc áo võ sĩ bằng lụa màu vàng, ở trước ngực có thêu hình thái cực đen trắng, thể hiện đầy đủ nét đặc sắc của Thái cực Trung Quốc. Còn Akiyama là một gia tộc tương đối lớn. Thế hệ đầu tiên của bọn họ được gọi là Túng Đao Lưu ở Nhật Bản, thuộc phái Y Hạ nhưng công phu của phái này cũng rất cao, kế thừa môn võ Judo của Nhật Bản. Các đệ tử đều mặc trang phục võ sĩ truyền thống của Nhật Bản, trước ngực cũng thêu hình hai thanh đao và kiếm giao chéo nhau. Hiện trường mời đến rất nhiều trọng tài, nghe nói đều là cao thủ nổi tiếng được chọn lựa từ nhiều quốc gia tập hợp thành tổ trọng tài. Về phía Trung Quốc thì trọng tài được chọn làm trọng tài phụ, chính là của phái Võ Đăng và Thiếu Lâm, một hòa thượng một đạo sĩ, nghe nói đều là sư đệ của trưởng môn đương nhiệm. Đạo sĩ họ Trương, hòa thượng có pháp danh là Tuệ Giác. Hai vị đại sư sừng sững như núi Thái Sơn ngồi ở trung tâm chiếu trọng tài, dưới cằm đều để râu dài, người trông rất phong độ. Keng! Một tiếng chiêng đồng vang lên, làm cả sân ngạc nhiên. Hải Ninh người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình bây giờ bước ra trước mặt khán giả. Kính thưa các vị khán giả, hôm nay sân vận động Đại Thế Giới vui mừng chào đón đoàn khách quý do Đại sư Akiyama Lifu đến từ Nhật Bản dẫn đầu. Còn có người của Thái Cực Trần Thị đến từ Hoa Hạ do Đại sư Trần Vô Ba dẫn đầu. Đợi chút nữa hai vị đại sư sẽ cống hiến tài nghệ trên võ đài, bàn luận võ thuật nhằm thể hiện tình cảm hữu nghị của nhân dân hai nước Trung Nhật. Bây giờ, xin mời cô Akiyama sứ giả cho tình hữu hảo Trung Nhật sẽ lên biểu diễn góp vui cho mọi người. Hải Ninh vừa nói dứt lời, cả sân vận động lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, tấm màn sân khấu được vén lên. Một đội các cô gái mặc trang phục kimono truyền thống của Nhật Bản hoành tráng bước ra. Trang phục mà các cô gái mặc đều là màu trắng. Khoảng 30 đến 40 cô gái khi bước lên trên sân khấu thì đột nhiên tản ra tạo thành hình một bông hoa sen trắng. Nhưng ở trung tâm bất ngờ hé ra một đóa hoa vàng ở giữa thêu màu đỏ. Khi khán giả đang nhiệt liệt vỗ tay thì cũng là lúc đóa hoa từ từ hé mở ra, một thiếu nữ thuần khiết như nàng tiên kiều diễm dần xuất hiện. Lúc đó, rất nhiều khán giả trầm trồ reo lên. Nhìn kìa, đó có phải là Mako không? Không sai, chính là Mako Akiyama đạt được giải thưởng âm nhạc Oscar. Thật xinh đẹp. Những người hâm mộ hò reo. Tôi yêu cô Mako. Các chàng trai trẻ kêu lên, âm thanh như sấm dậy vang dội khắp khán đài, không khí lập tức náo nhiệt đến đỉnh điểm. Diệp lão đại vừa nhìn thấy, lập tức có chút ngây ngẩn người ra, thầm nhủ, chẳng lẽ lần đó đến Nhật Bản làm nhiệm vụ. Khi bị Akiyama Lifu đánh bị thương phải trốn vào một căn phòng của một cô gái lại chính là của cô Mako này sao? Lúc đó, Mako chỉ là học sinh cấp 3, thấy gặp Diệp Phàm bị thương, không những không hề sợ hãi mà còn lấy hộp thuốc ra băng bó cho Diệp Phàm. Thậm chí khi Akiyama Lifu đến lục soát phòng, đã giấu Diệp lão đại ở dưới gầm giường, Mako còn nói dối cha đẻ của mình. Nếu không phải Mako chắc hẳn đã không còn có Diệp Phàm của ngày hôm nay nữa. Và lại, đã vài năm không gặp, Mako càng xinh đẹp như chim sa cá lặn. Vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp thuần khiết của ngọc nữ. Tất nhiên, Mako cũng được người trong giới minh tinh gọi là ngọc nữ. Nhìn ngây ra rồi hả, có đẹp không? Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói phát buồn nôn kèm theo một tiếng hừ lạnh. Diệp lão đại không chút do dự, thuận miệng đáp. Cực kỳ xinh đẹp. Vừa nói xong. Mới sực nhớ ra lời nói bên cạnh vừa rồi chính là Kiều Viên Viên hỏi. Đang muốn tỏ ý hối hận thì Diệp lão đại đã thấy đau nhói, biết là năm ngón tay của Kiều Viên Viên đang tận sức bấu vào đùi mình. Diệp lão đại há miệng cắn răng, ngậm bồ hòn làm ngọt. Đàn ông các anh đều đứng núi này trông núi nọ, tất cả đều xấu xa. Kiều Viên Viên bĩu môi hừ nói. Ha ha, ngắm nhìn thôi mà, chỉ là nhìn chút thôi. Mà cô tuy đẹp. Nhưng sao có thể so sánh với Viên Viên nhà ta? Vẻ đẹp của Viên Viên nhà chúng ta tuyệt đối có thể vượt qua Trần Viên Viên của Ngô Tam Quế.
Diệp lão đại nịnh khéo. Ha ha, em mà được nổi tiếng như vậy sao? Đừng hòng gạt em, nghe nói đàn ông các anh miệng ngọt sớt, lừa các cô gái không chớp mắt. Em không mắc lừa đâu, hừ hừ. Kiều Viên Viên cười nhẹ hai tiếng, nhưng thật ra đang theo dõi Marco biểu diễn. Nhạc đệm ca khúc Ngọc Tình thuộc chủ đề tình yêu đích thực bắt đầu vang lên, toàn thể khán giả chăm chú lắng nghe. Cùng với điệu nhạc, Marco vừa hát lại vừa nhảy, tiếng vỗ tay theo nhịp vang lên như sóng vỗ, hết đợt này đến đợt khác. Sau khi hát xong, tiếng vỗ tay ầm ầm lắng xuống là lúc Marco cầm lấy micro, ghé miệng lên, căng mắt lên nhìn, trên mặt bất thoáng có nét u buồn. Cô nồng nàn nói, có thể mọi người không biết tại sao bài hát này lại có tên là tình yêu đích thực, thật ra là có lý do của nó. Năm đó, khi sáng tác ca khúc này, Marco nhớ đến một người khắc sâu trong ký ức từ lâu. Nói đến đây, đôi mắt tuyệt đẹp của Marco từ từ đảo nhìn khắp khán phòng một lượt. Diệp lão đại theo bản năng cúi thấp đầu xuống. Em có cấm anh nhìn đâu, anh cúi thấp đầu xuống làm gì, thật là. Kiều Viên Viên đắc ý hơn một tiếng, còn tưởng rằng Diệp Phàm vì sợ mình ghen nên đến ngắm nhìn vẻ đẹp của Marco cũng không dám. Ha ha, tội lỗi, lão nạp sợ thất lễ không qua nổi được thử thách này. Diệp lão đại thản nhiên vâng một tiếng, đùa khiến cho Kiều Viên Viên im miệng lại và vui vẻ trở lại. Người đó là ai? Chúng tôi muốn biết được không? Lúc này trong khán đài có người to gan hét lên với Marco. Chương 1586, Đại sư Li Fu vs Đại sư Trần. Một người Trung Quốc, tóc đen da vàng. Anh ấy có đôi mắt không phải to hơn so với người bình thường, sống mũi dọc dừa. Dáng người cao không đến 1m8, không gầy không mập. Khuôn mặt điển trai hơn người bình thường một chút, nhưng không có gì đặc biệt. Nhưng điều khiến Marco không thể nào quên chính là ánh mắt của anh ấy. Ánh mắt cao xa vời vợi, trong veo, chính trực, sâu sắc. Marco hôm này muốn thông qua màn hình TV nói cho anh ấy biết. Anh à, em muốn gặp được anh. Người con trai đến Trung Quốc đã ăn trộm trái tim của Marco mang đi rồi. Marco tình cảm nồng nàn, hét lớn. Bốp bốp bốp, chàng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, còn nhiệt tình hơn lúc nãy. Mọi người tự nhiên bị sự hồn nhiên của Marco làm cho cảm động. Cô không biết tên của người con trai Trung Quốc đó sao? Người dẫn chương trình Hải Ninh hỏi. Anh ấy chưa nói, lúc ấy tôi chắc vẫn là một học sinh trung học. Anh trai Trung Quốc đã thực sự quên Marco, đã quên rồi. Sau khi nói xong tình cảm sâu sắc của mình, hai dòng lệ tuôn ra theo hai bên gò má, Marco hét lên lần cuối. Anh trai Trung Quốc, Marco muốn được gặp anh một lần. Marco không có bất cứ yêu cầu gì đối với anh. Chỉ xin anh hãy gặp Marco một lần được không? Dù chỉ một lần thôi được không? Diệp Phàm, em thấy anh có điểm giống với anh chàng hoa hạ mà Marco miêu tả đấy, ha ha. Kiều Viên Viên nhìn xéo Diệp lão đại một cái, nói đùa. Buồn cười, những người có đặc điểm phù hợp với lời Marco vừa nói, ở trên sân vận động này chắc sẽ không dưới 20.000 người. Đây là đặc điểm quần chúng hóa, anh còn hy vọng người mà Marco nhắc đến chính là anh thật ấy chứ? Thật vinh hạnh quá. Diệp lão đại nói cứng, miệng phun ra những lời này nhưng thật ra thằng nhãi này có chút chột dạ rồi. Khi Marco hét lên khi nãy, Diệp lão đại cũng có cảm giác cay cay ở sống mũi. Xin mời đoàn khách quý túng đao lưu của Nhật Bản do đại sư Akiyama Li Fu dẫn đầu bước lên sân. Trong nhạc nền, tấm màn lại được vén lên, Akiyama Li Fu mặc một chiếc áo võ sĩ rộng thùng thình, trước ngực có thêu biểu tượng hai thanh đao kiếm giao chéo nhau. Dẫn theo hơn 20 đệ tử từ từ đi vào bàn. Đại sư Akiyama Li Fu, đại sư Akiyama. Lúc này phần lớn người hâm mộ võ thuật Nhật Bản hò reo lên. Huýt, huýt. Tất cả khán giả Trung Quốc đều đồng thanh phản đối. Akiyama Li Fu nhìn thoáng qua thì không già chút nào, làn da còn khá trắng mịn. Hơn nữa lão già này có được vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh ngồi ở vị trí của mình, mặt thẳng, mắt không nhìn nghiêng. Đây chắc là phong cách của đại sư. Còn Trần Vô Ba đi lên cũng rất quy củ, tất cả đệ tử theo ông từ cánh gà sân khấu đi ra. Tuy nhiên, hiện trường tiếng hò reo còn lớn hơn nữa. Dù sao đây cũng là ở Trung Quốc, là sân nhà nên khán giả ủng hộ Trần Vô Ba vẫn đến nhiều hơn. Các đệ tử của Trần Vô Ba đều mặc trang phục tập luyện truyền thống của Trung Quốc, trên áo đều thêu biểu tượng thái cực. Trọng tài tuyên đọc cam kết của hai bên xong và làm một số trình tự tất yếu, trận đấu sắp bắt đầu. Diệp Phàm phát hiện, ánh mắt của Trần Vô Ba có chút mệt mỏi.
Chẳng lẽ bị bệnh, Diệp Phàm suy đoán trong lòng, thi triển một số thủ thuật quan sát. Tuy nhiên nếu tình huống phát sinh kia là thật thì hôm nay, Trần Vô Ba có thể sẽ có chút bất lợi. Diệp Phàm dương mắt nhìn lên, phát hiện Trần Khiếu Thiên tại góc không có chỗ ngồi, nét mặt Diệp Phàm có vẻ ngạc nhiên. Trần Khiếu Thiên vẫn một mực yêu cầu rằng muốn nhìn Trần Vô Ba biểu diễn, cho nên Diệp Phàm lợi dụng đặc quyền, lấy được một tấm vé của khán giả để cho hắn, lúc này an vị ở một chỗ mà tin rằng Trần Vô Ba cũng không phát hiện ra ông ta được. Đại sư Trần, mấy năm không gặp, gần đây ông vẫn khỏe chứ? Akiyama Lifu rất lễ phép, bất ngờ cúi chào theo cách của võ sĩ Trung Quốc, cười hỏi. Akiyama Lifu cũng nói tiếng Trung, chỉ là có chút hơi cứng giọng thôi. Ha ha, vẫn tạm tạm, cậu càng ngày càng phong độ đấy. Trần Vô Ba thản nhiên cười đáp lời. Cũng tạm tạm. Akiyama Lifu gật gật đầu, lần này chào theo cách của võ sĩ Nhật Bản, nói. Đại sư Trần, xin ra tay đi. Người tới là khách, xin mời cậu trước. Tuy tinh thần của Đại sư Trần không tốt lắm nhưng Đại sư vẫn giữ được phong độ. Diệp Phàm thầm khâm phục. Xin mời cùng lên. Akiyama nói xong lập tức muốn động thủ. Thời khắc này tất cả khán đài đều im lặng chăm chú theo dõi hai thân hình rất vạm vỡ, rất vững chãi trên võ đài. Hiệp mở màn không có mấy chiêu, chỉ thấy Akiyama Lifu chậm rãi đẩy đi một chưởng về phía Trần Vô Ba. Còn Trần Vô Ba cũng đánh trả một chưởng. Hai chưởng chạm nhau, không phát ra tiếng động nào. Những khán giả có chút cảm giác vô vị nhạt nhẽo, thầm nhủ trận đấu của hai vị đại sư này không đẹp mắt hấp dẫn như trên màn ảnh, hơi nhạt nhẽo. Chỉ có Diệp Phàm biết rằng là hai người đang thử trưởng lực. Vì đây là bước chuẩn bị để ra quyền ra chiêu tiếp theo, không giống như kiểu đánh nhau hùng hục, vừa lên đã lao vào đánh đấm như mãnh thú. Như thế đối với cao thủ mà nói là lối đánh không sáng suốt. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cao thủ so tài sẽ tốn thời gian hơn bình thường rất nhiều. Đấu đến cuối cùng chính là so bì về sự chịu đựng và nghị lực, cho nên phải biết rõ thực lực của đối phương trước mới là điều quan trọng nhất. Đại sư không tiến bộ mấy. Akiyama Lifu nét mặt cười thản nhiên, sau khi thử quyền thì càng tự tin hơn một chút. Ha ha, tôi đã già rồi, sao có thể so sánh với thanh niên như cậu được? Trần Vô Ba thản nhiên cười đáp lại, cũng không dao động chút nào. Nói Akiyama Lifu là người thanh niên, chỉ có thể là lời nói tương đối của Trần Vô Ba. Trần Vô Ba khoảng hơn 80 tuổi. Còn Akiyama Lifu khoảng 60 tuổi nên trong mắt của Trần Vô Ba thì Akiyama là thanh niên thì cũng bình thường. Ha ha ha! Akiyama Lifu cười xong đột nhiên xuất một trường thẳng đứng hình thanh đao bổ về phía Trần Vô Ba. Trường đao, Diệp Phàm trong lòng chợt nghĩ đến hai chữ này, trong trí nhớ lập tức quay trở về thời điểm vài năm trước khi chấp hành nhiệm vụ ở trong một sơn động của Mê Cung Iga thì gặp phải một ông lão. Nghe nói chính là ông nội của Akiyama Lifu tên là Akiyama Mita, đang hoàn thiện Hồng Huyết Đao Pháp, được người ta gọi là Hồng Huyết Nhất Đao, là người sáng lập ra phái Hồng Á Đao Lưu Hội. Người này công lực rất cao, từng so tài cùng Trương Hữu Trần của Võ Đang và bị thương nặng. Sau khi trở về Nhật Bản bị đồ đệ Ayamato đánh lén trong Mê Cung Iga. Trương Hữu Trần là người như thế nào, nghe nói người này hiện tại đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới cao nhất của con người. Tuy nhiên, chỉ là nghe nói, theo từng chưa thấy qua người này lộ diện, cũng có người nói người này đã sớm quy tiên, nói rằng ông ta còn sống đơn giản là phái Võ Đang muốn giữ thể diện, muốn dựng nên một cao thủ để lấy tiếng thôi. Bởi vì dựa theo tuổi tác mà nói, nếu Trương Hữu Trần còn sống thì cũng đã hơn 115 tuổi. Tỷ lệ còn sống là rất nhỏ, chắc bây giờ Trương Hữu Trần cũng chỉ là một pho tượng hóa thạch của giới võ thuật Trung Quốc mà thôi. Sau đó, Diệp Phàm cùng Akiyama Mita làm một vụ giao dịch, đem đầu của ông ta đổi về cho Akiyama Lifu. Và mà Diệp Phàm vì tổ đặc nhiệm A đã tra ra được một chuyện, chính là bí mật chiếc chìa khóa núi xương bối. Tuy nhiên, nghe nói chiếc chìa kia có hai cái, một cái ở trong tay một người đàn ông nước Anh. Lúc ấy Diệp Phàm đã tìm kiếm nửa ngày trên đầu của Akiyama Mita cũng không phát hiện ra bí mật gì. Tuy nhiên, Akiyama Mita nếu có thể cùng Diệp Phàm làm giao dịch, lấy cái chìa khóa bí mật núi xương bối làm lợi thế. Trong cái đầu của Akiyama Mita chắc chắn có bí mật, chỉ có điều Diệp Phàm đang trong tình huống khẩn cấp, hơn nữa lúc đó có đồng chí cấp dưới bị trọng thương. Diệp Phàm cũng không thời gian nghiên cứu cái gì. Bây giờ Akiyama Lifu trưởng đao,
Diệp Phàm cảm giác phải chăng trưởng đao này chính là bí thuật tuyệt kỹ của Akiyama Mita Hồng Huyết Đao Pháp. Trưởng đao của Akiyama Lifu nhìn rất bình thường, chỉ như gió thổi bị ông ta hướng theo. Nhưng cảm giác của Đại sư Trần Vô Ba thì hoàn toàn khác. Chỉ thấy hai tay Đại sư Trần đột nhiên giao nhau, từ đường thẳng thành hình xoắn ốc liên tục xoay để mở ra, hình thành một vòng xoay tròn ngược trở lại trả trưởng đao hướng về phía Akiyama. Bốn tay giao nhau là lúc xoẹt một tiếng, âm thanh truyền ra như tiếng vải vóc bị người ta xé toạc ra, chỉ thấy trưởng đao của Akiyama Lifu bổ thẳng xuống hai tay giao nhau của Trần Vô Ba giống như biểu diễn xiếc ảo thuật vậy. Khán giả nhìn xem mà không hiểu ra sao cả, Diệp Phàm biết rằng, trưởng đao của Akiyama Lifu đang bị kẹt trong thái cực của Trần Vô Ba, đang muốn bứt phá ra. Cái này gọi là khí thái cực vô hình, mặc dù không rõ ràng như trưởng lực bên ngoài. Nhưng Trần Vô Ba chắc hẳn đã là bậc siêu cao thủ bát đẳng rồi. Còn Akiyama Lifu đã đột phá cửu đẳng hay chưa thì điều này không thể khảo chứng được. Tuy nhiên, từ đôi mắt chim ưng của đồng chí Tiểu Diệp quan sát được, Akiyama Lifu ít nhất cũng là bậc siêu cao thủ bát đẳng rồi, tuyệt đối không kém vị cao thủ ẩn danh tại Đỗ Gia ở thành phố Phổ Hải tên là Trung A Cô kia. Hơn nữa, trên người những cao thủ loại này, nội khí vẫn có thể toát ra theo trưởng lực, thậm chí có thể toát ra đến khoảng cách gần 1 mét trước trưởng lực. Nói cách khác hai người ở khoảng cách nhau một thước cũng có thể tiến hành đọ sức, bởi vì khoảng cách trưởng lực của hai người quá gần, cho nên đều đang tiến hành đọ nội lực. Loại tỉ thí này chính là so tài ở trình độ cao. Nếu một bên bị thương, thường thường so với việc bị thương bởi bạch đao hay hồng đao đều nghiêm trọng hơn rất nhiều. Người thường coi náo nhiệt, còn người trong nghề trông cửa, cách nói ngụ ngôn này chính là nói ở trường hợp này. Két! Akiyama Lifu giống như nổi giận, cánh tay nổi gân xanh lên, nội lực lập tức từ đan điền bùng lên tỏa đi đến các cơ bắp. Những người mắt tinh đều ngạc nhiên, cánh tay của Akiyama Lifu trong nháy mắt đã phình to lên trông thấy, nhìn thoáng qua trông to như bắp đùi. Khắp khán đài đều ồ lên, bên tai những tiếng ngạc nhiên thán phục vang lên không ngớt. Lợi hại quá, cánh tay có thể phình to như vậy. Diệp Phàm, trong cánh tay của ông ta có gì mà có thể to lên như vậy được? Chẳng lẽ đây là nội khí tiên thiên đã làm cho da trương phình to lên? Kiều Viên Viên khẽ hỏi. Chắc chắn không phải có nội khí tiên thiên đâu, Akiyama Lifu làm sao có thể đột phá tiên thiên được? Nghe nói trong thời gian trước mắt, Trung Quốc chúng ta chỉ có Trương Hữu Trần của võ đang có khả năng đột phá đến cảnh giới tiên thiên của con người cũng là điều khó nói. Akiyama cùng lắm cũng chỉ là cửu đẳng tầng đỉnh thiên thôi. Và lại, ông ta có đạt đến cảnh giới cửu đẳng hay không cũng là điều khó nói, chuẩn xác thì chắc là bát đẳng tầng đỉnh thiên, nhưng cũng không chắc chắn bởi vì bây giờ ông ta còn chưa dùng hết sức. Diệp Phàm đoán, Đại sư Trần gặp chút nguy hiểm rồi. Kiều Viên Viên có chút lo lắng, nói thầm một câu. Ha ha, em sai rồi cô bé ạ, Đại sư Trần sẽ không gặp nguy hiểm mà ngược lại chính là Akiyama cơ. Lúc này, bên cạnh Kiều Viên Viên vang lên một giọng nói. Diệp Phàm nghe thấy khá quen, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Chương 1587, điếc không sợ súng. Diệp Phàm vội chào nói. Là tiền bối Âm Vô Đao ạ, đã lâu không gặp, ha ha. Thằng nhóc này, tôi như thế này mà còn có thể nhận ra. Kỳ lạ thật. Bắc Sơn Nhất tiểu tử Âm Vô Đao được tôn là lão nhị trong Lục Lâm Trung Quốc, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Diệp lão đại như thể nhìn vật thể lạ. Khi gặp Âm Vô Đao vài năm trước ở thôn Quy Lĩnh, thị trấn Lâm Tuyền thì ông già này ăn mặc như một tiểu phu, nhưng chân lại đi giày Nike. Lúc đó Diệp Phàm đã buồn cười rồi. Thế mà hôm nay, ông già này lại đổi sang mặc cả cây vest rất nuột, Diệp Phàm nhìn không ra thương hiệu gì, đoán là hàng bán ngoài vỉa hè. Với lại, Âm Vô Đao còn để kiểu đầu chọc nhẵn thín, cực kỳ giống với một đại gia có bạc triệu dắt ở hông. Từ tiểu phu lập tức biến thành đại gia. Người bình thường sẽ rất khó nhận ra sự thay đổi này. Tuy nhiên, Diệp lão đại có đôi mắt ưng, dù Âm Vô Đao có thay đổi như thế nào thì vẫn nhận ra được. Tiền bối Âm là ai vậy? Kiều Viên Viên là kẻ điếc không sợ súng, trực tiếp hỏi lại. Chính là lão đồng chí ngồi bên cạnh em. Diệp lão đại cười gượng một tiếng. Cô nhóc này là bạn gái của cậu phải không? Thằng nhãi này giỏi thật, lại thay đổi người rồi, hạnh phúc thật đấy. Âm Vô Đao thuận miệng cười nói, gãi gãi cằm, cảm giác có chút không quen bởi vì có ít râu thì đã bị cạo sạch rồi nên bây giờ cằm nhẵn nhụi, không có râu nữa.
Lại thay đổi người rồi là có ý gì? Âm lão tiền bối, ông nhìn thấy trước đây anh ấy có người nào? Kiều Viên Viên lập tức phản ứng lại, nhìn chằm chằm Âm Vô Đao hỏi. Ông không thèm quản chuyện của các cháu. Sau khi trở về cháu hỏi thằng nhãi này ở trên giường là được rồi. Âm Vô Đạo nói kháy. Diệp lão đại xấu hổ trong lòng, bởi vì ngày đó trên đường đi đến thôn Quy Lĩnh, Diệp lão đại đã cùng với Phương Nghê muội của phòng hành chính đảng hẳn 3 lần trên xe. Rồi sau đó ở thôn Quy Lĩnh, hai người thiếu chút nữa lại phong lưu một đêm ở quân doanh bộ đội, lúc đó chắc là đã bị Âm Vô Đao nhìn ra một vài điểm sơ hở. Không ngờ được rằng ông gia này bình thường thì không đem ra bình luận, bây giờ lại có thể trở mặt, nói thuần tuột trước mặt Kiều Viên Viên khơi lại chuyện xưa nợ cũ ra. Ông không công bằng. Kiều Viên Viên tuy không thay đổi sắc mặt nhưng trong lòng chắc chắn đã sinh nghi, bĩu môi hừ nói, còn lườm Âm Vô Đao một cái. Diệp Phàm vội vàng cười nói giảng hòa. Viên Viên, không được vô lễ với Âm tiền bối. Tiền bối cái gì, một tên vô lại thì có. Kiều Viên Viên không biết sự lợi hại của Âm Vô Đao, bĩu môi hừ nói. Chắc là do đang tức giận nên cố ý như vậy, nếu không thì bình thường Viên Viên là sẽ không vô lễ như thế. Ha ha, thằng nhãi con này, cháu xem miệng lưỡi cô bổ nhí này của cậu thật ngoa ngoắt chưa kìa. Không ngờ Âm Vô Đao không tức giận mà còn thản nhiên cười cười, nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói. Chắc là sau khi về nhà, thằng nhóc này sẽ lĩnh đủ mùi đây. Ai là bổ nhí của anh ta? Ông đừng ăn nói lung tung. Kiều Viên Viên hừ nói. Không phải bổ nhí của nó, vậy thì cô nhóc này, cháu là gì của nó? Những người thanh niên như các cháu, chưa gì đã là bổ nhí, người yêu rồi. Ông lão như tôi không phân biệt được rõ. Âm Vô Đao thản nhiên cười nói. Họ Diệp kia, rốt cuộc anh có bao nhiêu bạn gái hả? Kiều Viên Viên nóng mắt lên, nhìn Diệp lão đại hỏi nhỏ. Không, không có bạn gái nào cả. Đó đều là chuyện cũ năm xưa rồi, cái lúc mà còn chưa quen em. Diệp lão có chút đau đầu, ánh mắt nhìn Âm Vô Ba cầu khẩn, nói. Tiền bối, cô ấy là bà xã của cháu. Xin ông đừng bổ nhí gì nữa, cô ấy nghe không thoải mái. Ai là gì đó của anh đừng ảo tưởng. Kiều Viên Viên hừ nói. Ha ha. Âm Vô Đao khẽ cười hai tiếng, liếc mắt nhìn hai người một cái, nói. Diệp nhóc con, cô ấy không muốn làm bà xã của cháu thì coi như là bổ nhí rồi. Lão đây sẽ giới thiệu cho cháu một người. Nghe nói con gái Lạc Tuyết Phiêu Mai của Mai Thiên Tuyết ở Cung Vu Sơn cũng đến Bắc Kinh. Cô bé Lạc Tuyết Phiêu Mai trông rất xinh đẹp. Người mẹ Mai Thiên Tuyết khi còn trẻ là mỹ nhân đẹp nhất Giang Nam, con gái do bà ấy sinh ra sao có thể kém cạnh được. Để ông nhìn xem, có lẽ hai mẹ con họ cũng đến đây xem biểu diễn đấy. Nói xong, Âm Vô Đao nhìn ngó xung quanh tìm kiếm. Ông dám sao, cháu chính là vợ của anh ấy, không cho phép giới thiệu bậy bạ. Kiều Viên Viên chua ngoa nói, đến tay cũng nắm chặt lại rồi. Không phải cháu vừa nói là không phải sao? Rốt cuộc là có phải hay không? Âm Vô Đao bất ngờ vờ vịt đùa. Cháu đã mang thai con của anh ấy rồi. Tiền bối, ông nói là phải hay không phải? Viên Viên mặt đỏ lên, thản nhiên bật cười, lập tức trông như tiên nữ dáng trần trước mặt Âm Vô Đao. Âm Vô Đao chợt ngây người ra một chút, thở dài, nói. Hai, thằng nhãi này, cháu thật có mắt, vợ bé của cháu trông thật xinh đẹp. Nếu bị ông gặp trước sớm một ngày, nhất định là không đến lượt cậu rồi. Không phải là vợ bé mà là vợ. Tiền bối, ông đừng tự ý thêm từ bừa bãi. Kiều Viên Viên bĩu môi nói. Rõ rồi, là chính cung nương nương mà. Âm Vô Đao cười gượng một tiếng. Ý là anh ta còn có tam cung lục viện ư. Kiều Viên Viên bất ngờ không nổi giận, thản nhiên cười nói. Đàn ông mà, tam cung lục viện là bình thường, chỉ là trong điều kiện xã hội hiện đại không công khai ra mà thôi. Cô bé à, ông nói cho cháu biết nhé. Cháu cũng đừng hy vọng là thằng nhóc này sẽ một lòng chung thủy với cháu. Cháu hãy yên tâm là chính cung nương nương của cháu là được. Còn chuyện khác, tốt nhất là nhắm một mắt, mở một mắt cho qua thôi. Nếu không dù cháu có ghen lồng ghen lộn lên cũng vô dụng, thực ra mình vẫn là người bị tổn thương nhiều nhất phải không nào? Âm Vô Đao tuôn một tràng. Ông không đứng đắn. Kiều Viên Viên lườm Âm Vô Đao một cái. Viên Viên, đừng chửi mắng người khác bừa bãi. Âm tiền bối là sư phụ của Lang Phá Thiên. Diệp Phàm nghiêm mặt, hừ nói. Sư phụ của Lang Phá Thiên. Kiều Viên Viên rốt cục có chút kinh ngạc,
trợn tròn mắt nhìn Âm Vô Đao, không ngờ người ăn mặc như một đại gia này lại có thể là cao thủ. Lang Phá Thiên đã là cao thủ thất đẳng, nói gì đến sư phụ của ông ta. Thấy ngốc chưa, ha ha, bản thân ta chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, cháu cho rằng cao thủ cửu đẳng nên ra vẻ đạo mạo, ra dáng phong thái của đại sư phải không nào? Cháu sai rồi, nhóc ạ. Ông đây đã sắp 70 tuổi rồi nhưng so với đường tới cầu Nại Hà thì đường đi của ông còn dài hơn cả cháu kia. Ông không thèm so đo với cô nhóc như cháu. Đây là ông nể mặt Tiểu Diệp. Nếu đổi lại là cô nhóc khác dám nói chuyện với ông như vậy đã sớm bị ông lột sạch quần áo ném ra ngoài đường cái rồi. Âm Vô Đao cười xong chợt nghiêm mặt lại, phun ra lời nói có thể làm người ta sợ thất kinh. Kiều Viên Viên giật mình, dịch mông sang cách xa Âm Vô Đao một chút. Vội nép vào người Diệp Phàm như đang có chút sợ hãi. Chủ yếu là bị Âm Vô Đao kia lột sạch quần áo ném ra ngoài đường cái rất đáng sợ. Kiều Viên Viên biết, những ông già như thế này tính tình rất cổ quái. Những việc này ông ta chắc chắn có thể làm được thật. Người ta là cao thủ cửu đẳng, làm thì đã sao chứ, đến cơ quan công an cũng tìm không thấy người nữa là. Âm tiền bối, muốn lột sạch quần áo của cô gái khác ném ra đường thì còn được. Còn vợ cháu ý mà. Tin là ông không dám đâu. Diệp lão đại đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, cảm thấy Âm Vô Đao cũng quá cao ngạo rồi. Không ngờ trước mặt mình ông ta cũng ăn nói như thế, không thèm nể mặt mình chút nào. Ô, Âm Vô Đao quay đầu nhìn Diệp Phàm, nói. Chẳng lẽ vợ bé của cháu có lai lịch gì? Âm Vô Đao cũng không ngốc. Đương nhiên, Diệp lão đại cười gượng một tiếng, nhìn Kiều Viên Viên một cái, nói. Có thể ông không biết. Sư phụ của Viên Viên chính là Tô Cô Nương, chính là Tô Cô Nương xuất thân từ Am Hồng Cực. Am Hồng Cực, Âm Vô Đao thì thào trong chốc lát, đột nhiên giật mình, nhìn Kiều Viên Viên một cái, hơi ngượng ngùng, cười nói. Không thể ngờ cháu lại là hậu bối của tiền bối Hồng Cực, đã thất lễ, thất lễ. Biết là tốt rồi. Kiều Viên Viên biết Diệp lão đại đang giả vờ để giữ thể diện cho mình, bất ngờ phối hợp hừ một tiếng, vẻ mặt kiêu kỳ. Xoẹt một tiếng. Trên võ đài đột nhiên vang lên một tiếng trầm đục, Diệp Phàm đưa mắt nhìn sang, phát hiện sau âm thanh trầm đục này, Trần Vô Ba và Akiyama Lifu đã tách nhau ra. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm cũng phát hiện hai cánh tay của Trần Vô Ba có vết chém dọc ngang như bị dao cắt vậy, hơn nữa từ vết cắt còn từ từ chảy máu. Hai, Trần Vô Ba chắc sẽ thất bại rồi. Âm Vô Đao thở dài, còn lắc lắc đầu. Sao lại có thể như thế được? Kiều Viên Viên không phục nói. Nhóc con, cháu không có mắt gì cả. Cháu không phát hiện ra Trần Vô Ba bị trưởng đao của Akiyama đánh cho bị thương sao. Lần này chỉ là cắt qua bàn tay, lần sau sẽ cắt lên trên người đấy. Trưởng đao này của Akiyama không biết học được từ đâu, thật lợi hại, có thể so sánh được với vô đao thủ của lão đây. Lão tiền bối đã từng nghe qua Hồng Huyết Đao Pháp rồi phải không? Diệp Phàm hỏi. Hồng Huyết Nhất Đao, nghe nói là một ma đầu quái dị. Công phu cao vô cùng. Năm đó khi đến Trung Quốc, hắn đã giết người như ngoé, trong một đêm đã tắm máu ba môn phái. Sư phụ ta lúc bấy giờ đã tổ chức một đám chí sĩ lùng bắt tên này khắp nơi, sau đó không hiểu vì sao mà không thấy tăm hơi gì. Âm Vô Đao nói. Ha ha, người giết kẻ ma đầu đó thì cháu đã từng được gặp. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Không thể nào, sao cháu có thể gặp được ông ta? Nghe nói người này so với sư phụ ta còn nhiều tuổi hơn. Cháu mới có bao nhiêu tuổi, có khi lúc cháu chưa ra đời thì ông ta đã chết từ sớm rồi. Âm Vô Đao căn bản là không tin. Ông già này, một mực lắc đầu quầy quậy. Cháu thực sự đã từng gặp qua ở Mê Cung Iga. Người này bị đồ đệ của ông ta đánh lén. Ông ta tên là Akiyama Mita, là ông nội của Akiyama Lifu. Nghe nói người này sau khi đến Trung Quốc muốn tìm cao nhân để so tài. Sau khi tìm không thấy đã giết rất nhiều người để lôi kéo cao nhân Trung Quốc đến. Không thể không nói, Akiyama Mita là một kẻ điên luyện võ. Khi nói đến đây, Diệp lão đại còn liếc nhìn Âm Vô Đao một cái. Ông tuy thích luyện võ nhưng tuyệt đối không giết người bừa bãi. Âm Vô Đao nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Cháu nói tiếp đi. Sau đó, thực sự đã khiến một vị cao nhân tuyệt thế đến thật. Diệp lão đại nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Người đó là ai? Kiều Viên Viên và Âm Vô Đao nói cùng một lúc. Ha ha, đây là bí mật, không thể nói ra được. Diệp lão đại bất ngờ khoe khoang, khẽ lắc đầu.
đến lão đây mà cũng không thể nói ra hay sao? Thằng nhóc này, cháu chán sống rồi có phải không? Âm Vô Đào có chút tức giận, bất ngờ uy hiếp cả Diệp Phàm. Bí mật là bí mật, đương nhiên không thể nói ra. Diệp lão đại rất cứng răn nói. Không nói cũng được, hai ngày nữa mà tìm không thấy vợ bé thì cũng đừng trách Âm Vô Đào ta đã không báo trước. Âm Vô Đào đột nhiên cười gượng một tiếng. Lão già này, già rồi mà không đứng đắn, vô liêm sỉ tới mức này. Thực ra, chỉ có thể nói là Âm Vô Đào làm việc không theo một nguyên tắc nào, thích làm cái gì cũng không theo cách làm thông thường mà thôi. Chương 1588, vương bài thần bí của tổ đặc nhiệm A hiện thân. Không sao, ông cứ bắt đi, tin là tiền bối của Hồng Cực sẽ tìm được ông thôi. Diệp Phàm thản nhiên cười cười. Tên nhóc họ Diệp, đừng có lấy Hồng Cực mà uy hiếp ông đây. Người phụ nữ kia, sớm đã quy thiên rồi, đừng nghĩ ông đây không biết, dọa ai chứ. Âm Vô Đào bất mãn trừng mắt nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt lão tràn đầy đắc ý. Lão già này, quả hơi giống lão ngoan đồng. Cái này mà ông cũng biết à? Diệp lão đại hơi kinh ngạc, không thể ngờ người ta sớm đã biết rồi. Đương nhiên, nói đi, ông đây không kiên nhẫn đâu. Âm Vô Đào trừng mắt nhìn Diệp Phàm, hừ nói. Diệp Phàm, anh nói đi. Đừng đùa với lão tiền bối nữa mà. Kiều Viên Viên hơi sợ những người buồn vui thất thường như lão Âm Vô Đào này, nếu thực sự để ông ta cởi hết đồ ném ra đường thì còn mặt mũi nào gặp mọi người nữa. Hơn nữa, cô cũng sợ Diệp Phàm trêu chọc loại cao nhân này, sau này chắc chắn sẽ vô cùng khốn đốn. Trước nay cháu chưa từng chịu uy hiếp bao giờ. Diệp lão đại khẩu khí cứng rắn, nhìn sắc mặt có chút khó coi của Âm Vô Đào, hừ nói. Ông muốn là gì thì làm. Nhưng mà, đại bá của cháu không ăn chay đâu đấy. Xã hội bây giờ, tuy nói có luật pháp, nhưng những luật pháp khuôn sáo này đều hết cách với ông. Đại bá của cậu, nói xem, cân lượng của tên đó có đủ lắc lư trước mặt ta không nào? Âm Vô Đào lạnh lùng hừ nói. Tọa địa lão hổ Phí Thanh Sơn, hẳn ông có nghe qua rồi nhỉ? Diệp lão đại thản nhiên cười nói. Cái con chim ưng nát đó à? Âm Vô Đào suýt chút nữa nổi giận. Sắc mặt khó coi. Ngẫm nghĩ, nói. Nhóc con à, nói đi, bí mật này cháu muốn ta dùng gì để đổi nào? Ta thừa biết mánh khóe của cháu rồi, cháu chẳng có lòng tốt gì đâu, toàn là muốn kiếm chút gì đó từ ông già này thôi. Đừng tưởng ông già này hồ đồ nhé. Vô Đào thủ của ông không tệ đâu. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Thằng nhóc này, dám nói vậy à? Vô Âm Đao chỉ vào Diệp Phàm, nghẹn cứng họng. Không đổi thì thôi. Diệp lão đại thản nhiên lắc đầu, trong lòng vô cùng tin tưởng. Liếc nhìn Âm Vô Đào một cái, nói thêm. Hơn nữa, cháu còn muốn cho ông xem thứ này, ông muốn động thủ cũng được. Diệp Phàm nói xong, lấy từ trong cặp một chiếc khăn tay, màu đỏ, bên trên thêu mấy đóa hoa mai. Kỳ lạ là hoa mai lại có thể hiện lên rõ ràng trên nền khăn đỏ. Chẳng lẽ thực sự là đồ của nàng ấy? Âm Vô Đào liếc mắt, lập tức chấn kinh. Ha ha! Diệp Phàm cười hai tiếng rồi lấy khăn về. Hai mắt Kiều Viên Viên nhìn chằm chằm chiếc khăn tay, chu mồm thè lưỡi cuối cùng không nói gì. Lấy đi, ba chiêu đầu của Vô Đào thủ. Âm Vô Đào không chịu nổi nữa, lấy từ trong ngực một tờ giấy ném cho Diệp Phàm, nói tiếp. Đọc xong thì đốt đi, không được phép truyền ra ngoài. Cảm ơn, cháu lập tức xem, lập tức đốt đây. Diệp lão đại đọc cẩn thận, dùng mắt ưng nhìn cẩn thận từ trên xuống. Sau đó trả ngay cho Âm Vô Đào. Cháu giữ đi, trong giây lát không nhớ hết nổi đâu. Chưa đến nửa năm, cháu sẽ không hiểu thấu đáo được Vô Đào thủ pháp này. Cầm mà nghiền ngẫm đi. Âm Vô Đào không nhận tờ giấy, cười thần bí. Chẳng lẽ có bí mật? Diệp lão đại kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, cháu có bí mật thì ông đây không thể có bí mật sao? Có thể tìm được bí mật hay không, đó còn trông chờ vào tạo hóa của thằng nhóc cháu. Đến lúc đó đừng tới hỏi ta, có hỏi ta cũng không nói đâu. Âm Vô Đào vô cùng đắc ý, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói thêm. Nói đi, Akiyama Mita gặp cao nhân nào? Trương Vũ Trần phái võ đang. Diệp Phàm nói. Thật sự là ông ta sao, vậy thì có gì là bí mật đâu? Âm Vô Đào dường như muốn chứng minh suy đoán của mình, bây giờ có được đáp án thì lại mất hứng thú. Tiền bối, nghe nói Trương Vũ Trần đã đột phá tiên thiên. Diệp Phàm cũng có chút tò mò. Cái này, cũng không chắc chắn, chỉ là nghe nói thôi. Nhưng, cũng khó nói.
Nghe nói trên cửu đẳng là thập đẳng đại viên mãn siêu cấp. Đột phá thập đẳng mới được coi là tiên thiên. Nhóc con, cháu đã thấy thập đẳng cao thủ bao giờ chưa? Chưa thấy, cháu chỉ thấy đại bá cháu là cửu đẳng thôi. Giờ lão tiền bối cũng cửu đẳng. Ở Hàn Quốc có gặp được một cửu đẳng, chính là Đông Tháp Sơn của Kim gia. Diệp Phàm nói, liếc mắt nhìn Akiyama Li Fu, nói. Không biết Akiyama Li Fu có phải cửu đẳng không? Chắc là đạt đến cửu đẳng rồi, ta cũng mời đột phá. Từ thủ pháp, cơ khí của Akiyama Li Fu, xem ra gã cũng mới đột phá không lâu. Còn Trần Vô Ba dường như bát đẳng đỉnh, hơn nữa, có chút kỳ lạ, hình như đã bị thương nặng rồi. Âm Vô Đao nói. Hai, Trần Đại Sư thua chúng ta mất mặt lắm. Lão tiền bối, đến lúc đó, hay là người lên võ đài đá tên Akiyama Li Fu đó xuống là được. Kiều Viên Viên hừ nói. Đá xuống võ đài, ta với Akiyama Li Fu thực lực tương đối. Ai đá ai xuống đài cái này không nói trước được, nếu đổi lại là đại bá phí gia của ông xã cháu thì khác. Nghe nói ông ta đã đạt đến cửu đẳng tam bậc, Akiyama Li Fu tuyệt đối không phải đối thủ của ông ta. Âm Vô Đao nói tình hình thực tế, không chút thổi phồng. Tiền bối, không biết đẳng cấp của những tứ tôn khác thế nào? Diệp Phàm hỏi. Tọa địa lão hổ Phí Thanh Sơn. Bắc Sơn Tiểu Tử Âm Vô Đao, Hán Địa Phi Hồ Sương Hồng Ngọc, Phù Sơn Thủy Tiên Mai Thiên Tuyết, Đại Mãnh Hảo Hán Quân Nhược Ly, Tàng Lang Ác Cẩu Lạc Phiêu Phiêu. Sáu người chúng ta được xưng là lục tôn của Trung Quốc, kỳ thực, sáu người chúng ta chưa từng ở cùng một chỗ bao giờ. Nói câu này cũng khó nghe, nhưng ngay cả ta cũng chẳng biết mặt Phí Thanh Sơn, chỉ nghe nói thôi. Cả tứ tôn khác, ta cũng chưa từng gặp. Còn nếu nói công lực thế nào, cũng chỉ nghe người ta nói, cụ thể. Không rõ lắm. Ngay cả sống chết của họ, cũng còn chẳng rõ mà. Tất cả mọi người đều trên 70 rồi, còn sống được mấy năm chỉ có trời mới biết. Âm Vô Đao nói, thở dài. Tiền bối không cần phải thở dài, những người luyện công như chúng ta. Khi đạt được bát đẳng trở lên, cơ thể mạnh hơn người thường nhiều. Sống trên 90 tuổi hẳn không thành vấn đề, như Phí lão thái gia, tuy trọng thương, nhưng không phải đến giờ vẫn sống rất tốt sao. Diệp Phàm an ủi nói, cái này chỉ là theo suy đoán, nhưng có khi bị trọng thương lúc luận võ, hay là bị bệnh ung thư gì đó, có chữa cũng không được. Đẳng cấp chỉ tượng trưng cho thực lực, không đảm bảo có thể chữa được bệnh. Chỉ có thể nói là cơ thể khỏe hơn người thường thôi, chứ chuyện sống chết khó nói lắm. Âm Vô Đao có cái nhìn rất thoáng. Đúng lúc này, toàn hội trường đột nhiên ồ lên. Akiyama Li Fu đột nhiên bay lên trời. Trên không trung hai đùi và hai tay nhanh như quang tiễn tay chân biến ảo khôn lường. Giống như mấy chục cây đại đao từ không trung đánh về phía Trần Vô Ba. Hơn nữa, mấy chục cây đại đao này đem theo gió đến, phát ra tiếng gào thét của lá bị gió thổi rụng, khí thế vô cùng kinh người. Làm cho người ta cảm giác như sắp có sóng thần phá hủy tất thảy. Xem ra, đúng là hồng huyết đao pháp, dùng trưởng đại đao, biến ảo vô cùng, hay, chiêu liên đao nghìn vạn này. Chắc hẳn Trần Vô Ba thất bại. Âm Vô Đao thở dài, sắc mặt nghiêm túc. Trần Vô Ba vẻ mặt ngưng trọng, thân thể xoay tròn. Thân pháp càng lúc càng nhanh, hai tay biến ảo chiêu thức trên không trung. Đột nhiên, Trần Vô Ba đại sư bay lên cao. Hai chân đạp một phát, đã nhảy lên gần 2 mét. Hai tay kéo thế gió hình thành một hắc động vô hình. Từ xa có cảm giác được sóng khí bị Trần đại sư hấp thụ. Dường như hai tay của Trần Đại Sư đã trở thành máy hút bụi công suất lớn. Tay chân Akiyama Li Fu xuất ra mấy chục đại đao bổ vào bàn tay máy hút bụi, phát ra tiếng sóng biển, một tiếng soạt vang lên. Sau khi Trần Đại Sư chặn liên tục 10 trưởng đao thái cực hắc động cuối cùng bị đánh tan, hơn 10 trưởng đai cuối đều bổ vào người Trần Đại Sư. Trần Đại Sư lui liên tục vài bước, bịch một tiếng ngã lăn quay xuống đất. Akiyama Li Fu đột nhiên phát ra tiếng kêu như ưng hót. Một chân đá về phía Trần Đại Sư. Hai, Akiyama Li Fu phải báo được mối nhục mấy năm trước, không đá được Trần Đại Sư xuống lôi đài gã thể không bỏ qua. Thịch thịch. Đúng lúc này, từ trên ghế khán giả có một bóng người bay ra. Đấu với Akiyama Li Fu hơn chục chiêu, người nọ bị trưởng đao của Akiyama Li Fu bị chặn lại. Cả hội trường lập tức ồ lên, trong thời khắc mấu chốt Trần Đại Sư sắp thua, lại xuất hiện một cao thủ. Không khí hiện trường lập tức đạt đến mức gờ. Anh là ai? Tại sao lại ngăn cản tôi cùng với Trần Vô Ba đại sư tỷ thí? Xem ra thân thủ của anh cũng không tệ,
Trung Quốc các ngươi rất chú ý võ đức, lẽ nào giờ anh lại quên mất điều ấy? Đúng là chẳng ra làm sao, trong lúc này mà lại xảy ra chuyện như vậy. Akiyama vô cùng thất vọng. Akiyama Li Fu hừ giọng nói, mắt nhìn người mấy năm trước đã sỉ nhục mình, không ngờ giờ lại xuất hiện một trình giảo kim muốn gây rối. Hơn nữa, người này còn có thể giải được sát chiêu của mình trong thời gian ngắn, thực lực chắc chắn không yếu hơn mình. Xem ra hôm nay muốn rửa mối nhục trước đây hơi khó khăn rồi, Akiyama Li Fu trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Tôi chỉ muốn giải thích một chút rồi đi, không có ý ngăn hai người tỉ thí. Nếu Akiyama Li Fu tiên sinh cho rằng lão phu không nên tới, vậy sau khi anh nghe tôi nói xong tôi sẽ phủi mông bỏ đi, hơn nữa, lão phu cũng có lời xin lỗi. Trung Quốc chúng tôi, tuyệt không có người không có võ đức. Ông lão diện mạo xấu xí bình tĩnh nói. Được, tôi muốn nghe ông giải thích rõ. Akiyama Li Fu hừ nói, liếc mắt nhìn lão già đối diện, thấy gương mặt vô cùng xa lạ, y căn bản chưa từng gặp qua. Diệp Phàm dùng mắt ưng quan sát, cũng không nhận ra lão già này. Hỏi âm vô đao, ông lão cũng nghi hoặc lắc đầu, nói chưa từng gặp người này. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng phát hiện được một chút manh mối. Trong lòng nghĩ lão già này có phải lão già này đã dùng loại thuốc của tổ đặc nhiệm A không, sau khi uống thuốc vào da thịt thay đổi, khuôn mặt sẽ được thuốc làm biến dạng. Tuy nhiên, vẻ mặt bị thay đổi thường rất xấu xí. Chương 1589, Đại chiến núi xương bối. Nếu người này thực sự là người dùng thuốc, vậy chắc chắn người này chính là bí mật lớn nhất của tổ đặc nhiệm A, một cao thủ cửu đẳng, chẳng lẽ trong tổ đặc nhiệm A còn ẩn núp cường nhân cao thủ cửu đẳng đỉnh? Diệp Phàm giật mình, hỏi. Âm tiền bối, người này không biết đẳng cấp thế nào? Chắc chắn không dưới cửu đẳng, cũng sấp xỉ tổ đặc nhiệm A. Vừa nãy trong thời gian ngắn có thể tiếp nửa chiêu của Akiyama Li Fu, không phải cửu đẳng thì không làm được đâu. Kỳ lạ, rốt cuộc là ai? Chiêu thức hình như rất quen, nhưng, hẳn không phải là ông ta. Âm vô đao lắc đầu. Lão tiền bối nói ai vậy? Diệp Phàm không thể không thích thú hỏi. Bí mật. Âm vô đao không ngờ cũng dùng chiêu này, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nở nụ cười. Được rồi, cháu chẳng có bí mật gì để trao đổi với ông đâu, không nói thì cháu không nghe vậy. Diệp Phàm tức giận hừ nói. Trong lòng đang tìm xem có thể dùng thứ gì để trao đổi với bí mật của âm vô đao. Không nghe thì ta cũng không nói, ha ha. Âm vô đao đa mưu túc trí, thản nhiên cười nói. Kiều Viên Viên đứng bên nhìn với ánh mắt xem thường. Trừng mắt cái gì, con bé có cái điểm này là không được này, chưa được gả về nhà chồng cơ mà. Đợi sau này bị nó bán đi còn ngồi đếm tiền giúp nó nữa, đáng thương quá. Âm vô đao thản nhiên cười nói. Cháu thích vậy, ông quản được không? Kiều Viên Viên ưỡn ngực, tức giận nói. Ta đâu có rảnh mà xen vào chuyện người khác. Âm vô đao lắc đầu. Dùng cái này đổi với bí mật của ông nhé. Diệp Phàm lấy từ trong cặp một viên thuốc. Cái thứ gì đấy? Âm vô đao cầm hỏi. Ông gửi thử đi, đảm bảo sẽ thích, cháu chỉ có hai viên, không đổi thì thôi. Diệp lão đại cười gượng một tiếng. Âm vô đao đưa lên mũi hửi, vừa hửi xong, đột nhiên sửng sốt, lại hửi hửi, còn dùng đầu ngón tay ngắt một chút thuốc ra thử, cười nói. Thằng nhóc ngoan, thứ này mà cháu cũng có, ta nói, bị cháu gài mất rồi. Âm vô đao nói đến đây, Diệp Phàm đã vội đưa mắt, âm vô đao liếc nhìn Kiều Viên Viên một cái, cười cười không nói nữa. Hai người đang chơi trò gì đấy? Kiều Viên Viên cũng không dễ bị lừa. Ha ha, không có gì. Diệp lão đại thản nhiên nói. Âm vô đao cũng không khách khí, đưa tay ra, nói. Còn viên kia cũng lấy luôn, ông đây thích món đồ chơi này. Bí mật đâu? Diệp Phàm hỏi. Người này chiêu thức hơi giống một người họ Vương, tên Vương Kinh Thiên. Nghe nói là xuất than từ núi La Phù. Âm vô đao thản nhiên cười, đưa tay cầm viên thuốc thứ hai Diệp lão đại đưa. Cái thứ này, đương nhiên là thứ đồ chơi trợ lực cho đàn ông. So với Viagra thì còn lợi hại hơn nhiều. Chính lão già âm vô đao cũng thích, xem ra, lão già này vẫn còn phong lưu lắm. Thứ này uống vào không sao chứ? Âm vô đao hỏi. Toàn là thảo dược, không có tác dụng phụ, không xảy ra bất kỳ ảnh hưởng xấu nào. Phá Thiên đã dùng hai lần rồi, cứ đòi cháu mãi, nhưng, cháu cũng hết rồi, chủ yếu là ở đây không có dược liệu. Đáng tiếc. Diệp lão đại vẻ mặt đau lòng. Cái thằng nhóc này. Trong bụng toàn ý nghĩ xấu xa,
sau này có điều chế được nhiều nhiều thì nhớ cho ta, ông lão đây thích thứ này. Âm Vô Đao cười. Trên đài đột nhiên phát ra âm thanh lớn, thấy có một người bị hai thanh niên ném khỏi lôi đài. Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng quét qua, lập tức có chút kinh ngạc. Bởi vì cô gái đầu tóc rối bời bị quăng từ trên lôi đài xuống không ngờ lại là cô nàng Thường Xuân mất tích không rõ nguyên do của Sơn Trang Đào Nguyên. Cô nàng này tên Mỹ Sa Lâm Tử, là người của các người. Thuật ninjutsu khá lắm, lợi dụng bí thuật này, hôm qua cô ta cùng đồng bọn lén đến nhà Trần Vô Ba, thừa lúc Trần Đại Sư sơ sẩy thi triển bí pháp ninjutsu. Cuối cùng đã đánh một đao vào lưng Trần Đại Sư, đả thương bên trong. Hôm nay ông ấy bị trọng thương nhưng vẫn tỉ thí với ông. Akiyama, ông nói thử xem, tỉ thí như vậy công bằng sao? Lão già hừ giọng nói. Tại sao tôi phải tin những gì ông nói? Akiyama Li Fu cho rằng đây là âm mưu của người Trung Quốc, nên căn bản chẳng thèm tin. Không cần nói nữa, Trần Vô Ba tôi nhận thua. Trần Vô Ba được đệ tử đó dạy, chắp tay nói. Cô nói đi, có phải cô làm không, cô đến từ môn phái nào, thứ khốn kiếp. Akiyama Li Fu cất bước lớn đứng trước mặt Mỹ Sa Lâm Tử, như diều hâu bắt gà con chụp lấy cô gái lớn tiếng hỏi. Hi 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 hi. Mỹ Sa Lâm Tử đột nhiên cười to, giống lên. Ông trúng kế rồi. Cùng với tiếng nói, phục một tiếng, bụng của Mỹ Sa Lâm Tử đột nhiên phát ra một tiếng động kỳ lạ, phập một tiếng, một đạo ánh sáng từ trong miệng phóng ra, thịt một tiếng nữa đã đâm vào ngực của Akiyama Li Fu. Người Trung Quốc chết tiệt. Akiyama Li Fu nổi giận, cho rằng đây là trò quỷ của người Trung Quốc. Trường một trường, Mỹ Sa Lâm Tử lập tức ngã xuống đất. Tuy nhiên, kỳ lạ là bụng Mỹ Sa Lâm Tử đột nhiên co giật vài cái, miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất không nhúc nhích nữa. Nhanh trị thương đi, Akiyama Li Fu bị trúng độc rồi. Ông già đối diện khuyên nhủ. Hừ, người Trung Quốc các người đúng là xấu xa. Akiyama Li Fu sờ sờ ngực, nhấc nhẹ đầu, độc được ông dùng nội lực đẩy ra, hiện trường lập tức đại loạn. Các đệ tử của Akiyama Li Fu tất cả đều đỏ mắt, xông về phái đệ tử của Trần Vô Ba, có thể là sắp có đánh nhau lớn, các cảnh sát duy trì trật tự căn bản là không làm được gì. Những đệ tử này đều là cao thủ nhị đẳng, tam đẳng, các cảnh sát chưa phải là đối thủ. Akiyama Li Fu, ông thử nghĩ lại coi, vừa rồi là chiêu người Trung Quốc chúng ta sử dụng không? Ông cứ đến bệnh viện mà ngẫm nghĩ đi, đây là thuật ninjutsu. Ông lão vô cùng khí thế nói, Akiyama Li Fu nhíu nhíu mày, cũng có chút nghi hoặc. Cảm giác ngực ngứa ngáy, biết không thể kéo dài được nữa, hừ nói. Tôi sẽ điều tra rõ ràng. Akiyama Li Fu vung tay, đưa theo các đệ tử vội vàng bỏ đi. Đồng chí Diệp Phàm, lập tức đuổi theo ra sân bay. Lúc này, di động Diệp Phàm truyền ra tiếng hét của Lý Khiếu Phong. Được, có chuyện gì thế? Trong lòng Diệp Phàm tối sầm lại, biết đã có chuyện xảy ra. Không kịp nói gì với Kiều Viên Viên. Chạy ra khỏi sân đại thế giới. Núi Xương Bối đã bắt đầu kịch chiến rồi. Tổ thần đạo cấu kết với tổ chức bí mật anh tấn công núi Xương Bối. Tề Thiên đem theo binh lính báo săn đến chống cự. Lần này bọn họ xuất động rất nhiều người, tất cả đều là cao thủ tam đẳng trở lên. Tôi đoán chắc Tề Thiên không chống cự được lâu đâu. Tổng bộ yêu cầu cậu và Lang Phá Thiên nhanh chóng tiếp viện. Chuyên cơ đang đậu ở sân bay, lập tức xuất phát. Lý Khiếu Thiên nói. Bọn họ dùng vũ khí gì? Diệp Phàm trong lòng cũng gấp gáp, kéo còi cảnh báo, lái như bay ra phi trường. Chắc hẳn cũng sợ lộ, chỉ dùng súng trường và ám khí. Địa thế núi Xương Bối phức tạp, gần như là rừng già nguyên sinh. Tướng quân Lỗ Tiến yêu cầu các cậu kết hợp với địa hình, giăng lưới bắt hết bọn gián điệp. Bằng bất cứ giá nào, nhất định phải lấy bí mật núi Bố Xương về tay. Lý Khiếu Phong gác máy. Diệp Phàm lái xe đến sân bay quân dụng, đến cửa sân bay, thấy Lang Phá Thiên đang ở cửa hậu. Thấy Lang Phá Thiên gật đầu, bảo vệ cũng không kiểm tra giấy tờ của Diệp Phàm cứ lái xe đi thẳng. Sau khi xuống xe Diệp Phàm hỏi, tổng bộ điều bao nhiêu người đi? Hai chúng ta. Lang Phá Thiên lắc đầu. Chỉ hai chúng ta, Lỗ Tiến không thể như vậy chứ. Chuyện lớn như vậy đã xảy ra, Tề Thiên cũng không chống cự nổi. Người tổ tám chúng ta lại phân tán, chuyện ngoài tầm với này. Có thể được sao? Diệp Phàm có chút tức giận. Nói chuyện này có ích gì nữa, lên máy bay nói tiếp. Lang Phá Thiên hừ nói, hai người vào chuyên cơ,
máy bay nổ máy phóng lên không trung. Chúng ta thay quần áo đã, chỉ sợ không còn kịp nữa rồi. Lang Phá Thiên nói, hai người vội vàng thay đổi quần áo. Kiểm tra lại tất cả, thấy không để lộ gì nữa mới ngồi xuống. Lão đại, tổng bộ chẳng còn binh để điều nữa. Anh xem, đã điều động thủ trưởng như anh rồi. Tình hình hôm nay anh không phải không biết. Trần Vô Ba tỉ thí với Akiyama Lifu, khách nước ngoài đến xem cuộc thi đấu không ít, ngay cả các phó nguyên thủ nước ngoài cũng đến. Hơn nữa, cao thủ của các nước thông qua mọi con đường cũng tiến vào, an toàn thủ đô cũng cần phải nâng đến mức cao nhất. Lỗ Tiến cũng bận đến nỗi mông không được ngồi yên rồi. Nếu như có thể tìm được người, ông ta cũng hận mình không phải phụ nữ để sinh thêm mấy đứa nữa. Lang Phá Thiên giải thích. Nói cũng đúng, hai, nhân mã tổ đặc nhiệm A Thiếu nghiêm trọng, chỉ có mấy chục người, tản ra cả thế giới, chẳng thấy bóng dáng đâu. Hơn nữa, hàng năm cũng có vài đồng chí bị thương lui khỏi tổ đặc nhiệm A, đúng là mệt chết chúng ta mà, ha ha. Diệp Phàm thở dài, gọi điện cho Trương Cường hỏi. Cậu có đến núi Sương Bối không? Em mới đến, tình hình chiến đấu phiền lòng lắm. Giọng Trương Cường đầy lo lắng. Phiền lòng, là sao? Diệp Phàm hỏi. Núi Sương Bối địa thế phức tạp, nơi này vốn là dãy núi che chắn tỉnh Việt Đông, nghe nói che chắn mấy chục năm rồi. Cây cối lớn lắm. Lá rậm rạp. Người sống trong rừng phải chen với lá, căn bản là chẳng tìm thấy bóng người. Tổ thần đạo có sở trường thuật ninjutsu, cao thủ ẩn náu tác chiến. Khi anh ẩn nấp tiến lên, thấy phía trước không có ai, một người sẽ từ mặt đất đứng lên công kích. Hơn nữa, tốc độ tương đối nhanh, chủ yếu là bọn họ tàn nhẫn lắm, công kích căn bản là muốn lấy mạng luôn. Nếu không thành công thì có thể xả thân, thực sự làm người ta đau đầu. Tổ thứ 8 chúng ta có 10 thành viên chính thức, đem theo hơn 100 tinh anh của báo săn đang vật lộn đọ sức ở đây. Theo tin tức của Tề Thiên, hiện tại có 10 đội viên đã có 3 người bị thương nặng, 2 đồng chí hy sinh. Báo săn cũng hy sinh 8 đồng chí tinh anh nhị đẳng tam đẳng. Đồng chí bị thương nặng cũng khá nhiều, đó đều là những tinh anh của nước ta, không dễ dàng gì mà có được. Hy sinh ít được người nào hay chừng đó, muốn bổ sung thêm nữa cũng khó. Thương vong đối phương thế nào? Diệp Phàm hừ nói, miệng thiếu chút nữa vểnh lên. Cái này, cũng có liên quan đến bản thân. Nếu lần này toàn quân tổ nòng cốt 8 mà bị tiêu diệt, chắc chắn lại phải xây dựng tổ mới. Xây dựng lại tổ mới, nói thì dễ chứ làm thì khó lắm. Chương 1590, lên tòa án quân sự. Cũng không rõ lắm, chắc hẳn cũng nhiều hơn số lượng của chúng ta. Dù sao tình hình cụ thể của núi Sương Bối chúng ta cũng quen thuộc hơn họ. Tuy nhiên, lần này, người của họ nhiều lắm. Theo phân tích từ chuyên gia tổng bộ, chắc hẳn họ đưa ra giá cao mướn nhiều sát thủ của thế giới đến công kích đội viên của chúng ta. Những sát thủ này năng lực công kích có thể so với cao thủ tứ đẳng, ngũ đẳng của chúng ta. Hơn nữa, thủ đoạn tấn công, phương thức tấn công lung tung lộn xộn. Ai có cách của người nấy, làm cho đội viên của chúng ta chẳng phòng bị được. Trương Cường nói. Đáng chết. Diệp Phàm mắng một câu, hỏi tiếp. Sao không điều động thêm người, có thể điều động một liên từ căn cứ ngư đồng mà. Nhóm tinh anh ở căn cứ ngư đồng tuy nói không so được với đội viên báo săn, nhưng so với quân đội bình thường cũng mạnh hơn một chút. Hơn nữa, bọn họ cách núi Sương Bối cũng khá gần. Có lợi cho việc bí mật tiêu diệt địch ở núi Sương Bối. Diệp Phàm hừ nói. Không thể. Căn cứ ngư đồng là một trong những quân đội bí mật nhất của quốc gia chúng ta, an toàn của thần Long M2 không gì quan trọng bằng. Thủ trưởng Lỗ có lệnh, cho dù có hy sinh toàn bộ tổ nòng cốt thứ 8 và báo săn, cũng không thể để lộ bí mật của căn cứ ngư đồng. Hơn nữa, địa bàn Việt Đông đang nằm dưới sự giám sát nghiêm mật của vệ tinh trinh sát. Bí mật núi Sương Bối hiện tại không nhiều nước biết, nếu mạo muội điều binh vào bao vây, chỉ sợ tin tức sẽ càng lan ra. Quân đội các nước đều nằm dưới ánh mắt vệ tinh quan sát của đối phương, anh động một chút người ta cũng biết. Hơn nữa, Trần Vô Ba và Li Phu đấu với nhau đã đưa cao thủ các quốc gia tới. Nếu bí mật núi Sương Bối bị lộ ra, những cao thủ đang ở Bắc Kinh sẽ chạy đến, vậy không phải càng phiền phức sao? Chúng ta đã phỏng đoán rồi, chắc hẳn tổ chức bí mật nước Anh này cũng có chút kiêng kỵ điều này, sợ bí mật này bị người khác biết. Cho nên, bọn họ cũng rất giữ bí mật. Tạm thời không xuất hiện sát thủ thần bí của các quốc gia khác. Trương Cường nói. Một tiếng sau, Tề Thiên báo cáo thương vong tăng mạng.
Tình hình chiến đấu ngày càng kịch liệt, toàn dùng ám khí hoặc là ám sát, dùng vũ khí lạnh làm nên số người tử vong càng nhiều. Cái này, đối với khảo nghiệm vũ khí tương đối quan trọng. Lúc này, võ học càng cao thì càng bảo vệ được cái mạng nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tổ đặc nhiệm A luôn coi kỹ năng võ thuật và công lực làm điều kiện khảo hạch chính. Bọn họ có cao thủ không? Diệp Phàm hỏi, cũng lo lắng, giờ vẫn đang còn trên máy bay, ít nhất phải cả tiếng nữa mới đến được. Hình như có cao thủ lục đẳng, tổ chúng ta có hai cao thủ ngũ đẳng bị thương nặng phải rời khỏi chiến trường rồi, may là vẫn còn giữ được mạng. Tề Thiên thật sự lo lắng. Mẹ nó, tổng bộ sao không phái cao thủ lục đẳng đi hỗ trợ chứ? Diệp Phàm chửi mẹ nó. Thờ Ru trưởng lỗ nói tổng bộ vốn không có nhiều cao thủ lục đẳng, toàn bộ đều có nhiệm vụ, tạm thời không đến được. Hiện nay người ở núi Bối Xương cao nhất cũng chỉ là ngũ đẳng đỉnh, hơn nữa, đều bị thương cả rồi. Tuy nhiên, bọn họ cũng chẳng tốt hơn chúng ta, người chết còn nhiều hơn chúng ta. Tề Thiên nói. Cố bám trụ với họ, tôi và Lang Phá Thiên tới ngay. Nói với mọi người, liều chết bảo vệ bí mật núi Xương Bối. Bí mật quân Quan Đông, chắc chắn không phải bí mật nhỏ, bằng không, bọn họ sẽ không mạo hiểm hy sinh nhiều chiến sĩ để công kích như vậy. Diệp Phàm hừ nói, thề sống chết bảo vệ núi Xương Bối, không nói nữa, em phải đi giết người rồi. Tề Thiên giống to rồi gác máy. Người anh em, bảo trọng. Hốc mắt Diệp Phàm hơi ướt, lập tức gọi điện cho Lỗ Tiến, kêu lên. Thủ trưởng Lỗ, đã sớm phát hiện bất thường ở núi Xương Bối. Tại sao tổng bộ không phái cao thủ đến trợ giúp từ sớm, chẳng lẽ muốn có được vinh quang lịch sử, muốn tổ nòng cốt tám Vịnh Lam Nguyệt tác chiến liên tiếp để trở thành lịch sử đúng không? Cao thủ, anh bảo tôi tìm cao thủ ở đâu mà phái? Đồng chí Diệp Phàm, phải nhìn thẳng vào hiện tại, đừng oán trời oán đất. Có điều kiện cũng phải xông lên, không có điều kiện cũng phải xông lên. Anh không thể đem những cao thủ bảo vệ lãnh đạo quốc gia đi hết được, còn phải đảm bảo an toàn cho họ nữa chứ. Lỗ Tiến lạnh lùng nói, còn nói tiếp, có thể phái Lang Phá Thiên đi đã là sự ủng hộ lớn nhất của tổng bộ rồi, muốn cao thủ cũng được, anh tự tìm đi. Còn nữa, nghe nói nhà các anh có vị cao thủ họ Trần gì đó mà, anh có thể tạm thời mời đến núi Xương Bối, tổng bộ chúng tôi sẽ bỏ giá thuê cao nhất. Cái đó, không phải đều vì lợi ích quốc gia sao? Trần Khiếu Thiên cũng là người Trung Quốc, chẳng lẽ không nên bỏ sức vì tổ quốc? Huống hồ! Anh có cao thủ mà cứ nuôi ở nhà chẳng làm gì, lãng phí. Một số đồng chí đúng là quá hồ đồ. Cái rắm, người ta đã 60 mấy tuổi rồi, gọi người ta xuất động, ông có còn là người nữa không? Chẳng lẽ thật sự muốn các cao thủ phải làm quần quật từ lúc sinh đến chết luôn sao? Quốc gia cũng không thể coi thường quyền lợi sinh tồn căn bản nhất của con người chứ. Quốc gia cũng phải có nhân đạo, có dân chủ chứ. Diệp Phàm nổi giận, giống lên với Lỗ Tiến. Bởi vì, ý của Lỗ Tiến tương đối khắc nghiệt, nói gì mà anh nuôi cao thủ trong nhà, có một số đồng chí hồ đồ chứ. Đó chẳng phải nói đồng chí Diệp Phàm bụng dạ khó lường sao, bởi vậy, đồng chí Diệp Phàm mới tức giận như vậy. Tôi không nói nữa. Lỗ Tiến lạnh giọng nói. Thật sự không được tôi sẽ điều động các đồng chí căn cứ Ngư Đồng sang, nhờ quân khu Việt Châu điều động một sư đoàn đến bao vây bọn họ. Nhiều người lực lượng lớn, tranh thủ làm một mẻ lưới bắt hết. Tôi xin tổng bộ đề xuất việc này lên quân ủy. Thủ trưởng Lỗ, chuyện này không thể đợi được nữa, thêm một phút là mất đi mấy mạng người. Những đồng chí này đều là tinh anh của báo săn, chúng ta đã tổn thương nhiều quá rồi. Diệp Phàm khẩn cầu. Chuyện này tuyệt đối không thể. Lỗ Tiến vẫn lạnh lùng nói. Vì sao, lẽ nào muốn báo săn bị tiêu diệt sao? Diệp Phàm hét lên. Báo săn bị diệt cũng không thể nào điều động quân đội lung tung được. Đây là xuất phát từ đại cục. Báo săn cũng phải phục tùng bố trí đại cục toàn quân. Đây là yêu cầu của chiến lược quân sự quốc gia, là phương châm lớn tuyệt đối không thể thay đổi. Núi Xương Bối là bí mật, phải làm âm thầm. Tổ thần đạo thì sao, báo săn bị diệt, lẽ nào tổ thần đạo còn có được bao nhiêu người sống? Muốn hủy diệt mọi người đều hủy diệt, ít nhất cũng có thể tiêu diệt được một đối thủ mạnh. Lỗ Tiến thực sự máu lạnh. Khốn khiếp. Diệp Phàm chửi một tiếng rồi cúp máy, quay sang liếc nhìn Lang Phá Thiên, mắng. Mẹ nó, Lỗ Tiến căn bản không phải con người, dương mắt nhìn tổ tám bị tiêu diệt mà gã có thể thờ ơ như vậy. Thứ khốn kiếp. Diệp Phàm la mắng, toàn bộ nhân viên công tác tổng bộ trợn tròn mắt, trong lòng đang nói đây là ai,
sao cả gan dám chửi mắng thủ trưởng tổng bộ Lỗ Tiến chứ? Lỗ Tiến vốn là tên máu lạnh, bằng không, sao gã có thể ngồi ở vị trí tổng thủ trưởng tổ đặc nhiệm A? Vì bố cục toàn quân, xem ra, Lỗ Tiến quyết định phải hy sinh tổ nòng cốt thứ 8 và báo săn. Người anh em, anh chuẩn bị tốt tư tưởng đi. Lang Phá Thiên không thèm để ý đến Lỗ Tiến, hừ giọng nói. Gã liếc nhìn Diệp Phàm, còn nói thêm. Kiêu hùng trên lịch sử, có ai mà có tình đâu. Có tình thì không là người kiêu hùng được. Thành công của họ là dẫm trên thi thể người khác mà đi lên. Tuy nhiên, xuất phát từ đại cục toàn quân, Lỗ Tiến cũng có chỗ khó của Lỗ Tiến. Không có báo săn, không có tổ nòng cốt 8, tổng bộ chắc chắn sẽ xây dựng lại. Nhưng bí mật núi xương bối quá quan trọng, vì bí mật, Lỗ Tiến đã đưa ra lựa chọn đau đớn này. Cái này, là điểm khác biệt của cái tôi lớn và cái tôi nhỏ. Mẹ nó, sau lần này, ông đây không làm nữa. Diệp Phàm đưa tay quét hết tài liệu trên bàn xuống. Mấy nhân viên quân hàm thượng ta ngồi cạnh vội bước lên nhặt tài liệu tuyệt mật. Không được nhặt, đốt hết cho ông, đốt hết. Báo săn không còn nữa rồi, giữ mấy tài liệu nát đó làm gì nữa. Diệp Phàm đạp xuống đống tài liệu, ánh mắt hung dữ như muốn ăn thịt người. Mấy thượng tá sợ đến mức không dám động đậy, hơn nữa, từng người một lui vào xuống thành máy bay. Không lâu sau, có điện thoại của đồng chí Cố Toàn gọi đến nói. Đồng chí Diệp Phàm, hy vọng anh bình tĩnh một chút. Lỗ Tiến có chỗ khó xử của Lỗ Tiến, cậu phải thông cảm cho người làm lãnh đạo. Xuất phát điểm của cậu là ở báo săn và tổ 8, còn xuất phát điểm của thủ trưởng Lỗ là ở toàn tổ, là ở chiến lược phòng ngự toàn quân. Bộ phận dù trong thời điểm nào, tình hình nào cũng không thể so sánh với chỉnh thể, bộ phận trọng thương có thể tu bổ. Nếu chỉnh thể trọng thương thì không cách nào xoay chuyển được. Đồng chí Diệp Phàm, nhanh chóng cho các đồng chí nhặt tài liệu lên đi, những tài liệu này quan trọng lắm, không hủy được đâu. Ai nói cũng vô dụng, Phá Thiên, đốt đi cho ông, đốt. Diệp Phàm dùng chân giẫm lên tài liệu, mắng. Diệp Phàm, anh làm vậy là cãi lại quân lệnh, công nhiên hủy diệt tư liệu bí mật của tổ đặc nhiệm A, anh muốn lên tòa án quân sự à, muốn bị xử bắn đúng không? Từ tai nghe truyền đến giọng nói uy nghiêm của Lỗ Tiến, xem ra, lão già này cũng nóng rồi, cũng rối lắm rồi. Ông đây xé hết cho ông xem. Diệp Phàm cúi xuống nhặt tài liệu, những tiếng xoẹt xoẹt vang lên. Lang Phá Thiên, tôi lệnh cho anh lập tức ngăn hành động thiếu lý trí cực đoan của đồng chí Diệp Phàm lại. Giọng Lỗ Tiến truyền ra từ điện thoại. Xin lỗi, bản thân tôi cũng muốn xé những thứ vô dụng này, người sắp chết cả rồi. Giữ những thứ đó lại làm cái rắm gì chứ? Người anh em, tôi xé với anh. Có lên tòa án quân sự, có ngồi tù, có bắn chết, anh em ta cùng chịu. Xuống âm phủ tiếp tục làm anh em tốt. Mẹ nó, cái thứ gì chứ? Nhìn mọi người chết sạch rồi thì còn chính sách quốc gia cái gì? Bố cuộc toàn quân, kế hoạch tổng bộ, mẹ nó, kế hoạch cái quái gì chứ? Lang Phá Thiên tức giận, cúi xuống nhặt tài liệu, gia nhập đội ngũ xé tài liệu của đồng chí Tiểu Diệp. Chỉ nháy mắt, dưới sự ra tay của hai cao thủ, mấy chục trang tài liệu đã thành đống giấy vụn. Khốn kiếp! Từ điện thoại truyền ra tiếng giống thống khổ của Lỗ Tiến. Ha 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 ha! Diệp Phàm và Lang Phá Thiên cùng cười phá lên, hừ nói. Giờ ông mới biết à, hai chúng tôi vốn là một đôi khốn kiếp mà. Diệp Phàm, Lang Phá Thiên, hai đồng chí nghe rõ đây, Lỗ Tiến tôi sẽ báo cáo lên chủ tịch. Lỗ Tiến nghiến răng nói. Cứ tự nhiên, Diệp Phàm và Lang Phá Thiên đồng thanh nói, giọng vô cùng lạnh lùng. Chương 1591, nối đường dây mật cho tôi. Khốn kiếp, Tổng bộ chỉ huy tổ đặc nhiệm A truyền ra giọng nói trong trẻo. Thình thịch, Lỗ Tiến đập mạnh xuống bàn, miệng mắng. Ngoan cố, không phục tùng quân lệnh, người như vậy nhất định phải đá khỏi tổ đặc nhiệm A. Đá ra khỏi tổ đặc nhiệm A, không thể để hắn làm hỏng đại sự được. Nói xong Lỗ Tiến quay sang nói với một đại tá mắt to bên cạnh. Nối đường dây mật với chủ tịch cho tôi. Vâng, tướng quân. Đại tá mắt to chào theo nghi thức quân đội rồi bấm số. Chậm đã, Lỗ tướng quân, ông muốn làm gì? Lý Khiếu Phong lạnh lùng nói, liếc nhìn đại tá kia, hừ nói. Đừng gọi vội. Đại tá vừa nghe, bèn ngưng động tác, nhìn hai vị lãnh đạo, chẳng biết nên nghe ai. Lý tướng quân. Vừa rồi ông không nghe thấy sao? Nếu như tổ đặc nhiệm A có loại ngông cuồng như vậy, thì quân lệnh của tổ đặc nhiệm A chấp hành thế nào đây?
thà đau ngắn còn hơn đau dài, kẻ kiêu ngạo ngông cuồng, không phục tùng lãnh đạo, không nghe chỉ huy như vậy, năng lượng có mạnh đến mấy chúng ta cũng không thể sử dụng. Nếu mỗi lần có nhiệm vụ trọng đại đều xảy ra chuyện như vậy, thì sẽ tạo ra những tổn thất không lường cho tổ đặc nhiệm A. Lần trước sau trận đại chiến đảo rắn ưng, tổ đặc nhiệm A đã tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, nếu bị thương nữa thì sẽ không đứng dậy nổi. Không đá hắn ra, tôi lo cứt một con chuột sẽ làm hỏng cả nồi canh. Lỗ Tiến lạnh lùng nói, biết quan hệ giữa Lý Khiếu Phong và Diệp Phàm không tệ. Hơn nữa, Diệp Phàm được bộ tham mưu trọng dụng, Lỗ Tiến sớm đã thấy ghen ghét rồi. Tổ đặc nhiệm A tuy nói là đơn vị bộ đội cấp dưới của quân ủy, nhưng chỉ có hội nghị thường kỳ bộ chính trị mới có thể huy động được tổ đặc nhiệm A, quân ủy trên thực tế không thể huy động. Tổ đặc nhiệm A giống như là một vương quốc độc lập trong giới quân đội. Từ trước đến nay, một số lãnh đạo quân ủy đều kín đáo phê bình quốc gia cho tổ đặc nhiệm A quá nhiều đãi ngộ. Chẳng hạn, quân hàm tướng quân của tổ đặc nhiệm A rất nhiều, tiền lương cao hơn quan quân đồng cấp gấp mấy lần. Hơn nữa, mức kinh phí nhà nước cấp cho tổ đặc nhiệm A có thể khiến các quân khu khác đỏ mắt. Tổ đặc nhiệm A chi tiêu cũng rất xa hoa, khiến một số lãnh đạo quân ủy không hài lòng. Tuy nhiên, họ cũng chẳng còn cách nào khác. Tổ đặc nhiệm A là con cưng của nhà nước, cho nên, chuyện sân huấn luyện của báo săn lần này thực tế là mỗi dẫn khiến tổ đặc nhiệm A và một số đồng chí quân ủy va chạm nhau. Dù bên trong, cũng có cạnh tranh lợi ích, cái này, gọi là đụng chạm lợi ích của các bộ phận, nói là chủ nghĩa địa phương cũng không quá. Ông đá cậu ta đi rồi tìm nhân tài đặc biệt như vậy ở đâu? Hơn nữa trong tổ đặc nhiệm A có những người anh em thực lòng của cậu ấy. Chẳng hạn Trương Cường, Tề Thiên báo săn, Trương Hùng ở Cục An ninh Quốc gia, Lang Phá Thiên Cục Cảnh vệ Trung ương. Những người này, đều là đội viên chính thức tổ đặc nhiệm A, nếu bọn họ đều đứng lên phản đối, Lỗ tướng quân sẽ ở trong hoàn cảnh tương đối khó xử đấy. Lý Khiếu Phong hơi tức giận liếc nhìn đồng chí Lỗ Tiến, lạnh lùng nói, ý đang cảnh cáo. Đúng vậy, Lỗ tướng quân, anh bớt giận đi. Diệp Phàm tuy nóng tính nhưng báo săn và tổ 8 là tâm huyết của cậu ấy, cấp dưới của cậu ấy. Cậu ấy giữ gìn báo săn và tổ 8 cũng chẳng có gì đáng trách. Cậu ấy với anh, chỉ xuất phát điểm khác nhau thôi, chứ nhìn chung đều hướng về lợi ích quốc gia. Cậu ấy không muốn để tổ 8 bị hủy diệt, cũng chỉ vì muốn giữ lại vài cao thủ cho quốc gia. Là đang tranh đấu vì đất nước cơ mà. Xin Lỗ tướng quân suy nghĩ kỹ, chuyện này, tôi thấy bỏ qua đi được không? Cố Toàn cũng khuyên nhủ. Lỗ tướng quân, trước kia khi tướng quân Trấn Đông Hải còn, rất hay khen ngợi Diệp Phàm. Trấn tướng quân tuy nói đã ra đi, nhưng chúng ta cũng không thể để ông ấy phải thất vọng đúng không nào. Hơn nữa, Diệp Phàm chính là đại diện thế hệ mới của tổ đặc nhiệm A do Tổng Bộ bồi dưỡng. Chúng ta không thể vì chút nóng giận nhỏ của cậu ấy, mà đưa cậu ấy vào tù chứ. Không phải cậu ấy không có công lao, điểm này tất cả lãnh đạo Tổng Bộ đều biết. Tôi làm chủ nhiệm phòng liên lạc của tổ đặc nhiệm A. Cũng không thể dương mắt đuổi một nhân tài như vậy ra khỏi tổ đặc nhiệm A. Đáng tiếc lắm. Lúc này, trưởng phòng liên lạc tổ đặc nhiệm A, thiếu tướng Tương Đại Hải cũng khuyên nhủ. Lý Khiếu Phong liếc nhìn Tương Đại Hải, trong lòng thầm chửi má nó. Lời của Tương Đại Hải này nghe thì đang xin hộ Diệp Phàm, nhưng trên thực tế khi lọt vài tai Lỗ Tiến thì lại khác. Tương Đại Hải là tên bất lương, căn bản đang đổ dầu vào lửa chứ khuyên giải cái gì, trên thực tế đang ly gián. Đây rõ ràng là muốn chứng tỏ Diệp Phàm đang đụng chạm vào quyền uy của Tổng Thủ trưởng Lỗ Tiến này. Lỗ Tiến quả nhiên tức giận liếc nhìn Tương Đại Hải một cái, nói. Đây là chuyện nội bộ tổ đặc nhiệm A chúng tôi, anh cứ làm tốt công tác liên lạc của mình đi. Ha ha, được, tôi câm miệng, các anh cứ giải quyết chuyện của mình, tôi không xen vào nữa. Nhưng, tôi chỉ có lòng tốt thôi mà. Tương Đại Hải thản nhiên cười nói, còn thở dài. Thủ trưởng Trấn trên trời đang nhìn xuống đấy. Lỗ Tiến đang sống dưới cái bóng của Trấn Đông Hải, nhậm chức cả năm nay, nhưng vẫn không hoàn toàn nắm được tổ đặc nhiệm A trong tay. Tên này vốn đã nén giận rồi, lúc này đúng là không thể kìm nổi nữa. Diệp Phàm là con cưng của Trấn Đông Hải, Lỗ Tiến tôi là tổng thủ trưởng mới nhậm chức, vậy mà lời nói của tôi anh không thèm nghe, tôi không làm được gì anh đúng không nào? Trong nháy mắt Lỗ Tiến đã quyết định, quay sang nói với vị đại ta. Nối đường dây đi. Lỗ Tiến, ông muốn gọi đúng không? Lý Khiếu Phong đứng dậy, chỉ tay vào Lỗ Tiến, vẻ mặt nghiêm túc. Lý tướng quân, ông đã về hưu rồi.
chỉ là cố vấn nghiệp sư của tổ đặc nhiệm A, tôi hy vọng ông không can thiệp quá nhiều vào việc nội bộ của tổ đặc nhiệm A. Ông biết kỷ luật của tổ đặc nhiệm A mà, biết luật vẫn phạm luật là không được đâu. Lỗ Tiến hừ lạnh nói. Được, Lỗ Tiến, ông gọi đi, tôi xem ông làm gì được cậu ta. Lý Khiếu Phong lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm Lỗ Tiến. Núi rồi à? Đại tá vội vàng đưa điện thoại sang. Chủ tịch, núi xương bối. Lỗ Tiến báo cáo việc Diệp Phàm công nhiên cãi quân lệnh, xé văn kiện tuyệt mật. Hơn nữa, còn đưa ra đề nghị của mình. Ừ, tính tình hơi nóng nảy, nhưng, nhất định phải bảo vệ bí mật núi xương bối, đó mới là quan trọng nhất. Chủ tịch hừ một tiếng rồi gác máy. Lỗ Tiến mặt lập tức biến thành gan lợn, lời chủ tịch nói là có ý gì? Căn bản không hề có ý xử lý đồng chí Diệp Phàm. Hơn nữa, còn khẳng định bảo vệ bí mật núi xương bối là quan trọng. Lúc này đang lâm trận mà đá tướng đi, đúng là không sáng suốt. Đây là chủ tịch đang ngầm phê bình mình. Báo cáo Diệp tướng quân, phi cơ vốn chuẩn bị đáp xuống sân bay để các anh đi xe đến núi xương bối. Nhưng, tạm thời nhận dược lệnh tổng bộ, chủ tịch có điện, yêu cầu bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ bí mật núi xương bối. Cho nên, tổng bộ có chỉ thị mới, yêu cầu anh và tướng quân Lang Phá Thiên trực tiếp nhảy dù xuống. Thời gian không đợi người. Tình hình chiến đấu núi xương bối kịch liệt lắm rồi, thương vong đang tăng mạnh, không còn thời gian nữa. Lúc này, một đại tá từ cabin bước ra, cầm bức điện khẩn. Đi, chuẩn bị nhảy dù. Diệp Phàm và Lang Phá Thiên không chút do dự, gật đầu, hai người thay trang bị nhảy dù, cái này, đối với hai người mà nói chẳng đáng là gì. Phi cơ bay đến đỉnh núi xương bối, Diệp Phàm và Lang Phá Thiên thủ thế cho nhau cùng nhảy xuống. Cùng với tiếng gió vù vù, Diệp Phàm thi triển ưng nhãn thuật, nhìn thấy được một chút hình dáng của núi xương bối. Thấy gần một cây đại thụ có mảnh đất trống, thằng nhãi này điều chỉnh hướng dù hạ xuống. Đang chuẩn bị hạ xuống, đột nhiên, núi đá bên cạnh truyền đến tiếng súng hãm thanh. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng bức nhĩ thuật của Diệp Phàm sớm đã nghe thấy, và nghe khá rõ ràng, nên vội vàng di chuyển, tuy nhiên, đã hơi muộn một chút. Đùi cảm giác đã bị đạn xẹt ngang qua. Chó nhát, trong lòng Diệp lão đại mắng thầm, nhanh chóng đáp xuống, dùng tốc độ sét đánh chạy vào bụi cỏ rậm, sau một hồi lung lay, đã tiến thẳng vào bụi cỏ rậm rạp để di chuyển. Ở đây có rất nhiều lá rụng, chắc hẳn độ dày phải cả mét, cả người giấu trong bụi cỏ cũng không phải quá khó. Mẹ nó, ông dây sắp thành con tê tê rồi. Diệp lão đại mắng thầm, nằm sấp di chuyển dưới đống lá, gióng tai lên nghe ngóng cẩn thận. Bên cạnh đó, đôi mắt ưng có đeo kính hồng ngoại cũng quan sát kỹ bốn phương. Không biết Lang Phá Thiên đã hạ xuống an toàn không, Diệp lão đại thầm chúc người anh em Lang Phá Thiên may mắn. Hai bên yên lặng gần nửa tiếng, đối phương rốt cuộc không còn kiên nhẫn nữa. Trong tai Diệp Phàm truyền đến vài âm thanh, hình như một trong những đội viên của Nhật Bản nói là đối phương đã ngã chết gì đó, phải đến xem thử. Quả nhiên, không lâu sau đã nghe thấy tiếng bước chân. Hai đội viên cảm tử Nhật Bản cũng không tệ, họ tuyệt đối không thể ngờ Diệp Phàm có thể nghe lén được họ nói chuyện. Vì Diệp Phàm có bức nhĩ thuật, đây là do lão tổ tông phí ra được gợi ý từ loài rơi mà sáng tạo thành. Công lực của Diệp Phàm gia tăng, nên những âm thanh cách xa mấy trăm mét cũng có thể nghe thấy được. Cảm thấy đã vào trong tầm bắn, hai tảng đá lớn trong tay Diệp lão đại đột nhiên tấn công đối phương. Một cú mà khiến cho hai đội viên của Nhật Bản lập tức bắn ra xa. Diệp lão đại đột nhiên nhảy cao lên 2 mét, một đầu đạn phóng qua, chỉ nghe a một tiếng, tên bên kia đã thành bùn đất. Diệp Phàm biết, chắc hẳn đã xử lý được một tên, còn một tên không có động tĩnh, chắc chắn đang giả chết. Diệp lão đại nhanh chóng chui xuống ép sát mặt đất ẩn núp. Tuy nhiên, cứ nằm mãi mà vẫn chưa thấy có chuyện gì xảy ra, hơn nữa, cách đó không xa truyền đến tiếng súng mãnh liệt. Diệp lão đại trong lòng sốt ruột, suy nghĩ một lúc. Nhặt vài hòn đá ném xuống đất chỗ đối phương đã ngã xuống. Quả nhiên, một mẫu đạn phóng ra. Chó Nhật, đúng là một thằng còn sống. Trong lòng Diệp lão đại thầm mắng, ném thêm mấy viên đá nữa, nương theo nơi phát ra tiếng súng. Diệp Phàm như báo xông vào ổ, còn ông em kia thì lại phản ứng quá chậm. Diệp lão đại dùng sức nặng ngàn cân đè lên bụng ông em, thịch một tiếng. Bụng của cảm tử viên kia đã lún vào, xương cốt kêu răng rắc. Nháy mắt những thứ trong bụng đều theo cú dẫm bằng đôi giày đặc chế vô cùng cứng cáp của đồng chí Diệp lão đại bắn ra. Chương 1592,
đá cửa quân ủy. Lần sau tìm chỗ tốt hơn đầu thai nhé, mẹ nó thằng chó Nhật. Diệp lão đại nhỏ một câu, lại nằm xuống đất nghe ngóng, thấy không còn động tĩnh gì nữa. Vội gọi cho sát thần nói. Ở đâu, bình an không? Bình an cái rắm, xui xẻo, ông đây hôm nay xui quá, không ngờ lại rơi vào ổ, bốn bên đều có sát thủ tiếp đón ông đây, sắp thành cái nút chai rồi đây này. Lang Phá Thiên mắng. Địa điểm. Diệp lão đại vội hỏi. Lang Phá Thiên nói rõ địa điểm cho Diệp Phàm thẳng tiến, không lâu sau quả phát hiện một hang nhỏ, hình như bốn bề đều là núi đá. Đối phương ai nấy nấp sau vách đá mỗi người một súng chưa bắn. Lang Phá Thiên có chút động đậy gì, chắc chắn bốn phía đều sẽ có đạn bắn qua. Lão Lang mệt mỏi, chạy đông chạy tây nhưng vẫn chưa thoát được. Diệp Phàm không nín được cười, dặn dò lão Lang cố ý để chút sở hở. Quả nhiên, đối phương bị lừa. Phía tây lộ vị trí một súng thủ. Diệp lão đại không tiếng động lẻn sang phía tây, phát hiện hai người châu Âu râu rậm, chắc hẳn là sát thủ do tổ thần đạo thuê tới. Diệp lão đại dĩ nhiên không khách khí, hai thanh phi đao được phóng ra, lập tức có hai tên ngã xuống. Cứ vậy, hai người phối hợp, liên tiếp tiêu diệt 8 sát thủ. Còn lại 3 sát thủ sợ đến mức bỏ chạy không kịp đòi tiền. Diệp Phàm và Lang Phá Thiên tập trung lại, đương nhiên, hai người cũng chẳng thèm đuổi theo. Cầu tử, xin cứu trợ, xin cứu trợ. Lúc này, thiết bị dẫn âm bí mật truyền đến giọng nói lo lắng của Trương Cường. Cầu tử là biệt hiệu của Diệp Phàm ở tổ đặc nhiệm A, Trương Cường là Thái Hoa Xà. Đương nhiên sau khi Diệp Phàm biết đã chọc Trương Cường là lấy tên đàn bà, Trương Cường nói do từ nhỏ sợ Thái Hoa Xà, vì một lần leo núi lúc nhỏ đã bị Thái Hoa Xà cắn. Từ đó về sau, Trương Cường mắc chứng sợ hoa xà. Để mạnh mẽ hơn, Trương Cường lấy cho mình biệt hiệu Thái Hoa Xà. Còn Tề Thiên là Thối Miết, biệt hiệu của Trấn Đông Tà nghe mà thấy tởm, đó là con rán. Biệt hiệu của thành viên tổ đặc nhiệm A có đủ loại, ai nghe xong cũng thấy buồn cười. Sao vậy? Diệp Phàm hỏi. Không chống nổi nữa, họ phát động công kích tập thể. Trương Cường nói, Diệp Phàm vừa nghe đã cùng Lang Phá Thiên chạy tới với tốc độ cao nhất. Dọc đường lại giết thêm vài đối thủ, cuối cùng cũng tìm được chỗ Trương Cường nói. Phát hiện dưới phiến đá cong cong hình hàm răng có một nhóm sát thủ đang nằm, lợi dụng tảng đá để che chắn. Dù là đạn cũng khó bắn chúng vào người họ, lúc này, đấu sáp lá cả ngược lại là vũ khí giết địch hữu dụng nhất. Ầm ầm, núi trời rung chuyển, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, ắt hẳn là do nhiều lựu đạn nổ cùng lúc. Thối Miết đã đứt liên lạc rồi. Giọng nói lo lắng của Trương Cường truyền tới. Mẹ nó, lên. Diệp Phàm tức giận, trong lòng giống lên một tiếng. Đôi mắt ưng phát hiện bốn tên rắm đứng cách mình không xa, xem cách ăn mặc thì chúng chính là sát thủ thuê từ châu Âu đến. Đám anh kìa, chắc hẳn là thành viên tổ Lam Sơn Hồ. Lúc này, Lang Phá Thiên nhỏ giọng nói. Mặc kệ, cứ tiêu diệt bốn thằng người anh rồi nói tiếp. Diệp lão đại khẽ hừ một tiếng cùng lão Lang nhanh chóng phóng qua. Khi bốn tên người anh còn chưa kịp phản ứng, chân của Diệp lão đại bước qua, hung hăng dùng đầu gối ép xuống người hai tên. Còn tay thì hung hăng đè xuống đầu hai tên đó, giống như đang bẻ ngô vậy. Tiếng rắc rắc vang lên, máu tươi lập tức văng khắp nơi, hai cái đầu chỉ còn chút thịt ở cổ, bốn con mắt lòi ra, chắc là đã đến chỗ báo tin với Thượng Đế rồi. Lang Phá Thiên còn gớm hơn, đem đoạn chủy hung hăng đánh vào ngực hai người, máu bắn đầy mình. Dù sao, lão Lang cũng thân thủ thất đẳng, so vũ lực chúng dĩ nhiên phải kém xa. Tao nhổ, cái thứ xui xẻo. Lang Phá Thiên nhổ một ngụm nước bột xuống hai thi thể, dùng chân đá hai cái mới thấy thoải mái được một chút. Bọn chúng tìm được cửa động rồi, xin chỉ thị. Lúc này, giọng nói phẫn nộ của Trương Cường truyền đến. Xông lên cho tôi, làm sao thì làm, không thể để chúng vào trong động. Diệp lão đại hừ nói. Vách núi phía trước truyền đến tiếng thịch thịch cùng với tiếng ầm ầm của lựu đạn nổ, đá vụn bay đầy trời. Nhưng, lúc này đã là nửa đêm rồi. Hừ! Diệp Phàm nghe thấy tiếng hừ ác nghiệt, trong lòng cả kinh, lập tức ngã xuống đất, quả nhiên một chiếc phi tiêu bay ngang qua đầu. Ngay sau đó có tiếng bước chân hung hăng đá về phần eo của mình, Diệp lão đại trong lòng cười lạnh một tiếng, đưa chân lên chống đỡ. Trong lúc gấp gáp Diệp lão đại đã dùng hết sức, tuy nhiên, tên kia cũng không kém, chỉ hơi lắc lư ba cái đã đứng vững. Trên mặt người này thoáng ngạc nhiên,
chắc hẳn thấy Diệp lão đại chưa ngã nên trong lòng phát hoảng, tuy nhiên, người nọ quát một tiếng. Lại đá vào đầu Diệp Phàm. Diệp Phàm nghiêng người né tránh, thấy chân người kia cứng như đá hoa cương, đá vào vách đá đã làm tảng đá vỡ tan. Chân này, ít nhất cũng có kình lực 5-6 ngàn cân. Ít nhất cũng thân thủ lục đẳng. Mẹ nó, cuối cùng cũng tìm được mày rồi. Diệp Phàm trong lòng thầm mắng một câu, đưa tay làm động tác ý chửi chó Nhật, cuối cùng đã kích động được đối phương. Cao thủ của tổ thần đạo Nhật Bản đưa tay xuống đất, lượm một thanh gỗ to nhắm về phía đầu Diệp Phàm. Thanh gỗ phóng qua mang theo tiếng gió đáng sợ, tư thế tương đối kinh người. Lão lang lúc này đang đấu với tên chó Nhật mặc đồ đen, từ cách ra quyền của hai người, xem ra, đều là cao thủ. Diệp Phàm hơi khom người, đưa tay ra tiếp đón đối thủ. Đối phương cười lạnh, đá một chân về phía tay Diệp Phàm. Tuy nhiên, lần này gã cực kỳ đen đủi rồi. Diệp Phàm dùng khai bi thủ của Lô ra, tiếp cận khi đối thủ đang phát lực mạnh, trói chân của đối thủ, xoay tay 360 độ. Dù sao sức lực cũng kém xa nhau, đối phương hét lên một tiếng thảm thương, trên không trung Diệp lão đại đang chơi trò xoay tay, tiếng răng rắc vang lên, đùi và bắp chân đối thủ đã gãy rồi. Đây dĩ nhiên là kiệt tác của Diệp lão đại, tên kia bị nện xuống đất, tuy nhiên, không hề nằm yên dưới đất. Vẫn mò khắp người, chắc muốn kiếm binh khí gì đó. Diệp Phàm sao có thể để gã thực hiện được ý đồ chứ, tay vừa động đậy, ba chiếc phi đao bắn ra, phập, phập, phập toàn bộ đều trúng người tên kia. À, một tiếng hét bi thảm như sói tru, vị cao thủ lục đẳng của tổ thần đạo Nhật Bản đã chết thảm dưới phi đao của Diệp lão đại, cả người đầy máu ngã xuống. Tên tổ viên tổ thần đạo Nhật Bản đang đánh nhau kịch liệt với lang phá thiên lập tức phân tâm. Diệp Phàm không khách khí thưởng cho gã hai phi đao. Người này lập tức ôm lấy đùi, lang phá thiên tiến lên, hung hăng đá cho mấy đá, lập tức tên kia chỉ còn cách ôm đầu rên la. Lão lang đâu phải hạng lương thiện, bèn vồ lên trước, tàn nhẫn đá thêm cho tên kia mấy cái. Lập tức, mọi thứ trong bụng đều xịt ta, cả người tên này gần như thành đống bùn lão lang mới chịu nghỉ tay. Tao nhổ, về mà làm vằn thắn đi. Lão lang mắng một câu. Đá cho thi thể bay đi mấy mét. Hai người tập hợp với đám Trương Cường. Thối miết đâu? Diệp Phàm hỏi. Bị thương nhẹ, đang bám trụ với kẻ thù trong động. Trương Cường hồi đáp. Tình hình thương vong sao rồi? Diệp Phàm hỏi. Không được lạc quan, hiện không thể thống kê được. Chỉ bám trụ với họ cho tới khi các anh tới, em sẽ tổng tiến công. Trương Cường nói. Sao họ phát hiện được cửa động? Các cậu thủ ở đây lâu như vậy mà cũng chưa phát hiện được, kỳ lạ. Lang phá thiên hỏi. Chắc là lúc đó có hai khóa mở cửa động, cái của chúng em mở từ bên trong, cái của họ có thể tìm được cửa động. Trước kia chúng em cũng mơ hồ tìm được ít manh mối, nhưng, chúng em sợ nếu mở ra lại có thiết bị phát nổ gì đó, cho nên, tới nay vẫn đang nghiên cứu, chưa dám hành động lung tung. Trương Cường nói xong, nhìn Diệp Phàm, còn nói thêm. Lần này có khoảng 150 người, một nửa đều là sát thủ thuê tới, cùng với tổ chức cao thủ của chính phủ Anh, Nhật. Lần này, bọn chúng bỏ ra số tiền lớn, chắc là muốn lấy cho bằng được bí mật núi Xương Bối. Có phải tổ Lam Sơn Hồ của Anh? Diệp Phàm hỏi. Không phải, hẳn là tổ chức Tiểu Lang Bang nổi tiếng thế giới của Anh. Đây là tổ chức có thế lực rất lớn, liên quan đến thế lực của nước Anh và thế lực của những nước lân cận. Đám này tiền nhiều thế mạnh, hơn nữa, cao thủ tương đối nhiều, tuyệt không dưới thực lực tổ nòng cốt tám của chúng ta. Lần này tổ thần đạo Nhật Bản cũng đập nồi dìm thuyền, chắc là tốn cái giá trên trời. Trương Cường nói, lúc nãy có hai cao thủ lục đẳng bị chúng tôi xử lý, chắc hẳn là tổ thần đạo gặp khó khăn lớn rồi. Cũng có mấy thằng anh bị xử lý, nhưng, không phát hiện những cao thủ có thực lực nòng cốt. Lang Phá Thiên nói. Trương Cường trong lòng nói những tên này đối với mấy người mà nói đương nhiên chẳng đáng gì, nhưng so với chúng tôi thì đều là cao thủ rồi. Đây chính là khác biệt về trình tự, cao thủ ngũ đẳng trong mắt những người như Diệp Phàm, Lang Phá Thiên chẳng khác gì đứa con nít. Nhảy nhót cái gì chứ? Được rồi, thời gian không đợi người. Phát tín hiệu, bắt đầu tổng tiến công. Nếu chúng dám đến, chúng ta sẽ cho chúng nằm lại mãi mãi trên đất Trung Quốc luôn. Núi Xương Bối này là nơi chôn thây của chúng. Diệp lão đại hung hăng, Trương Cường phát tín hiệu tổng tiến công. Lập tức, đội viên báo săn từ bốn phương tám hướng lập tức tập kết tấn công cửa động. Diệp Phàm và Lang Phá Thiên một trước một sau mở đường, không
không lâu sau tiếng súng kịch liệt nổ ra. Lúc này, trong phòng chỉ huy quân ủy cũng vô cùng bận rộn. Phó chủ tịch quân ủy Tần Chí và Tiền Phong Vân, hai vị cầm lái đều ngồi ở đây, trong phòng chỉ huy toàn những tướng quân, đúng là tướng tinh lấp lánh. Lúc này, cửa bị đá thịt một tiếng, hơn nữa, còn tương đối thô lỗ, dường như dùng chân đá văng cửa. Ai dám to gan lớn mật dùng chân đá cửa quân ủy? Chương 1593, Diệp Phàm bị thương. Lý Khiếu Thiên nổi giận đùng đùng xông vào, đứng trước mặt Tiền Phong Vân quát. Sao vẫn còn do dự, mau điều động người đi, nếu không sẽ không kịp bây giờ. Chẳng lẽ các người muốn nhìn thấy toàn quân báo săn bị chôn vùi hay sao? Các người sẽ được lợi lộc gì chứ? Dù sao núi Xương Bối đã không còn là bí mật nữa rồi, có lẽ những tổ chức bí mật của nước ngoài đã ngửi thấy mùi rồi. Tôi đề nghị quân ủy xin chỉ thị của chủ tịch, lập tức điều động sư đoàn B-57 tập đoàn quân thứ 8 của quân khu Việt Đông đến trợ giúp, triệt để núi Xương Bối, có thể lấy danh nghĩa là diễn tập quân sự. Nếu không nhanh thì không kịp, chúng ta sẽ không nổi. Lão Lý, ông bình tĩnh một chút, điều động quân đội là chuyện lớn, đâu thể thích là điều động được. Không được toàn thể ủy viên quân ủy và chủ tịch thông qua thì không thể điều động được. Phó chủ tịch Tần Chí nhanh chóng đứng lên khuyên giải. Các người không hành động có đúng không? Lý Khiếu Phong tôi sẽ xin lệnh của chủ tịch. Lý Khiếu Phong nổi giận đùng đùng, liền rút điện thoại ra gọi. Tần Chí thở dài, khoát tay để Lý Khiếu Phong gọi điện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tình hình chiến đấu ở núi Bối Xương bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Diệp Phàm và Lang Phá Thiên đã giết đỏ cả mắt rồi, cứ nhìn thấy không phải người của báo săn thì giết. Hai người đều là cao thủ, những tay ngoại quốc này căn bản không chịu nổi một phát đá của bọn họ. Bị bọn họ giết gần 20 quân, người của báo săn rốt cục cũng tiếp cận được với tổ công kích mà Tề Thiên dẫn theo. Tập kết toàn bộ hỏa lực, diệt hai tên kia trước. Một người mặc áo đen quát lớn bằng tiếng Nhật, lập tức mấy chục đống lửa hướng vào Diệp Phàm và Lang Phá Thiên. Tuy nhiên Diệp Phàm và Lang Phá Thiên sớm đã chuồn rồi, chỉ có điều 5-6 đội viên báo săn không kịp chạy thì đã bị hy sinh. Đám chết tiệt, giết sạch. Lang Phá Thiên tức giận nói. Sau đó giật lấy khẩu súng trong tay một đội viên báo săn khác xông lên bắn quét. Những viên đạn bắn ra giống như những tiếng kêu gào lớn, lập tức đã hạ gục mười mấy tên sát thủ. Lão Lang, mau lui lại đi. Phát hiện quả lựu đạn bay về hướng Lang Phá Thiên. Mà Tề Thiên và mấy đội viên báo săn khác đứng cách đó không xa. Nếu thật sự nổ tung thì hậu quả sẽ không tưởng tượng được. Diệp Phàm hét to một tiếng, sau đó bay người lên đá bay quả lựu đạn đi. Tuy nhiên, đã quá muộn rồi, vẫn còn 2-3 quả nữa bị Diệp. Phàm đá tung rồi bay theo hướng thân thể hắn, được vài chục mét thì nổ tung. Chó chết! Trương Cường và Tề Thiên, Lang Phá Thiên đau đớn kêu lên một tiếng. Nhắm thẳng vào nơi quả lựu đạn nổ mà lao tới. Giết, giết, giết. Đội viên báo săn đã phẫn nộ rồi, mấy chục người toàn bộ đứng lên, cầm súng điên cuồng lao về phía đối phương mà bắn. Diệp Phàm toàn thân đầy máu, ngã ở trong đám cỏ rậm. Cứu người, cứu người. Lang Phá Thiên điên cuồng kêu lên, gã ôm lấy Diệp Phàm chạy về phía sau. Các đồng chí, thời điểm thử thách chúng ta đã đến. Vị thủ trưởng mà chúng ta kính trọng nhất đã bị thương, chưa biết sống chết thế nào, là đàn ông thì hãy đứng lên, giết sạch bọn cướp này. Bọn chúng là kẻ thù đến lấy bí mật của Trung Quốc chúng ta. Từng lời nói của Trương Cường theo microphone truyền đến tai từng đội viên của báo săn. Giọng nói đó vô cùng thê lương và phẫn nộ. Ngọn lửa lần lượt thay đổi. Đứng vững đi người anh em, đứng vững đi, anh không thể chết được, anh chết rồi thì lão lang tôi biết tìm ai để gặm đùi gà đây. Không được chết anh mà chết thì tôi sẽ đi tìm Diêm Vương tính sổ đấy, thượng đế cũng không thể lấy mạng của đại ca tôi. Lang Phá Thiên căn bản là không kịp, ôm lấy Diệp Phàm vừa chạy vừa gào lớn, chạy nhanh giống như hỏa tiễn vậy. Phòng chỉ huy quân ủy và phòng chỉ huy tổ đặc nhiệm A im lặng như tờ. Một đám khốn khiếp các người, thấy chết mà không cứu, lão lang tôi trở về sẽ bắn chết hết đám các người. Lời nói của Lang Phá Thiên truyền đến tai mấy vị tướng lĩnh cao cấp trong đồn chỉ huy. Lúc này, Phó Chủ tịch Đường từ ngoài cửa lớn bước vào. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Lập tức hạ chỉ lệnh, yêu cầu sư đoàn B-57, tập đoàn quân thứ 8 quân khu Việt Đông nhanh chóng đến núi Xương Bối. Sư đoàn B-57 cách núi Xương Bối cũng phải đến nửa giờ lộ trình,
đợi đến khi bọn họ đến thì tình hình chiến đấu cũng kết thúc rồi. Mà lãnh đạo thần đạo tổ sau khi biết tin liền truyền đạt mệnh lệnh lui lại chỉ lệnh. Tuy nhiên, dưới sự công kích của báo săn, gần 100 đội viên hỗn tạp đến núi Xương Bối lần này cũng sót lại gần 30 tên tàn binh bại tướng, chật vật chạy trốn tứ phía. Nửa tháng sau, trong một bệnh viện đặc biệt của quân đội ở Bắc Kinh, Diệp Phàm rốt cuộc cũng khẽ mở được hai mắt. Đại ca tỉnh rồi, tỉnh rồi. Lang Phá Thiên nửa tháng nay cũng chưa rời khỏi bệnh viện, vừa thấy Diệp Phàm mở mắt liền vui mừng kêu lên. Lão lang tay trái cũng bị thương, vẫn đang phải băng bó, nhưng thấy Diệp Phàm tỉnh dậy thì vui mừng đến độ vung cả tay lên. Đại ca, đại ca. Tề Thiên kêu lớn lên, gã cũng mừng đến phát khóc. Không được ồn ào. Lúc này một y tá trưởng trung niên đến nói. Rất xin lỗi. Lang Phá Thiên vội vàng nói. Thủ trưởng, anh tỉnh rồi à? Trương Cường ngồi bên cạnh nghẹn ngào nói, không ngờ trong mắt còn rưng rưng lệ. Một đại lão ra, khóc cái gì chứ? Diệp Phàm khẽ mỉm cười, nói. Em muốn khóc, đại ca, cho em khóc thoải mái đi. Trương Cường rốt cục cũng không nín được liền khóc giống lên, điều kỳ lạ chính là người y tá trưởng đứng bên cạnh cũng khóc theo. Được rồi, thế chuyện bên kia thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Y tá trưởng, chúng tôi có mật sự phải báo cáo với thủ trưởng, xin anh tạm ra ngoài chút xíu. Trương Cường nói, vị y tá trưởng kia cũng biết ý liền lui ra trước. Báo cáo đại soái, trận chiến lần này trên núi Xương Bối, tiêu diệt được tất cả 73 tên địch. Trong đó thần đạo tổ 20 người, y hạ ma khoảng 20 người, còn lại là người của tiểu lang bang và những tinh anh mà họ mời đến. Sau trận chiến thần đạo tổ phỏng chừng nguyên khí chịu đại thương, không có 10 năm thì không thể hồi phục được. Núi Xương Bối hiện đã bị báo săn chúng ta thế chân, chuyên gia đang nghiên cứu để mở một phòng nghiên cứu bí mật. Tuy nhiên tiểu lang bang của nước Anh không biết tên nào đã đem một chiếc chìa khóa đi rồi, chẳng rõ tung tích nữa, không có chiếc chìa khóa còn lại thì bên chúng ta cũng chẳng còn cách nào. Chuyên gia của Tổng bộ kiến nghị là nên đục dần dần, nhưng chỉ sợ sẽ làm hỏng mật thất. Trương Cường báo cáo nói. Bên ta tổn thất bao nhiêu người? Diệp Phàm có chút đau xót hỏi. Tổ thứ 8 hy sinh 6 đồng chí, trọng thương phải rời khỏi tổ đặc nhiệm A có 5 đồng chí. Tổ thứ 8 của chúng ta đã bị hủy rồi, những đồng chí còn lại vẫn đang cứng rắn chống nơi gần cổng thành. Báo săn thì tổn thất còn lớn hơn, hy sinh 20 đồng chí, trọng thương phải rời khỏi đơn vị cũng có 20 đồng chí. Báo săn phải chiêu binh gấp, nhưng nguồn thì lại chẳng có. Trương Cường nhìn Diệp Phàm thở dài một cái, nói. Hai. Diệp Phàm thở dài, nhìn mọi người một cái nói. Chắc tôi cũng phải rời khỏi báo săn thôi. Mọi người cũng biết vì sao rồi chứ. Không được, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để anh đi đâu. Chúng ta sẽ khiếu nại lên tổng bộ và quân ủy. Đại soái công lao hiển hách, nếu như không phải đại soái tiêu diệt mấy tên cao thủ của thần đạo tổ thì núi Xương Bối rơi vào tay ai thì còn khó nói. Mặc dù chúng ta có tiếp viện, nhưng bí mật này cũng chưa biết chừng đã bị hủy. Trương Cường nói, không phải xé mấy tờ văn kiện sao, tôi cũng làm rồi. Nếu như bọn họ đòi đuổi anh đi, thì lão lang tôi cũng không làm nữa. Mẹ nó chứ, cùng lắm mấy anh em chúng ta về kinh doanh hoặc về địa phương công tác, ngày ngày rượu thịt cho sướng đời. Lang Phá Thiên lạnh giọng hừ nói. Không phải nguyên nhân này, xé mấy tờ văn kiện này thì bọn họ có thể làm gì tôi chứ? Chủ yếu là tật của chính bản thân mình, tôi vừa vận khí thử, phát hiện võ công của tôi đã bị phế rồi, giờ cùng lắm chỉ là nhị đẳng thôi. Lão lang. Cậu cũng không cần phải buồn, dù sao thứ võ công ấy giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì. Bị phế rồi có khi lại được yên tâm tại địa phương công tác. Mọi người chắc cũng biết rồi, chuyên gia của bệnh viện chắc cũng đã nói với mọi người rồi. Diệp Phàm khẽ cười nói. Diệp soái. Trương Cường đau khổ thốt lên một tiếng, sau đó la lớn. Điều này sao lại là thật chứ, tại sao? Không cần phải buồn. So với những đồng chí đã hy sinh thì tôi còn may mắn hơn nhiều. Ít nhất tôi vẫn còn sống, hơn nữa lại còn được sống cuộc sống của một người bình thường nữa, rất may mắn. Diệp Phàm tươi cười nói. Nói hay lắm, ít nhất là cậu vẫn còn sống. Lúc này truyền đến giọng nói của đồng chí Lỗ Tiến, người đứng đầu tổ đặc nhiệm A. Lỗ tướng quân, tôi xin được rời khỏi tổ đặc nhiệm A. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Hai. Lỗ Tiến thở dài, mặt nhăn nhó lại. Diệp Phàm nghĩ bụng lão già này giả vờ,
tôi đây gặp xui xẻo thì ông cứ việc cười là được rồi. Diệp Phàm, đừng kích động, có lẽ nửa năm sau hoặc cùng lắm là mấy năm sau cậu sẽ khôi phục thôi, tổ đặc nhiệm A không thể thiếu cậu được. Đừng có lo lắng quá và cũng đừng vội vàng bỏ đi. Tôi sẽ đi tìm chuyên gia trên tổng bộ để điều trị cho cậu. Lý Khiếu Thiên nóng nảy thật rồi, một cây giống tốt mà bị hủy đi như vậy, ông không nóng nảy mới là lạ. Đúng vậy đấy đại ca, anh vẫn có khả năng khôi phục mà. Lúc này, Lang Phá Thiên không kìm nổi khuyên nhủ. Vô dụng thôi, cậu cũng biết mấy chỗ gân của tôi thiếu chút nữa thì đứt rồi. Đã không còn khả năng phục hồi, mọi người cũng đừng khuyên tôi nữa. Để tôi yên tâm trở về địa phương công tác đi, từ nay về sau không còn vướng bận các việc khác, cuộc sống cũng sẽ thoải mái hơn. Diệp Phàm khoát tay nói. Đại soái, Trương Cường còn muốn nói, nhưng Diệp Phàm nói tiếp. Trương Cường, để cậu sống thoải mái cũng không được sao. Đừng nói nữa là tôi dở mặt đấy. Cậu giữ một kẻ phế nhân như tôi lại để ăn cơm tàn có phải không? Nếu như làm người khác khó chịu thì chi bằng rút sớm đi. Cứ sống mà như chó chui gầm chạn như vậy thì tuyệt đối không phải tính cách của Diệp Phàm tôi. Diệp Phàm, thật sự không có hy vọng sao? Lý Khiếu Phong nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nỗi thống khổ hiện rõ lên trên mặt, nỗi thống khổ đó tuyệt đối không phải là giả vờ. Chương 1594, dẫn đầu gây rối. Tướng quân Lý, đối mặt với sự thật đi. 2. Lỗ Tiến lại thở dài, nhìn Diệp Phàm một cái nói. Chuyện này tôi định không nói nhưng báo săn gần đây phải chịu một cú sốc quá lớn, mà tổ 8 cũng cần phải xây dựng lại. Tổ 8 quá quan trọng đối với tổ đặc nhiệm A chúng ta, không thể coi nhẹ được. Tôi không thể không chính thức thông báo với anh thông qua quyết định của Tổng bộ, phê chuẩn của quân ủy và chủ tịch. Quyết định bãi miễn chức tổ trưởng tổ 8, cho phép anh quay trở lại địa phương công tác. Lần này anh lập được công lớn, chủ tịch quyết định ban cho anh huân chương vàng. Đây là niềm vinh hạnh nhất của người dân nước Cộng Hòa. Tổng bộ suy xét tình hình đặc biệt của anh, quyết định nâng trợ cấp cho anh lên mức 50 triệu. Đồng chí Diệp Phàm, hy vọng anh có thể phát huy sức mạnh của mình trong việc xây dựng quê hương, cố gắng vì đất nước. Cảm ơn, nhất định tôi sẽ như vậy. Diệp Phàm lườm Lỗ Tiến một cái, lạnh lùng hừ một tiếng. Có mới nới cũ, các người làm tốt lắm, ăn nói lung tung, mẹ nó. Lang Phá Thiên đứng bên cạnh không chịu được liền mắng. Đồng chí Lang Phá Thiên, anh không chỉ là thành viên tổ đặc nhiệm A mà còn là một đảng viên. Tôi mong anh chú ý đến hành động và lời nói của một đảng viên, đừng có mở miệng là nói những lời bậy bạ. Công việc của anh rất đặc biệt, trên phương diện này phải đặc biệt chú ý. Là một đảng viên phải chú ý đến đạo đức và tác phong của đảng. Lỗ Tiến nghiêm mặt hừ nói. Ông đây không làm nữa. Đồng chí Lỗ Tiến. Tôi muốn chuyển ngành đến địa phương làm việc. Lang Phá Thiên lạnh lùng hừ nói. Tôi cũng muốn chuyển ngành. Những hành động của các đồng chí trong tổ đặc nhiệm A làm Tề Thiên tôi rất đau lòng. Thà bây giờ đi còn hơn để sau này bị bỏ rơi. Tề Thiên cũng thản nhiên hừ nói. Tôi cũng xin chuyển ngành. Trương Cường cũng tỏ ra tương đối kiên quyết. Lỗ Tiến lúc đó cũng hơi ngại. Không ngờ Diệp Phàm lại là một mồi lửa, dẫn đến một chuỗi liên tiếp không ngờ đến. Các anh đang làm gì vậy? Còn ra thể thống gì nữa không hả? Các anh có còn là đảng viên nữa không? Còn nhớ vì nhân dân vì đất nước phục vụ nữa không? Còn nhớ các anh là một trong những nòng cốt của nước Cộng Hòa, là hy vọng của đất nước nữa hay không? Lỗ Tiến vẻ mặt nghiêm khắc nói. Các đồng chí bình tĩnh một chút, đừng kích động. Việc chuyển ngành không phải nói chuyển là chuyển được. Lúc đầu khi các anh gia nhập vào tổ đặc nhiệm A chắc cũng đọc thuộc kỷ luật. Ngoại trừ nguyên nhân đặc biệt ví dụ như trường hợp của Diệp Phàm thì không thể chuyển ngành được. Tổ đặc nhiệm A là một tổ chức có kỷ luật chặt chẽ, sao có thể giống như trò chơi trẻ con được. Tình huống có vẻ tồi tệ đến mức Lý Khiếu Phong cũng có chút lo lắng rồi. Nếu mấy người này đều gây chuyện, cùng với việc gần đây tổ đặc nhiệm số 8 bị thương nặng, nhân lực vốn đã rất ít rồi. Chẳng hạn như sức hiệu triệu của Lang Phá Thiên, nếu như hắn ta cổ động vài đội viên nữa đến gây chuyện. Hình thành một sức mạnh lớn. Thế thì tổ A thực sự có nguy cơ bị giải tán rồi. Lý Khiếu Phong cũng thấy những việc Lỗ Tiến làm cũng hơi quá nhưng vì ý nghĩa lớn lao của quốc gia và lợi ích của tổ A nên cũng ngại không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra nên lão già này vội vàng bước ra nói. Đúng vậy, các đồng chí hãy bình tĩnh suy nghĩ lại đã.
Nếu các anh có ý kiến về chuyện tổng bộ chuyển ngành đồng chí Diệp Phàm thì có thể đề cập đến ở tổng bộ mà. Tốt nhất là đừng nói đến chuyện chuyển ngành ngốc nghếch đó. Tôi tin là tổng bộ nhất định sẽ xem xét yêu cầu của các anh. Chuyện của Diệp Phàm cũng có thể bàn bạc lại mà đúng không? Thấy Lý Khiếu Phong không ngừng lườm mình, Cố Toàn cũng không thể không đứng lên nói. Ông ta nhìn Lỗ Tiến một cái nói. Anh nói có phải không tướng quân Lỗ không? Chuyện này có thể thương lượng lại mà đúng không? Đối với một vài yêu cầu của đồng chí Diệp Phàm tổng bộ chúng ta có thể châm trước xử lý đúng không? Được rồi, các anh có thể đưa ra yêu cầu, tổng bộ sẽ xem xét lại. Lỗ Tiến bị ép không còn cách nào khác đành gật gật đầu nhìn tình hình có khả năng không thể khống chế được nữa rồi. Nếu những người này thật sự muốn gây chuyện thì cái ghế thủ trưởng của mình cũng khó ngồi vững rồi. Nhưng Diệp Phàm vẫn nhìn thấy trong ánh mắt của Lỗ Tiến nhìn mình có chút ghen tị và bức xúc. Chuyện này rõ ràng là do Diệp Phàm gây ra. Lỗ Tiến trả lời như vậy là mất mắt lắm rồi. Thủ trưởng tổ đặc nhiệm A như Lỗ Tiến mà không nói được số đông thì làm gì còn mặt mũi ngồi trên cái ghế đó nữa. Phá Thiên, Tề Thiên, Trương Cường các cậu không phải nói nữa. Lần này xin rút ra khỏi tổ đặc nhiệm A là do tôi đề xuất. Chúng ta phải đối diện với sự thật, các cậu cũng không cần phải tức giận vì chuyện này đúng không? Mọi người hãy bình tĩnh lại nghe theo sự sắp xếp của cấp trên. Diệp Phàm thực ra cũng muốn nhân cơ hội để rút ra khỏi tổ đặc nhiệm A. Bây giờ công lực của mình đã bị phế rồi, ở lại tổ đặc nhiệm A cũng không có ý nghĩa gì cả. Tổng bộ đối xử không công bằng với anh, chúng tôi có ý kiến. Lang Phá Thiên hừ nói, không cúi đầu. Đúng đấy, anh có công lớn với tổ đặc nhiệm A. Tổng bộ nói bỏ thì bỏ thế thì vô nhân đạo quá. Thế thì sau này bọn im cũng sẽ hạ màn như vậy sao? Thà bây giờ tự mình ra đi còn hơn sau này bị vứt đi như cái rẻ rách. Tề Thiên hừ nói tên này cũng có tầm nhìn xa đấy. Tôi là người biết rõ nhất những chuyện mà anh Diệp Phàm từng làm. Có thể nói tấm lòng của anh Diệp thì ai cũng biết. Vì tổ đặc nhiệm A anh ấy hết lòng làm việc không có chút tình cảm cá nhân nào cả. Hơn nữa, rất nhiều lần còn vào sinh ra tử vì tổ đặc nhiệm A, rất nhiều lần bước ra từ bàn tay tử thần. Vì vậy, Trương Cường tôi có ý kiến về quyết định của tổng bộ. Trương Cường vẫn không muốn giảng hòa. Các anh vẫn kiên trì ý kiến của mình đúng không? Thực sự không nghe hiệu lệnh của đất nước nữa. Thực sự muốn vi phạm kỷ luật của tổ đặc nhiệm A. Lỗ Tiến tức giận rồi, cái mặt dài ra như mặt con lừa. Chúng tôi sẽ không thay đổi, tổ đặc nhiệm A không thay đổi hình phạt với Diệp Phàm chúng tôi có ý kiến. Lang Phá Thiên dẫn đầu bước lên, Tề Thiên và Trương Cường cũng gật đầu phụ họa. Các đồng chí, chúng ta cần bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Có chuyện gì ngồi xuống cùng nhau thương lượng, đừng hành động khi đang tức giận. Lý Thiếu Phong lại giảng hòa. Đúng đấy, bồng bột là ma quỷ. Mọi người bình tĩnh lại đã. Cố Toàn cũng góp vui. Thủ trưởng Lỗ đã nói như vậy rồi chúng tôi bình tĩnh thế nào được nữa. Chuyện này có liên quan đến lợi ích của bản thân chúng ta. Tổ đặc nhiệm A tuy là có kỷ luật thép nhưng cũng không thể không có tình người đúng không? Lạnh lùng không có tình người tôi khinh. Lang Phá Thiên không khách khí nói. Tên này như vậy quen rồi nên cũng chẳng ai so đo với anh ta. Nhưng lúc này Lỗ Tiến nghe lại không giống rồi. Ông lạnh lùng hừ nói. Tùy anh, tôi có việc phải đi trước đây. Lỗ Tiến nói xong vài câu cuối cùng rồi nhăn mặt bỏ đi. Lý Khiếu Phong nhìn mọi người lại thở dài, cũng lắc lắc đầu rồi đi. Đúng là làm phản rồi. Đây có còn thành viên tổ đặc nhiệm A nữa không? Đúng là điển hình cấp dưới hỗn láo với cấp trên, còn muốn chuyển ngành nữa. Khai trừ tất cả cho tôi. Sau khi trở về tổng bộ tổ đặc nhiệm A, Lỗ Tiến lập tức gọi những thành viên quan trọng trong ban đến họp bàn cách xử lý bọn Lang Phá Thiên không nghe theo chỉ huy của cấp trên, coi thường lãnh đạo như thế nào. Lỗ Tiến mặt nghiêm túc ngồi ở trung tâm, ông ta đưa tay gõ gõ bàn. Vẻ mặt u ám như trời lúc sắp mưa. Đồng chí Lỗ Tiến tôi thấy trước mắt là thời gian nhạy cảm không nên đối đầu trực tiếp với họ. Đây là sự lựa chọn không sáng suốt. Anh nghĩ xem, bây giờ là lúc chúng ta cần người. Tổ đặc nhiệm A của chúng ta còn lại bao nhiêu thành viên chính thức nữa? Tổ 8 là trọng tâm cũng sụp đổ rồi. Chẳng lẽ còn muốn cả tổ đặc nhiệm A cũng tan vỡ sao? Nếu thực sự như vậy thì Lỗ Tiến Anh là tội nhân của đất nước đấy. Lý Khiếu Phong tôi cũng thấy thẹn với những lãnh đạo và anh em bao nhiêu năm nay đã hy sinh nhiệt huyết cho tổ đặc nhiệm A, có lỗi với quốc gia, với nhân dân.
tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được. Lý Khiếu Phong đứng lên đầu tiên, phản đối một cách dứt khoát. Tướng quân Lỗ, tôi cũng thấy anh Lý nói có lý. Chúng ta nên bình tĩnh một chút, mọi người bình tĩnh một chút. Bọn Lang Phá Thiên có tình cảm sâu đậm với Diệp Phàm, không đành lòng nhìn Diệp Phàm rời khỏi tổ đặc nhiệm A cũng là bình thường. Nếu bọn họ đã nhắc đến rồi mà Diệp Phàm vẫn muốn đi thì cũng không thể trách tổ đặc nhiệm thế này thế kia đúng không? Chỉ có việc bồi thường cho Diệp Phàm thì nên xem xét cấp thêm một chút nữa. Ví dụ như, Diệp Phàm chuyển ngành nhất định sẽ về địa phương làm việc. Anh ta vốn là phó bí thư thành ủy Thủy Châu, xem có thể từ đây cho anh ta bồi thường một cách xứng đáng. Cố Toàn đưa ra một ý kiến khá hay. Vậy anh nói xem nên bồi thường cho anh ta cái gì? Lỗ Tiến lườm Cố Toàn một cái hử nói. Tinh thần rõ ràng là có chút không thoải mái. Nói như vậy, anh ta bây giờ tuy nói là bí thư thành ủy Thủy Châu, cán bộ cấp giám đốc sở nhưng không thể so sánh với những cán bộ cấp giám đốc sở như chủ tịch địa khu hay chủ tịch thành phố. Quyền và phạm vi chức trách đều không giống được. Cố Toàn trần trừ một chút, nói. Ý của anh là cho anh ta làm chủ tịch địa khu hoặc chủ tịch thành phố. Lý Khiếu Phong hỏi. Cái này, dù sao thì chức vụ cũng không đổi, chỉ là chức quyền lớn hơn một chút thôi. Đồng chí Diệp Phàm những năm gần đây ở địa phương cũng có những thành tích đáng nể mà. Tôi thấy con người này một chút tư lợi cá nhân cũng không có. Hơn nữa không tham tiền. Điều này đối với cán bộ mà nói là một điều rất đáng quý. Biết đâu Diệp Phàm chuyên tâm làm việc ở địa phương cũng có thể có những thành tích như khi ở tổ đặc nhiệm A. Tôi nghĩ bồi thường như vậy bọn Lang Phá Thiên cũng không còn gì để nói nữa. Từ nay về sau Diệp Phàm đi rồi không còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Cố Toàn nói. Ừ, thế cũng tạm được. Lý Khiếu Phong gật gật đầu. Chuyện này e là không được. Tổ đặc nhiệm A từ khi thành lập đến nay đều đã có quy định bằng văn bản rõ ràng, tuyệt đối không can thiệp vào chuyện của chính quyền. Làm như vậy là lộn xộn. Người ta sẽ nói tổ đặc nhiệm A chúng ta không chỉ là con cưng của quân đội mà bây giờ cả chính phủ quốc gia cũng muốn khống chế nữa. Thực sự làm như vậy sẽ làm cho một số đồng chí có cảm giác nguy hiểm. Tôi nghĩ việc tổ đặc nhiệm A giải tán cũng không còn lâu nữa. Lúc này, Phó Tổ trưởng Tổ đặc nhiệm A đồng chí Vương Toàn Hữu vẻ mặt lo lắng nói. Anh Vương, sao chuyện này lại không được? Hoàn toàn có thể thực hiện mà. Cố Toàn có chút nóng nảy, nhìn Vương Toàn Hữu một cái nói. Sao có thể thực hiện được anh cố nói đi? Vương Toàn Hữu lườm Cố Toàn một cái hỏi ngược lại. Chúng ta không ra mặt có thể mời lãnh đạo cấp trên của chính phủ ra mặt mà. Một chủ tịch địa khu thôi chứ có phải là chủ tịch tỉnh đâu. Có nhất thiết phải lo lắng đến mức ý không? Hơn nữa, chức vụ vẫn không thay đổi chỉ là thay một chức vị khác thôi. Theo công lao của Diệp Phàm hắn hoàn toàn có thể ngồi lên cái ghế chủ tịch thành phố. Cố Toàn hừ nói, biết Vương Toàn Hữu có mối quan hệ khá tốt với Lỗ Tiến tất nhiên là sẽ không để Diệp Phàm có lợi rồi. Ý kiến của y phải đảm bảo thống nhất với Lỗ Tiến. Chương 1595, Lý Lão Đại lại đập bàn. Làm như vậy không phải là vẫn thế à? Trên đời này không có bức tường nào ngăn được gió. Chúng ta tìm các đồng chí trong chính phủ ra mặt cho Diệp Phàm một cái mũ quan. Tôi nghĩ cho Diệp Phàm làm chủ tịch thành phố chỉ cần ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thông qua là được rồi, cũng không phải là chuyện quá khó. Nhưng như vậy người khác ở sau lưng sẽ nói tổ đặc nhiệm A bây giờ có sức mạnh quá, dám chỉ thị quan chức chính phủ cấp cao làm việc. Có phải là muốn hoàn toàn khống chế cơ quan quốc gia không? Chuyện này sẽ phiền phức lắm đấy. Lúc này chủ nhiệm phòng liên lạc tổ đặc nhiệm A thiếu tướng Tưởng Đại Hải hừ nói, kiên quyết phản đối cách này. Vô hình chung lời nói của anh ta lại giống với suy nghĩ của Lỗ Tiến. Nhưng những người ngồi đây đã hiểu rõ, Tưởng Đại Hải cũng chẳng có long tố gì. Tên già này không tốt đến mức muốn tổ đặc nhiệm A phát triển ổn định. Tổ đặc nhiệm A bị tan rã gã càng vui mừng bởi vì bên quân ủy sớm đã phong thanh chuyện muốn dỡ bỏ tổ đặc nhiệm quốc gia và sát nhập vào cục tình báo ở quân ủy. Hay nói cách khác là có thể đưa tổ đặc nhiệm A trở thành một bộ phận của quân ủy, cùng cấp với Tổng cục Chính trị hậu cần thôi. Ha ha, chuyện gì cũng có thể thay đổi, sao tổ đặc nhiệm A lại không thể thay đổi chứ? Diệp Phàm đã có thành tích rõ ràng như vậy mà giờ một nhân tài của nước Cộng Hòa lại trở thành một phế nhân. Chuyện này đối với Diệp Phàm sẽ là một cú sốc lớn, còn mạnh hơn cả việc mất đi mấy trăm triệu tệ. Tổ đặc nhiệm A nên bồi thường Diệp Phàm, cho một cái mũ quan cũng đâu có gì đáng trách.
hơn nữa cũng là điều chỉnh chức vụ cùng cấp thôi, cũng không phải là lập tức nâng chức phó chủ tịch tỉnh. Theo quân hàm thiếu tướng của Diệp Phàm, dù là thăng lên chức phó chủ tịch tỉnh cũng đủ điều kiện rồi. Chúng ta chỉ để anh ta làm chủ tịch địa khu hay chủ tịch thành phố cấp 3 thôi mà. Hơn nữa cũng không phải là chúng ta cấp cho hắn, bởi vì tổ đặc nhiệm A chúng ta không có quyền cấp chức vụ cho hắn. Chúng ta hoàn toàn có thể kiến nghị ban tổ chức trung ương làm như vậy, giới thiệu cho họ một nhân tài xuất sắc. Chẳng nhẽ tổ đặc nhiệm A đến quyền kiến nghị cũng không có sao. Nếu thực sự như vậy thì có phải bên ngoài cũng hơi nghiêm khắc với tổ đặc nhiệm A quá rồi đúng không? Lúc này đại biểu Bộ Chính trị hội nghị thường vụ tại tổ đặc nhiệm, Thứ trưởng Chu Minh Đạo thản nhiên hừ nói. Bây giờ sau người chính trong hội nghị đã hình thành thế ba đối ba. Lỗ Tiến là đại diện, còn có Vương Toàn Hiếu, Tưởng Đại Hải phản đối việc cho Diệp Phàm chức vụ. Còn nhóm Lý Khiếu Phong là đại biểu có Cố Toàn, Chu Minh Đạo nhiệt tình ủng hộ cho Diệp Phàm chức vụ. Lỗ Tiến vừa nhìn đã thấy cục diện này có vẻ loạn lên rồi. Vốn định thông qua cuộc họp này để ra tay cảnh cáo bọn Lang Phá Thiên một chút. Muốn tăng thêm uy lực của mình tại tổ đặc nhiệm A. Không ngờ biến đi biến lại cuối cùng lại thành cuộc tranh luận việc thăng chức cho Diệp Phàm. Lỗ Tiến tức giận đến cực điểm. Hừ nói. Chúng ta bây giờ đang thảo luận nên xử lý Lang Phá Thiên, Trương Cường, Tề Thiên. Đối với những đồng chí không nghe lời lãnh đạo, không phục tùng quân lệnh thì không thể nương tay được. Cứ như vậy quân lệnh của tổ đặc nhiệm A không có giá trị, lời của lãnh đạo tổ đặc nhiệm A không ai nghe nữa. Vậy thì tổ đặc nhiệm A có cần thiết phải tồn tại nữa không? Không thể như vậy được nữa, nhất định phải xử lý. Bây giờ các đồng chí có thể thảo luận một chút nên xử lý như thế nào. Còn việc đề cử Diệp Phàm chúng ta sẽ bàn sau. Lỗ Tiến dĩ nhiên muốn đổi chủ đề, không muốn nói đến Diệp Phàm nữa. Hôm nay bọn Lang Phá Thiên cũng có chút quá đáng, căn bản là có sự hiềm nghi. Cơn gió này nhất định phải chặn lại. Nếu không sau này những lời mà các lãnh đạo đang ngồi ở đây nói chắc không còn ai nghe nữa. Là thành viên cũng có thể đứng lên chất vấn quyết định của Tổng Bộ, phản đối mệnh lệnh của Tổng Bộ. Thế thì tổ đặc nhiệm A còn tổ chức thế nào được nữa? Tôi thấy ít nhất cũng phải xử phạt thật nặng. Tưởng Đại Hải đánh tiên phong, tên này đúng là muốn làm rối. Tưởng Đại Hải đại diện lợi ích của quân đội, tâm lý của ông ta thực ra Lỗ Tiến cũng hiểu được. Nhưng bây giờ là thời kỳ quan trọng, mình cần mượn sức mạnh của Tưởng Đại Hải nên Lỗ Tiến tạm thời không so đo với hắn. Ghi lỗi nặng, thế thì hơi nặng tay quá. Cố Toàn nhìn mọi người một lượt, nhẹ nhàng nhập một ngụm trà nói. Họ cũng không sai gì nhiều lắm, cái gì là lỗi nặng xử phạt. Tôi tin là các đồng chí ngồi tại đây không ai là không biết ảnh hưởng của việc xử phạt với một đồng chí trong thể chế như thế nào. Làm như vậy, sẽ đả kích nghiêm trọng tính tích cực công tác của các đồng chí. Thực sự vì chuyện này mà làm công tác có vấn đề gì thì các đồng chí đang ngồi đây cũng khó mà an tâm được. Hơn nữa, các đồng chí đều biết chuyện này phải ghi chép lại hồ sơ. Đối với một đảng viên, đời đời đều không rửa sạch được. Mà bọn Lang Phá Thiên là những người có công. Bây giờ ghi lại. Điều này có cớ gì đâu mà xử phạt hắn. Ừ, công việc của tổ đặc nhiệm rất đặc biệt. Thường có nhiệm vụ gì quan trọng đều là cuộc chiến sinh tử, sơ suất một chút thôi là mất mạng rồi. Đó là mạng người, không thể coi như trò chơi trẻ con. Tôi cũng công nhận ghi lại tội nặng xử phạt là không hợp lý, đổi lại là phê bình miệng không ghi vào hồ sơ là được rồi. Đối với một số đồng chí có chút xúc động nhỏ, tôn chỉ từ trước đến nay của đảng là trị bệnh cứu người trước khi trừng phạt, lấy việc cứu người làm gốc. Làm gì có cán bộ nào không mắc chút sai lầm, nếu gây chút chuyện mà coi là mắc tội lớn thì các đồng chí ngồi đây có ai chưa làm loạn đâu. Nếu thực sự như vậy, ai cũng bị ghi lại tội nặng xử phạt sao? Không ổn không ổn, Lý Khiếu Phong là lão làng, tuy nói là bây giờ nghỉ hưu rồi nhưng vẫn có thân phận là cố vấn đặc biệt. Trong tổ đặc nhiệm A này không ai làm gì được ông ta cả. Tướng quân Lý, chuyện này cũng phải xem gây chuyện lớn hay không. Mọi chuyện mà phát sinh rồi thì có ảnh hưởng nguy hại đến tổ đặc nhiệm hay không? Cá nhân tôi nhận thấy lần này bọn Lang Phá Thiên quá đáng quá. Hoàn toàn không để ý đến kỷ luật của tổ đặc nhiệm A, chỉ một chút chuyện nhỏ đã buông gánh rồi, còn lấy chuyện chuyển ngành ra để uy hiếp. Thành viên tổ đặc nhiệm A ai cũng như thế thì tổ đặc nhiệm A có còn gọi là tổ đặc nhiệm A nữa không? Chúng ta không thể dung túng cho các đồng chí làm loạn được. Song song với việc giáo dục phê bình thì cần phải có sự trừng phạt hợp lý mới có thể có tác dụng với các đồng chí cấp dưới.
nếu cứ dung túng mọi người gây chuyện thì cái tổ đặc nhiệm A này không phải là thành chỗ của thổ phỉ rồi sao? Chúng ta đều là những người có văn hóa, có năng lực, có sự khác biệt cơ bản về bản chất với bọn thổ phỉ trước miền núi trước khi giải phóng. Tôi thấy ghi lại xử phạt tội nặng là khá hợp lý. Hơn nữa nếu tiếp tục dung túng bọn lang phá thiên có lẽ tổ chức của chúng ta sẽ tan vỡ mất. Vì lợi ích của cả tổ, vì quốc gia chúng ta không thể nhẹ tay được. Đau cũng phải xuống tay trừng trị. Tổ phó tổ đặc nhiệm A Vương Toàn Hữu hừ nói. Tên này trước đây lúc Lý Khiếu Phong điều hành tổ đặc nhiệm A đã từng bị Lý Khiếu Phong phạt nặng nên luôn giữ sự phẫn nộ trong lòng. Nên lúc anh Lý đề xuất chuyện gì, căn bản là gã đều phản đối. Lỗ Tiến tính toán hình như chuyện xử phạt lại tạo thành cục diện ba đối ba nữa, khó mà có thể thông qua. Lỗ Tiến trong lòng rất buồn bực, định tuyên bố chuyện này lần sau bàn tiếp thì cửa bỗng từ từ mở ra. Chỉ thấy đồng chí Cổ Đinh Nhất phó tổ trưởng tổ đặc nhiệm A vội vàng đi vào phòng họp. Lỗ Tiến vừa nhìn trong lòng tự nhiên thấy vui bởi vì quan hệ giữa anh giả với mình cũng khá tốt. Anh ấy đến rồi nghĩa là mình vô hình chung lại có thêm trợ lực. Anh Cổ, anh đến rồi à? Anh ngồi đi. Lỗ Tiến nhiệt tình chào hỏi đợi Cổ Đinh Nhất ngồi xuống, hắn liếc mắt tỏ vẻ nhìn Vương Toàn Hữu. Vương Toàn Hữu ngầm hiểu lập tức kể lại toàn bộ chuyện thảo luận trong cuộc họp cho Cổ Đinh Nhất nghe. Cuối cùng, Vương Toàn Hữu hỏi. Anh Cổ, anh thấy ý kiến thủ trưởng Lỗ đưa ra thế nào? Ừ, tôi thấy chuyện này hoàn toàn hợp lý. Tại sao từ trước đến nay lại có cách nói giết gà dọa khỉ? Bây giờ ghi lại lỗi nặng xử phạt bọn lang phá thiên cũng có tác dụng dung cây dọa khỉ. Tổ đặc nhiệm A của chúng ta liên tục bị đả kích, bây giờ lại càng là thời điểm mấu chốt. Tôi thấy chuyện như thế này tuyệt đối không thể chiếu cố tiếp được, không để bọn họ làm loạn tiếp nữa. Nếu tổ đặc nhiệm A thực sự tan rã thì các đồng chí ngồi đây sẽ trở thành tội đồ của đất nước. Chúng ta có lỗi với các vị lãnh đạo trước đây, có lỗi với các đồng chí đã hy sinh. Tổ đặc nhiệm A có kỷ luật thép không thể cho phép bất cứ đồng chí nào không tập trung. Dù là những người có công cũng không thể vô cớ làm loạn. Một tổ chức không có kỷ luật thép thì không thể lâu dài được. Đối với những người kể công kiêu ngạo, không quan tâm đến lợi ích của tổ đặc nhiệm A. Tôi nhận thấy cần trừng phạt nghiêm khắc, không chỉ phải ghi lại tội nặng xử phạt mà còn phải phạt về kinh tế nữa mới đúng. Ví dụ như cắt bỏ phần thưởng phúc lợi của vài đồng chí cũng được. Cổ Đinh Nhất thản nhiên nói. Vậy thì giơ tay biểu quyết đi. Lỗ Tiến nói, giơ tay lên trước. Tiếp theo, Tưởng Đại Hải, Vương Toàn Hữu, Cổ Đinh Nhất cả bốn người đều giơ tay lên. Cố Toàn nhìn một lượt thấy không có chỗ dựa, dứt khoát không hé răng. Tôi phục tùng quyết định của tổ chức nhưng tôi Lý Khiếu Phong vẫn giữ ý kiến của mình. Lý Khiếu Phong hừ nói. Chuyện này tôi bỏ phiếu trắng. Chủ nhiệm phòng liên lạc hội nghị thường vụ bộ chính trị tại tổ đặc nhiệm A Chu Minh Đạo nghiêm túc nói. Anh Cố, anh thì sao? Lỗ Tiến quay đầu nhìn Cố Toàn hỏi, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Thực ra gã cố tình hỏi vậy. Ngoài mặt là tôn trọng phó trưởng ban công tác chính trị Cố Toàn nhưng lại có ý thúc ép. Tôi. Cố Toàn ừ một tiếng nhìn mọi người một lượt cuối cùng không còn cách nào khác đánh nói. Bỏ phiếu trắng. Tổ đặc nhiệm có 7 ủy viên chủ chốt, đồng chí Lý Khiếu Phong giữ nguyên ý kiến, Cố Toàn và Chu Minh Đạo bỏ phiếu trắng, 4 người tán thành. Số đồng chí tán thành đã vượt quá một nửa, vậy thì chuyện ghi lại tội nặng xử phạt, cắt bỏ 1 năm phúc lợi với 3 đồng chí Lang Phá Thiên, Trương Cường, Tề Thiên đã chính thức được thông qua. Lỗ Tiến vênh mặt lên, quyết định chuyện này. Lão Lỗ lại nhìn mọi người một lần nữa, nói lại. Còn về chuyện đồng chí Diệp Phàm không quan tâm mệnh lệnh của Tổng Bộ, cố ý xé bỏ văn bản tuyệt mật tôi nghĩ không cần đưa lên tòa án quân sự nữa. Dù sao trong trận chiến ở núi Sương Bối anh ta cũng có chút công lao. Về sự nông nổi của Diệp Phàm, thế này đi cảnh cáo nội bộ là được rồi. Đồng chí Lỗ Tiến anh nhất định phải làm thế đúng không? Dầm một tiếng, Lý Khiếu Phong đập bàn một cái. Lý Khiếu Phong trước đây là cao thủ cấp 8. Ông ta phẫn nộ rồi, nắm đấm đó khá là có uy lực. Cái bàn bị ông ta đập kêu răng rắc, mấy cái cốc trên bàn đều nảy lên. Lỗ Tiến bị nước trong cốc trà đổ lên hết mặt mũi, suýt nữa thì thành chuột lột. Chương 1596, tìm đến chủ tịch rồi. Đồng chí Lỗ Tiến, tôi thấy đồng chí Diệp Phàm đủ anh dũng rồi. Mọi người suýt nữa mất mạng để bảo vệ bí mật núi Sương Bối. Không có công lao cũng có khổ công. Còn muốn xử lý cảnh cáo, đạo lý này Cố Toàn tôi không chấp nhận được.
Tổ đặc nhiệm A, chúng ta không thể không có tình người, máu lạnh quá. Tổ đặc nhiệm A có kỷ luật, điều này tôi biết, nhưng kỷ luật cũng là do con người đặt ra, chúng ta không thể chuyện gì cũng làm việc theo giấy tờ. Lấy dân làm gốc nói như thế nào? Cố Toàn cũng tức lắm rồi. Lỗ Tiến vì bảo vệ uy quyền của mình cũng hơi quá đáng quá. Tôi phản đối việc xử phạt cảnh cáo Diệp Phàm. Chu Minh Đạo cũng nói. Tướng quân Lỗ, anh xem tướng quân Lý tức giận đến mức này rồi. Diệp Phàm cũng chuyển ngành về địa phương rồi, về sau không có liên quan gì đến chúng ta nữa. Tôi thấy chuyện này thôi không nói nữa. Nếu không về sau bọn Lang Phá Thiên, Trương Cường lại tập hợp lại làm loạn thì càng không ổn. Tưởng Đại Hải thản nhiên khuyên, nhưng thực ra là thêm dầu vào lửa. Mẹ nó, mày đang nói cái quái gì thế? Mày mà nói nữa ông mày đến đấm mày đấy, tin không? Lý Khiếu Phong bực quá rồi, nhanh chóng lấy tách trà trên bàn hắt vào Tưởng Đại Hải. Tên này muốn tránh nhưng Lý Khiếu Phong bây giờ thực lực ít nhất cũng là cấp 4. Tưởng Đại Hải căn bản không có chút võ thuật nào. Bình thường chỉ luyện vài chiêu quyền sao có thể tránh được, bị hắt ướt như chuột lột. Tên họ Lý kia, anh đừng có mà cậy già, ông đây. Tưởng Đại Hải tức giận rồi, đứng lên nhìn Lý Khiếu Phong nói. Bố mày hôm nay đánh chết tên thối tha nhà ngươi. Mẹ mày, mày từ trước đến nay vẫn không chịu yên phận. Có phải muốn cho tổ đặc nhiệm tan rã mày mới vui phải không? Mày cứ nghĩ bố mày không biết suy nghĩ của mày à? Bố mày biết hết đấy. Lý Khiếu Phong sớm đã biết rõ âm mưu của Tưởng Đại Hải. Đơn giản là chịu sự giật dây của các đồng chí trong quân ủy. Muốn làm cho tổ đặc nhiệm A tan rã, về sau nhập vào cục tình báo của quân ủy luôn đi. Về tổ đặc nhiệm A, trước mắt quân ủy và bộ chính trị một vài đồng chí có hai cách nhìn. Một là để tổ đặc nhiệm A tan rã, chia thành hai nhóm. Một nhóm hợp lại với cục tình báo của quân ủy, một nhóm gia nhập vào cơ quan an ninh quốc gia. Về sau sẽ không có sự tồn tại của một tổ chức thần bí tổ đặc nhiệm A nào nữa. Hơn nữa, một số đồng chí cho rằng tổ đặc nhiệm A tồn tại lãng phí quá. Lý do hoạt động giống như quân tình của quân ủy và cục an ninh quốc gia. Lão Lý tức lắm rồi, xắn tay áo tiến lên, giơ nắm đấm lên muốn dạy dỗ thằng nhãi không nghe lời Tưởng Đại Hải. Đồng chí Tưởng sớm đã bị dọa mặt biến sắc rồi. Nói thật, Tưởng Đại Hải đúng là có chút sợ Lý Khiếu Phong. Nếu thực sự bị ông ấy đánh thì ít nhất cũng có chuyện phiền toái. Đối với người lão làng trong tổ đặc nhiệm A như Lý Khiếu Phong, lãnh đạo cũng phải nhắm mắt cho qua. Ông ta là người có công lớn với tổ đặc nhiệm A, không ai làm gì được ông ta cả, mình chắc chắn sẽ bị đánh vô ích. Hơn nữa, đến chỗ để khiếu nại cũng không được, dù là ở quân ủy, những ủy viên ở đây có ai mà không biết nắm đấm sắt của Lý Khiếu Phong đâu. Nhưng mấy đồng chí bên cạnh vội vàng tiến đến, giữ lấy tay chân, cố gắng giữ Lý Khiếu Phong lại. Người đâu? Mau đưa đồng chí Lý Khiếu Phong về nhà, làm loạn hết lên rồi. Lỗ Tiến đập bàn cũng tức lắm rồi. Lý Khiếu Phong, anh muốn công khai thử thách uy quyền của Lỗ Tiến tôi. Trước đây Trấn Đông Hải rất tôn trọng Lý Khiếu Phong, nhưng đổi lại là Lỗ Tiến thì không thế nữa rồi. Mối quan hệ giữa Lỗ Tiến và Lý Khiếu Phong từ trước đã chẳng ra sao. Mà bây giờ lại thấy Lý Khiếu Phong ra mặt bảo vệ bọn phản đối lại mình Diệp Phàm, Lang Phá Thiên, như vậy không phải là muốn công khai phân hóa quyền lực của tổ đặc nhiệm A, tái tạo lại một vương triều tổ đặc nhiệm A mới. Lỗ Tiến tuyệt đối không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra. Gã muốn chèn ép Lý Khiếu Phong, mà Diệp Phàm chính là hòn đá mài dao của gã. Nghe thấy tiếng hét, lập tức bốn đồng chí mặt uy vũ tiến vào, nhưng họ thấy phải mời Lý Khiếu Phong liền rụt đầu rụt cố lại, cảm thấy lạnh hết sống lưng. Thấy bọn họ đứng ngơ người ra không tiến đến, Lỗ Tiến lạnh lùng hừ nói. Không còn ai nghe theo mệnh lệnh của tổ đặc nhiệm A nữa phải không? Bốn đồng chí đó sửng sốt tiến đến chỗ Lý Khiếu Phong. Tự tôi sẽ đi không cần các anh tiễn. Lý Khiếu Phong xua xua tay, nhìn Lỗ Tiến một cái nói. Đồng chí Lỗ Tiến, anh sẽ phải trả giá bằng máu cho những việc anh đã làm hôm nay. Anh cũng đừng nghĩ là Lý Khiếu Phong tôi sẽ có âm mưu quỷ kế gì. Từ hôm nay trở đi, chuyện của tổ đặc nhiệm A tôi sẽ không quản nữa. Anh muốn thế nào cũng được. Ông đây không thèm làm cố vấn tổ đặc nhiệm A nữa. Ông đây vì tổ đặc nhiệm A vất vả cả đời cũng nên về nhà an hưởng tuổi già rồi. Lỗ Tiến, anh cho tôi nghỉ việc là được rồi. Tướng quân Lý đừng như vậy. Cố Toàn vội vàng khuyên, Lý Khiếu Phong mà đi thật thì tổ đặc nhiệm A coi như mất đi một nửa. Anh Lý, anh nên về nhà nghỉ ngơi một chút đi.
chuyện ở bên này tôi sẽ tự giải quyết được. Còn về chức cố vấn là do chủ tịch nước bổ nhiệm, Lỗ Tiến tôi không có quyền cho anh nghỉ. Lỗ Tiến xua xua tay, khẩu khí hiền hơn rất nhiều. Hừ, Lý Khiếu Phong vỗ vỗ quần áo, liếc nhìn Tưởng Đại Hải một cái, vênh mặt lên đi về. Cứ quyết định như vậy đi, tội nặng xử phạt, ghi vào hồ sơ đồng chí Diệp Phàm. Lỗ Tiến nhìn bóng dáng của Lý Khiếu Phong, nghiến răng nói. Gã nhìn Cố Toàn một cái nói. Tướng quân Cố, anh làm công tác chính trị, về chuyện xử phạt Diệp Phàm và Lang Phá Thiên anh đi tuyên bố đi. Tôi đi. Cố Toàn gật gật đầu, nhìn Lỗ Tiến một cái, không nói gì nữa đi luôn. Cố Toàn lập tức hình như già đi rất nhiều, ông ta đang lo lắng cho tổ đặc nhiệm A. Chỉ có Cố Toàn biết vị trí của Diệp Phàm trong mắt bọn Lang Phá Thiên, nó giống như là một vị thần. Lỗ Tiến vì muốn lập uy quyền đã ra tay với Diệp Phàm e là đã động đến một tổ ong lớn. Đến lúc sự việc phát triển đến mức không cứu vãn được nữa cũng không biết phải làm thế nào nữa. Lúc Diệp Phàm và Lang Phá Thiên nhận được thông báo xử phạt, Diệp Phàm nhìn Cố Toàn hỏi. Đây là quyết định chính thức của Ủy ban Tổng bộ đúng không? Ừ. Cố Toàn ừ một tiếng, nhìn mọi người một lượt lại thở dài nói. Vì chuyện này mà ở phòng họp tướng quân Lý suýt nữa đã đánh đồng chí Tưởng Đại Hải. Lão Lý đập bàn cũng đưa ra ý xin từ chức. Đồng chí Diệp Phàm hy vọng các đồng chí có thể hiểu được nỗi khổ của Tổng bộ, cố gắng khắc chế một chút. Đừng có gây chuyện nữa. Tổ đặc nhiệm A của chúng ta đã phải chịu cú sốc rất lớn rồi, không thể gây sức ép nữa. Lãnh đạo cũng có nỗi khổ của lãnh đạo. Hai. Nói hay lắm. Lãnh đạo có nỗi khổ của lãnh đạo nên lấy những người dưới như tôi để hả giận đúng không? Lỗ Tiến không có bản lĩnh, từ trước đến nay không tạo lập được uy quyền ở tổ đặc nhiệm A. Chủ ý lần này không ngờ lại đánh lên mấy anh em chúng tôi. Chúng tôi không phải là cây lập uy của Lỗ Tiến, mẹ kiếp, nếu Lỗ Tiến đã bất nghĩa như vậy chúng ta cũng không cần hiệp lực với hắn nữa. Đầu óc chúng tôi vẫn bình thường, không làm nữa, tôi lên báo cáo xin từ chức, không cần chuyển ngành nữa. Xã hội này mua mạnh bán mạnh, không thể cưỡng ép chúng tôi làm việc đúng không? Bây giờ là xã hội mới, cũng không phải là chế độ bắt đi lính vẫn thịnh hành trước khi giải phóng. Lang Phá Thiên lạnh lùng hừ nói. Phá Thiên bình tĩnh một chút, đừng nói như vậy. Cố Toàn nhăn mày, ông dự cảm chuyện sắp xảy ra rồi. Bình tĩnh, ha ha, chúng tôi bình tĩnh đủ rồi. Nếu Lỗ Tiến đã làm như vậy chúng ta còn bình tĩnh thì không còn là người nữa. Mẹ nó, Lỗ Tiến là cái xít gì chứ? Không có bản lĩnh gì chỉ biết đánh người nhà. Có bản lĩnh thì lên núi Sương Bối đánh một trận với nhóm thần đạo đi. Có bản lĩnh thì đánh nhau với bọn sát thủ đỉnh cao của thế giới đi. Ông đây vì đất nước mà mấy lần suýt mất mạng, cuối cùng vẫn có một cái ghi lại tội nặng xử phạt trở về. Thú vị rồi đấy. Chuyện như vậy tôi chưa thấy bao giờ. Tề Thiên tôi cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt của Lỗ Tiến. Thủ trưởng tổ đặc nhiệm A cái gì, không bằng cái giám. Cũng chỉ như một con đàn bà thôi, bụng dạ hẹp hòi. Mẹ nó, ông đây không làm nữa. Về nhà bán khoai lang còn sướng hơn ở nơi quỷ quái này. Tôi khinh. Tề Thiên mắt đỏ lên rồi, nhìn Cố Toàn một cái hừ nói. Tôi cũng sẽ về viết đơn xin chuyển ngành ngay, ông đây không làm ở tổ đặc nhiệm A nữa. Tôi cũng không làm nữa, tôi đi cùng với anh Diệp Phàm. Anh ấy đi đâu thì Trương Cường tôi đi đấy. Anh Diệp đi quét rác thì tôi đi nhặt rác. Không ra thể thống gì nữa. Qua cầu rút ván cũng không đến mức tuyệt tình như vậy. Lỗ Tiến đúng là động vật máu lạnh. Làm việc vì bọn người này, không đáng. Trương Cường phẫn nộ mắng. Diệp Phàm anh khuyên bọn họ đi. Cố Toàn vội vàng nói. Xem ra sự việc có vẻ còn nghiêm trọng hơn mình tưởng tượng. Khuyên cái rắm gì nữa. Lỗ Tiến đánh vào má trái chúng tôi chẳng nhẽ chúng tôi đưa má phải ra để nó đánh một phát nữa. Diệp Phàm tôi hèn cũng không hèn đến mức ấy. Không cần phải nói nữa, Phá Thiên liên hệ mấy người chúng ta đều không làm nữa, để cho một mình Lỗ Tiến làm tư lệnh tay không đi. Mẹ nó, bố đây bây giờ là một người bỏ đi, giống như một cái rẻ rách. Không ngờ ở bên chính phủ tôi không bị xử phạt, đến tổ đặc nhiệm hy sinh bao nhiêu xương máu lại bị cảnh cáo nội bộ đảng. Huân chương vàng còn để làm gì nữa? Chẳng nhẽ lại không hơn cảnh cáo xử phạt, mẹ nó, cứ nghĩ đến là lại tức ông đây muốn đấm vào bụng Lỗ Tiến một phát. Diệp Phàm tức giận nói, tôi cũng tìm thêm vài người nữa, muốn làm thì chúng ta cùng làm cho chết tên cháu chắt Lỗ Tiến.
Trương Cường hừ nói, Diệp Phàm cầm điện thoại lên gọi cho Đỗ Phong. Anh ta vừa nghe xong đã tức điên lên rồi, nói sẽ lập tức quay về, công việc là cái rắm gì đâu. Trương Cường, Lang Phá Thiên và Tề Thiên cũng gọi điện thoại. Đột nhiên, từ phòng bệnh có tiếng ồn ào. Cố Toàn vừa nhìn mặt đã đen lại, biết là khuyên cũng không có tác dụng gì, biết là chuyện lớn chưa từng có kể từ khi thành lập tổ đặc nhiệm A đến nay sắp xảy ra. Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến việc tan rã hay tồn tại của tổ đặc nhiệm A. 2. Cố Toàn thở dài, nhìn mọi người một lượt nói. Tôi đi đây các anh tự biết điều đi. Chuyện này tất nhiên là sẽ có người báo lên cho Lỗ Tiến. Tôi cũng muốn xem bọn họ làm được gì. Phản thiên rồi sao? Lỗ Tiến lạnh lùng cười một tiếng, ngồi lên ghế ngơ người ra. Buổi sáng hôm sau, Lỗ Tiến vừa mới vào phòng làm việc đã nhận được thông báo nói chủ tịch thị trấn Sơn Hà lập tức đến. Lỗ Tiến trong lòng lo lắng. Gã biết là người cần đến sẽ đến, không ngờ mấy tên này lại nhanh tay như vậy, mới có một ngày mà đã tìm đến chủ tịch rồi. Cũng không biết mấy tên này đã liên kết được bao nhiêu người. Trong lòng Lỗ Tiến có chút không yên, lúc này Lỗ Tiến bắt đầu thấy có chút hối hận rồi. Chương 1597, câu hỏi tam đầu sỏ bộ chính trị. Lỗ Tiến vừa đến gian phòng khách bên ngoài văn phòng chủ tịch trấn, thất phó chủ tịch Đường Hạo Đông một trong những ủy viên thường vụ cửu thường, cùng với bí thư ủy ban kỷ luật trung ương đồng chí Phí Nhất Hoàn cũng có mặt. Còn có nguyên lão Lý Khiếu Phong của tổ đặc nhiệm A. Bên cạnh Lý Khiếu Phong có một người mặt béo tròn, mắt híp, Lỗ Tiến không quen người này. Lỗ Tiến, anh nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh hãy nói rõ với mọi người đi. Chủ tịch trấn thản nhiên nói, nhân viên công tác bên cạnh cũng đưa tài liệu lên. Lô Vĩ sau khi nhận lật ra xem, liếc nhìn một lượt, sắc mặt càng lúc càng đen. Cuối cùng, căn bản sắp đã thành bao thanh thiên rồi. Đồng chí Lỗ Tiến, nhân viên chính thức của tổ đặc nhiệm A có được bao nhiêu người? Lúc này, Phí Nhất Hoàn liếc nhìn đồng chí Lỗ Tiến, hừ lạnh nói. Đến hiện nay, ngoại trừ những đồng chí hy sinh và số bị thương phải rời đội sau trận núi Sương Bối thì còn lại 40 người. Lỗ Tiến vẻ mặt nghiêm túc đáp. Cái này cộng với những đồng chí xin được chuyển nghề và từ chức thì còn lại mấy người? Phí Nhất Hoàn lại lạnh lùng hỏi. Tổng cộng là 18 đồng chí. Lỗ Tiến cảm thấy đầu sắp không ngước lên nổi nữa rồi. Cả nửa Giang Sơn đấy, đồng chí Lỗ Tiến, anh cũng sắp mất đi nửa Giang Sơn rồi. Anh có nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của việc này không? Tổ đặc nhiệm A đã xây dựng mấy chục năm rồi. Lãnh đạo quốc gia cùng với lãnh đạo tổ đặc nhiệm A trong lịch sử phải cực khổ như thế nào mới hoàn thiện được tổ chức bí mật nhất nước Cộng Hòa này? Tất cả đều là tinh anh, bọn họ cũng là niềm kiêu ngạo của nước Cộng Hòa. Đây là một tổ chức có cống hiến quan trọng đối với an toàn quốc gia, không thể nào bị hủy diệt. Tôi không thể nào hiểu được, nghe nói mồi lửa dẫn đến chuyện lần này liên quan đến việc nguyên đại soái tổ nòng cốt 8 đồng chí Diệp Phàm xé văn kiện tuyệt mật. Tôi muốn hỏi một chút, đồng chí Diệp Phàm tại sao lại công nhiên xé bỏ văn kiện tuyệt mật trên máy bay? Vẻ mặt Phí Nhất Hoàn nghiêm túc đến mức dọa người, Lỗ Tiến biết. Câu hỏi của thiết bao công này có thể lấy đi mũ quan của nhiều vị quan lớn cấp bộ trưởng. Thật sự thì cũng có thể lấy được cả mũ quan của mình, cho nên, nếu nói hiện tại không sợ là giả. Cậu ta trách tổng bộ tổ đặc nhiệm A chúng tôi không đề xuất lên quân đội điều động bộ đội, tùy ý hy sinh các đồng chí trong tổ 8 trong trận huyết chiến. Cái này, các vị lãnh đạo cũng biết tôi không còn cách nào khác. Quân ủy điều động bộ đội là chuyện lớn, phải suy nghĩ vì bố cục chiến lược toàn dân. Chúng tôi muốn bảo vệ bí mật núi Sương Bối. Cho nên, không điều động bộ đội quy mô lớn tránh phần tử đặc vụ của địch chú ý. Hơn nữa, Việt Đông nằm ở vùng hải tuyến, nếu như mạo muội điều động bộ đội sẽ khiến đối thủ nắm được nhược điểm, khó tránh khỏi một số phiền phức không cần thiết. Lỗ Tiến giải thích, nhìn từ chuyện này, thì xuất phát điểm của đồng chí Diệp Phàm rất tốt. Vì giữ gìn sinh mạng cấp dưới, nhìn về lâu về dài, cũng là không muốn tổ đặc nhiệm A tổn thất nghiêm trọng. Văn kiện xé cũng xé rồi, tôi không tin tổng bộ lại chẳng lưu lại bản nào. Huống chi đồng chí Diệp Phàm mới được chủ tịch trấn trao tặng huy chương Long Kim, đây là vinh dự cao nhất của nước Cộng Hòa. Còn anh thì làm gì chứ, lập tức cảnh cáo cậu ấy trong đảng nội, anh thử nghĩ xem, có phải anh công nhiên không nhìn nhận khen thưởng của chủ tịch trấn không? Lời nói Phí Nhất Hoàn tất cả đều nhắm vào chỗ trọng yếu của Lỗ Tiến, người này trước đây thực sự không nghĩ đến những quan hệ lợi hại này. Giờ bị Phí Nhất Hoàn lôi ra, lập tức, Lỗ Tiến cảm thấy lạnh gáy.
Thằng nhãi này lén liếc nhìn chủ tịch Trấn, thấy chủ tịch Trấn vẻ mặt nghiêm túc không nói gì. Tên này trong lòng mới thoáng yên ổn một chút. Tôi, suy xét chưa ổn thỏa. Lỗ Tiến vội vàng nói, liếc mắt nhìn mọi người một cái, lại nói thêm. Tuy nhiên, tổ đặc nhiệm A có kỷ luật sắt, đồng chí Diệp Phàm công nhiên chống đối kỷ luật tổ đặc nhiệm A, nên chịu xử phạt. Không có quy củ chẳng thành hình tròn được, tổ đặc nhiệm A sở dĩ có thể thịnh vượng được, là nhờ kỷ luật sắt của tổ đặc nhiệm A. Tổ đặc nhiệm A mà không đoàn kết thì sao có được lực chiến đấu? Vì tương lai lâu dài của tổ đặc nhiệm A, tôi không thể không nén đau đớn xử phạt cảnh cáo đồng chí Diệp Phàm. Đứng trên góc độ tổng thủ trưởng tổ đặc nhiệm A của tôi mà nói, chẳng còn cách nào khác. Hơn nữa, tôi cũng tương đối đau lòng. Dù sao, Diệp Phàm cũng từng là đại soái tổ 8. Nhưng tôi không còn cách nào khác, vì tương lai tổ đặc nhiệm A, tôi không thể không hạ đao xuống. Lỗ Tiến cứng rắn cãi lại. Còn cãi cứng à, anh sắp mất đi nửa Giang Sơn, tổ đặc nhiệm A sắp vì xử lý không thỏa đáng của anh mà sụp rồi, anh còn mặt mũi nào để đứng trước mặt các lãnh đạo nói về việc kiến thiết và tương lai của tổ đặc nhiệm A chứ? Đồng chí Diệp Phàm vừa mới lập công lớn, nhiều lần sinh mạng, không có công lao cũng có cực khổ cơ mà. Những công lao này đều đòi hỏi phải nếm mật nằm gai. Chẳng lẽ anh không nghĩ đến điều này sao? Còn đám người Lang Phá Thiên chỉ đề nghị xin được chuyển ngành thôi, anh cũng lại ghi nhớ xử phạt lỗi nặng bọn họ. Cái này mà cũng nói được sao? Đúng là chẳng ra làm sao cả. Lỗ Tiến, không phải lão già tôi nói anh, nhưng anh tự suy nghĩ kỹ đi, thân làm tổng phụ trách của tổ đặc nhiệm A, phải có tấm lòng rộng lớn mới được. Tôi biết, từ sau khi Trấn Đông Hải đi, anh vẫn muốn tạo uy tín cho riêng, muốn lập uy cũng được. Phụ uy mà không lập, làm sao có thể nắm được cơ cấu thần bí lớn như tổ đặc nhiệm A trong tay. Nhưng, anh tìm sai mục tiêu rồi. Diệp Phàm hiện tại đã bị phế, kể ra, giờ phút này tâm trạng của cậu ấy khá bi thương. Là thời điểm quan trọng, anh nên đợi cậu ấy đỡ hơn đã. Dù sao thì cũng phải để cho đám Lang Phá Thiên, Trương Cường thấy nể chứ. Chỉ có như vậy mới có thể khiến họ cam tâm tình nguyện hy sinh vì anh. Anh thì hay rồi, qua cầu rút ván, hơn nữa, còn muốn xử phạt, xử lý kiểu gì vậy chứ? Lúc này, lão già mặt béo ngồi cạnh Lý Khiếu Phong đột nhiên nói như vòi nước phun ấy. Được rồi lão Vương. Chủ tịch Trấn Sơn Hà đột nhiên mở miệng, liếc nhìn Lỗ Tiến một cái, nói. Đồng chí Lỗ Tiến, chắc là anh muốn gặp vị nguyên lão thần bí nhất của tổ đặc nhiệm A đúng không? Hôm nay tôi đã mời ông ấy đến đây, chính là ông ấy. Trấn Sơn Hà chỉ vào ông lão mặt tròn. Vương, nguyên lão. Lỗ Tiến toàn thân run lên, dường như thấp đi nhiều. Gã đến trước mặt lão già họ Vương, đột nhiên quỳ xuống, hành lễ như một hậu bối trong chốn võ lâm cổ đại đối với bậc trưởng bối, miệng nói. Lỗ Tiến xin được ra mắt lão Vương, chào ngài. Lỗ Tiến biết. Chỉ có nhân tài được lão Vương này tán thành thì mới có thể xem là thủ trưởng đích thực của tổ đặc nhiệm A. Lão Vương này nghe nói là nguyên lão thần bí nhất của tổ đặc nhiệm A, giờ đã sắp trăm tuổi rồi. Hơn nữa, nghe nói công lực sớm đã đột phá cửu đẳng, là vương bài cuối cùng của tổ đặc nhiệm A. Lỗ Tiến tiếp nhận tổ đặc nhiệm A vẫn luôn muốn được gặp lão Vương, đến nằm mơ vẫn muốn. Nhưng cho tới giờ lão Vương mãi vẫn chưa hiện thân. Không ngờ lại hiện thân vào thời điểm vô cùng đáng xấu hổ này, mặt Lỗ Tiến lập tức đỏ bừng. 2. Lão Vương khoát tay, nâng Lỗ Tiến dậy, nói. 4. Tôi luôn chú ý đến Diệp Phàm, cậu ấy là hạt giống tốt, là người duy nhất có khả năng đột phá cửu đẳng kế nhiệm tôi ở tổ đặc nhiệm A. Đáng tiếc, tất cả đều bị hủy diệt ở trận chiến núi Xương Bối rồi, lũ Nhật chết tiệt. Tôi đã âm thầm kiểm tra kinh mạch cậu ấy, đời này, cậu ấy khó mà phục hồi được. Trước mắt, cậu ấy chỉ còn thân thủ nhị đẳng, một hạt giống tốt, Vương Kinh Thiên tôi đau lòng quá, đã bị hủy rồi thì không thể thay đổi được nữa, vậy thì anh càng đối xử tốt với đám Lang Phá Thiên. Hiện tại Lang Phá Thiên đã là cao thủ thất đẳng, đột phá bát đẳng với cậu ấy có thể không thành vấn đề. Người ta lập công, anh thì xử phạt, tôi không biết là anh dùng cái logic gì nữa. Vương Kinh Thiên tôi học vấn không nhiều, nhưng tối thiểu anh cũng phải chú ý. Làm một tổng thủ trưởng của tổ đặc nhiệm A thì phải có được tấm lòng rộng lượng, không thì tự động từ chức sớm đi. Lão Vương, lần này tôi sai rồi, xin tổ chức xử phạt. Lỗ Tiến miệng giật giật, nói. Giờ không phải vấn đề xử phạt hay không xử phạt, mấu chốt là. Nói đến đây,
Phó Chủ tịch Đường liếc nhìn Lỗ Tiến một cái, nói. Lỗ Tiến, anh xử lý việc này sao cho tốt? Hôm nay gọi anh đến đây, không phải để xử phạt anh, mà muốn nghe cách nghĩ của anh. Nếu việc này xử lý không tốt, tôi đoán, sẽ gây nguy hiểm đến sự sinh tồn của Tổ đặc nhiệm A. Tổ đặc nhiệm A là tâm huyết của nước Cộng Hòa, quốc gia tuyệt đối không thể không có Tổ đặc nhiệm A. Gần đây vài đồng chí trong quân ủy muốn giải tán Tổ đặc nhiệm A. Đường Hạo Đông tôi tuyệt đối không đồng ý. An ninh quốc gia và cục tình báo có thể thay thế Tổ đặc nhiệm A sao? Anh xem họ có thể làm được những gì? Ai cũng có chức trách, ai cũng có thủ đoạn. An ninh quốc gia và cục tình báo đều là bổ sung hữu lực cho Tổ đặc nhiệm A, phải lấy Tổ đặc nhiệm A làm chính, chứ không phải Tổ đặc nhiệm A là phụ phẩm của họ. Nói đến đây, Đường Hạo Đông nhìn Chủ tịch Trấn một cái rồi nói thêm. Từ khi xây dựng nước đến đây, Tổ đặc nhiệm A vì quốc gia lập không biết bao chiến công, chắc hẳn con số không thể đếm hết. Tổ đặc nhiệm A dù sao cũng có sức trấn nhiếp các phần tử ngoại quốc. Nếu không có Tổ đặc nhiệm A, tôi không dám tưởng tượng sẽ như thế nào nữa. Làm ăn bừa bãi, giải tán Tổ đặc nhiệm A, ai đề xuất vậy? Phê bình đi, Kỳ cục. Tôi biết một số đồng chí quân ủy có ý kiến với chính sách đặc biệt nhà nước dành cho Tổ đặc nhiệm A. Nhưng, Tổ đặc nhiệm A là tổ chức đặc biệt, quốc gia nên đãi ngộ đặc biệt cho họ. Chẳng hạn như trận chiến trên đảo Rắn Ưng, đồng chí nào của an ninh quốc gia cùng cục tình báo có thể đảm đương tốt trọng trách như vậy? Không thể, chắc chắn không thể. Cho nên, Tổ đặc nhiệm A không thể giải tán, hơn nữa, còn phải tăng sức bảo vệ. Tổ đặc nhiệm A mấy năm gần đây chịu biết bao tổn thất vì quốc gia đại sự, tổn thất vô cùng thê thảm và nghiêm trọng. Sau trận núi Xương Bối, tổ nòng cốt thứ 8 trên cơ bản đã bị tiêu diệt. Thời gian không đợi người. Đồng chí Lỗ Tiến, sau khi quay về lập tức xây dựng lại tổ 8. Tổ 8 là tổ chiến đấu, tổ nào có thể trì hoãn, riêng tổ này thì không thể trì hoãn được. Trấn Sơn Hà không có ý phê bình gì, nhưng Lỗ Tiến lờ mờ cảm nhận được Chủ tịch Trấn đang phê bình mình. Người ta bảo anh về xây dựng tổ 8, giờ anh đã làm cho quân tâm tan rã, toàn bộ mọi người bất hòa, anh xây dựng tổ 8 sao đây? Đây chính là cách phê bình của Chủ tịch, ý tứ bất lộ sơn bất lộ thủy nhưng vẫn khiến anh hiểu rõ. Chủ tịch, các vị lãnh đạo, sau khi trở về tôi lập tức xây dựng tổ 8. Trong một năm nếu không thể khôi phục lại tổ 8, Lỗ Tiến tôi tự động xin từ chức. Lỗ Tiến chào theo nghi thức quân đội, trả lời vang dội, trả lời rất có lực. Ừ, anh có thể nhận ra điều này tôi rất vui. Lão Vương gật đầu, nhìn Chủ tịch Trấn, nói. Đồng chí Diệp Phàm là niềm kiêu hãnh của tổ đặc nhiệm A, dù nói hạt giống tốt như vậy đã bị hủy, nhưng cậu ấy có sức ảnh hưởng lớn đối với tổ đặc nhiệm A. Anh nhìn đi, chuyện lần này, có thể thấy được năng lực kêu gọi của đồng chí Diệp Phàm. Cho nên, chúng ta không thể làm lạnh lòng các đồng chí. Lỗ Tiến, anh nói đi cụ thể anh giải quyết chuyện này thế nào? Chương 1598, lễ vật của Phó Chủ tịch Đường. Xóa bỏ xử phạt, cho bọn họ một lời giải thích hợp lý. Nếu như bọn họ vẫn không thể hiểu nữa, thì Lỗ Tiến tôi sẽ đến xin lỗi trước mặt họ. Sau khi trở về tôi sẽ tổ chức các đồng chí học lại về đoàn kết tư tưởng. Lỗ Tiến nói đến đây, liếc nhìn mọi người, còn nói thêm. Chủ tịch. Lần trước ủy viên trong tổ có họp, họ có đưa ra đề xuất, vừa nãy Lão Vương cũng có nói, không thể làm lạnh lòng các đồng chí. Đề xuất gì? Trấn Sơn Hà nói. Cái này là tôi đề xuất, nếu Diệp Phàm giờ đã bị phế, đương nhiên chỉ là đối với tổ cậu ấy bị phế thôi. Không thể đảm nhiệm được chức vụ gì ở tổ nữa, hơn nữa, chính cậu ấy cũng đề xuất được chuyển nghề. Đồng chí Lỗ Tiến cũng đồng ý với thỉnh cầu của cậu ấy. Kỳ thực. Cậu ấy vốn công tác tại địa phương, chỉ cần đưa hồ sơ của cậu ấy từ tổ ra ngoài là được. Từ nay về sau, Diệp Phàm không còn quan hệ với tổ nữa. Hai, cậu ấy đúng là hạt giống tốt, hai mắt Lý Khiếu Phong này chưa hoa, đối với công tác tại địa phương, tôi tin cậu ấy cũng sẽ làm người ta phải nể phục. Lý Khiếu Phong vất vả kiếm cho Diệp Phàm cơ hội đề cử, dĩ nhiên là không tiếc sức lực làm thuyết khách cho đồng chí Diệp Phàm. Ha ha, cậu nhóc này không tệ. Làm quan cũng thăng nhanh lắm, là cán bộ cấp sở trẻ tuổi nhất nước Cộng Hòa. Tuy nhiên, nếu chỉ bàn về thành tích, cậu ấy thăng lên cán bộ cấp sở cũng không có gì đáng trách. Ý các anh là muốn bồi thường cho cậu ấy một vị trí ở địa phương đúng không? Trấn Sơn Hà cười ha ha nói. Bồi thường, chuyện bồi thường này cũng không dễ đâu,
cậu ấy hiện là cán bộ cấp giám đốc sở. Cũng không thể chưa được 30 mà đã cho cậu ấy là chủ tịch tỉnh, như vậy thì nghịch thiên quá. Theo nguyên tắc tổ chức đảng cũng không thỏa đáng. Phí Nhất Hoàn lắc đầu, bộ dạng khó xử. Lão Phí, tuy nói cậu ấy là cán bộ cấp giám đốc sở, nhưng trên thực tế chỉ là một chức phó thôi. Hiện tại nghe nói phân công quản lý một khu ở Thủy Châu, so với cấp huyện chỉ cách một cấp. Lý Khiếu Phong mặt dày mày dạn kiếm cho Diệp Phàm một cái mũ quan. Chỉ có Lý Khiếu Phong mới dám gọi lãnh đạo quốc gia Phí Nhất Hoàn như người ta là lão Phí. Lập tức gọi người đi tra xem, tỉnh Nam Phúc gần nhất có thiếu vị trí nào không, không đổi cấp bậc, một chức chủ tịch địa khu đi. Tôi tin là cậu nhóc này có thể đảm nhiệm, hai mắt Trấn Sơn Hà tôi cũng chưa hoa mà. Trấn Sơn Hà thản nhiên cười ha hả nói. Vâng, chủ tịch, tôi lập tức gọi điện thoại đến ban tổ chức trung ương. Một người trung niên bên cạnh lên tiếng, ra ngoài gọi điện thoại sắp xếp. Chủ tịch, như vậy không thể nói là tổ chúng tôi can thiệp vào chuyện chính phủ đúng không? Lỗ Tiến vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Gã thật sự sợ có người đâm vào lưng mình. Tổ đặc nhiệm A sợ nhất là có người chỉ trích can thiệp vào sự vụ bên chính phủ. Đây là ngoại lệ. Trấn Sơn Hà nói. Không lâu sau, người trung niên bước vào, nói. Mới điều tra rồi ạ, bên ban tổ chức trung ương gọi điện lại. Nói trước mắt tỉnh Nam Phúc còn trống hai ghế. Một là chủ tịch thành phố Thương Hải, một là đồng chí Trần Khải chủ tịch thành phố Hải Đông cuối năm nay về hưu. Tỉnh ủy tỉnh Nam Phúc đang suy xét vấn đề chọn người. Hơn nữa, đồng chí Trần Khải đang bênh nằm liệt giường, nghe nói hiện tại công tác của chính phủ đều cho phó chủ tịch thành phố, đồng chí Trương Minh Sâm phụ trách. Thành phố Thương Hải không thích hợp. Trấn Sơn Hà hơi lắc đầu. Đúng, thành phố Thương Hải là đặc khu, là thành phố cấp phó tỉnh. Chủ tịch thành phố là cán bộ cấp phó tỉnh, đích xác không thích hợp, Diệp Phàm tuổi hơi trẻ quá. Phó chủ tịch Đường gật đầu. Vậy thì thành phố Hải Đông vậy, bảo Diệp Phàm xuống đó kiêm nhiệm chức phó chủ trì công tác ủy ban nhân dân thành phố trước. Diệp Phàm đang chức phó của tỉnh thành, đến Hải Đông kiêm nhiệm chức phó kể ra cũng chẳng gây ra hiểm nghi gì. Còn chuyện bổ nhiệm chính thức chức chủ tịch thành phố, tôi muốn xem trong 2 năm cậu ta có làm được thành tích gì không. Một thành phố, có mấy triệu người, nhân vật số 2 cũng quan trọng lắm, chúng ta không thể đem mấy triệu dân ra làm trò đùa được. Nếu như Diệp Phàm không làm nổi, lập tức cách chức. Trấn Sơn Hà quyết định. Đồng chí Trần Khải bị bệnh rồi, cho về hưu sớm cũng được. Đường Hạo Đông bổ sung một câu. Chiều 4 giờ, đồng chí Lỗ Tiến đích thân đến phòng bệnh thăm Diệp Phàm. Đến thăm hỏi đồng chí Diệp Phàm lần nữa. Hơn nữa, lần này đến, đồng chí Lỗ Tiến vẻ mặt thân thiết, hỏi han ân cần, còn nghiêm túc dặn dò bệnh viện phải dùng mọi cách để đồng chí Diệp Phàm sớm bình phục. Lãnh đạo bệnh viện sớm đã hợp thành tổ chuyên gia nghiên cứu bệnh tình của Diệp Phàm, nói là tình hình khôi phục trước mắt của Diệp Phàm rất tốt. Chắc hẳn không bao lâu nữa là có thể xuất viện, còn đồng chí Diệp Phàm thì lại yêu cầu được xuất viện ngay. Đồng chí Cố Toàn vẻ mặt tươi cười nói với Diệp Phàm. Đồng chí Diệp Phàm, chúc mừng cậu. Chúc mừng tôi, chuyện vui từ đâu tới. Diệp Phàm vẻ mặt nghi hoặc liếc nhìn Cố Toàn, không biết lão già này nói vậy là có ý gì. Ha ha, đến lúc đó sẽ biết. Cố Toàn còn chơi trò thần bí. Lão già này, Diệp lão đại ở trong lòng thầm mắng một câu. Đồng chí Diệp Phàm, chủ tịch Đường có tặng cậu một món quà, cậu nhận lấy này. Lúc này, Lỗ Tiến vẻ mặt nghiêm túc, nói. Phía sau nhân viên công tác đưa lên một chiếc hộp tinh xảo, Lỗ Tiến nhận bằng hai tay rồi đưa cho Diệp Phàm. Tôi có thể mở ra xem không? Diệp Phàm nhận bằng hai tay, có chút kích động. Đường Hạo Đông là thái tử chuẩn bị tiếp nhận nước Cộng Hòa, là chủ tịch tiếp theo của nước Cộng Hòa. Được. Lỗ Tiến gật đầu, Lang Phá Thiên và Trương Cường ngó đầu sang, cũng muốn xem phó chủ tịch Đường tặng gì cho Diệp lão đại. Đương nhiên, mấy anh em đều mừng cho Diệp Phàm. Đây chính là tốt dấu hiệu, Diệp Phàm đến địa phương công tác, rất cần những món quà như vậy. Tình trạng của các lãnh đạo bệnh viện cũng không khác gì mấy, kỳ thực, trong lòng ai nấy đều ghen tị. Hơn nữa, còn thầm khiếp sợ. Mở hộp ra, tháo một sợi tơ lụa màu vàng, thấy bên trong có một cuộn tranh gì đó dạng tranh chữ. Lang Phá Thiên và Trương Cường một trái một phải nhẹ nhàng mở cuộn tranh bày ra trước mặt mọi người. Hải Nạp Bách Xuyên. Phó chủ tịch Đường viết 4 chữ, lực bút vô cùng cứng cáp, Diệp Phàm nhẹ nhàng lẩm bẩm. Trong lòng lập tức ấm áp. Đây là những lời chủ tịch Đường dành cho mình, cần phải có tấm lòng rộng lớn,
phải bao dung với mọi người, phải hải nạp bách xuyên. Phía dưới còn có ấn triện đường. Kỳ lạ là con dấu của đường Hạo Đông chỉ có một chữ đường, phía sau không có chữ Hạo Đông. Chắc hắn là dấu tai mắt mọi người, nếu như viết toàn bộ lên, sau này Diệp lão đại dựa vào tấm tranh chữ này chắc hẳn cũng làm kinh sợ nhiều cán bộ. Diệp Phàm trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Cảm ơn, tôi sẽ nhớ kỹ lời của chủ tịch đường. Diệp Phàm gật đầu, Lang Phá Thiên cuộn bức tranh lại. Ha ha, chủ tịch đường rất ít khi tặng chữ, ngay bản thân tôi cũng muốn xin được một tấm, tuy nhiên, thật đáng tiếc, vẫn không thể thỏa ý nguyện. Lỗ Tiến thản nhiên cười cười. Không lâu sau, người đến đều đi cả, cuối cùng Lý Khiếu Phong mới đến. Ông đến trước tiên nhưng cứ đi lại bên ngoài, rồi sau đó mới quay lại, thấy trừ Lang Phá Thiên, Trương Cường với Tề Thiên thì không còn ai khác, ông mới nhẹ nhàng gõ vai Diệp Phàm, nói. Đồng chí lão đường không khắc đầy đủ tên, cậu có biết vì sao không? Sợ người khác biết đúng không ạ? Diệp Phàm nói thẳng ra. Nếu sợ người khác biết thì đã không tặng chữ cho cậu, lão đường nói, anh ta tặng chữ cho cậu, còn ấn triện gốc thì được anh ta chia làm 3 tấm. Mỗi một tấm sẽ có một chữ, đường, hạo, đông. Cậu thấy chỗ ấn triện gốc bên dưới vẫn còn chỗ trống không, vừa đủ để ấn thêm 2 chữ khác. Lý Khiếu Phong cười ha hả nói. Chủ tịch đường đúng là không ngại phiền phức, chẳng lẽ sau này còn muốn ấn thêm 2 chữ nữa? Lang Phá Thiên nói. Ha ha, cậu nói đúng. Cậu ngẫm xem, chủ tịch đường làm vậy là có ý gì? Lý Khiếu Phong hỏi Diệp Phàm. Tôi nghĩ xem. Diệp Phàm suy nghĩ, lát sau nói. Không phải ý của chủ tịch đường là tôi chưa đủ cố gắng, hiện tại chỉ bước đầu nhận được sự tán thành của ông ta. Muốn được bản vẽ đầy đủ của chủ tịch đường, còn phải cố gắng thêm. Trẻ con dễ dậy. Lý Khiếu Phong cười ha ha, vỗ vai Diệp Phàm, mở cửa bước ra. Cảm ơn lão Lý, ngài là người thân nhất của Diệp Phàm. Diệp Phàm nói nhẹ sau lưng ông. Hắn phát hiện bước chân của Lý Khiếu Phong khẽ khựng lại, chắc chắn nghe thấy những gì mình nói, tuy nhiên, không dừng lại, vẫn đi tiếp. Ông lão họ đường này thích chơi trò thần bí quá, có một ấn triện thôi mà cứ lằng nhằng. Có ý nghĩa gì chứ? Lang Phá Thiên miệng kinh bỉ đồng chí lão đường. Ha ha, đối với những chuyện này tôi cũng chẳng nóng vội, đây chưa hẳn không phải chuyện tốt, lão đường có tính cách lắm. Diệp Phàm tôi rất thích. Diệp Phàm cười ha ha, cùng Trương Cường bàn về lão đường trong phòng bệnh. May là y tá không hiểu lão đường họ nói là ai, bằng không, chắc té xỉu mất, mấy tên này là loại người gì thế. Không ăn tim gấu gan báo, thì chắc là cũng ăn mật chó rồi. Lão Lang. Chuyện Akiyama Lifu kết quả thế nào? Diệp Phàm hỏi. Trần Vô Ba bị đánh lén nên nhận thua, bề ngoài coi như Akiyama Lifu thắng. Tuy nhiên, dư luận đều nói kỳ thực Akiyama Lifu, Trần Vô Ba không thua. Còn Akiyama Lifu sau khi bị Thưởng Xuân đánh lén giờ đang bị thương. Nghe nói độc dược kia cũng khá phiền phức, chắc hẳn phải 1 năm Akiyama Lifu mới có thể hồi phục như ban đầu. Lang Phá Thiên vẻ mặt vui vẻ vì người khác gặp họa. Tổ thần đạo đúng là chẳng chỗ nào không nhúng tay vào, không ngờ còn nghĩ đến chuyện đánh lén Akiyama Lifu để khơi mào công kích giữa cao thủ hai nước. Đáng tiếc ý nguyện của chúng không thành, tuy nhiên, Thường Xuân kia đúng là cao thủ, không ngờ hai cao thủ ngũ đẳng tổ tám giám sát mà còn có thể trốn được. Rồi còn đả thương Trần Vô Ba, kỳ lạ là sao lại xuất hiện lão già kia, nếu như bắt được Thường Xuân, sao lại không lục soát được ám khí. Bản lĩnh của ông lão đó cũng không kém. Nếu tôi đoán không lầm thì cũng là cao thủ cửu đẳng, chẳng thua kém Akiyama Lifu bao nhiêu. Diệp Phàm có chút nghi hoặc. Thường Xuân vốn tên Mỹ Sa Lâm Tử, là người nằm vùng bí mật được tổ thần đạo cắm ở Trung Quốc từ nhỏ. Hơn nữa, thân thủ không thấp, cũng thực lực ngũ đẳng. Lợi hại nhất chính là thuật ninjutsu, cô nàng giấu ám khí trong bụng, đúng là lợi hại. Hơn nữa, có thể dùng nội khí tung ra, người như thế khó phòng bị lắm. Anh không cách nào nghĩ được có những chiêu ám sát này. Hơn nữa, em đoán người phụ nữ đó cũng chẳng xá gì nữa rồi. Có thể so sánh với những cảm tử quân thời chiến tranh thế giới thứ hai. Mẹ kiếp! Lang Phá Thiên nói. Chương 1599, một lần nữa đến gặp Tổng Tham Mưu Trưởng Tống. Ha ha, thì cô ta là một trong những thành viên của đội cảm tử quân mà. Kỳ thực, nói người khác như vậy, còn tổ đặc nhiệm A chúng ta thì sao? Sau khi có lệnh tử chiến,
không phải lúc chúng ta dùng người lấp lỗ Châu Mai anh cũng lên sao, vậy có khác nào Cảm Tử Quân chứ? Trương Cường nói, núi xương bối hẳn không sao chứ? Diệp Phàm hỏi, không sao, đã rút một sư đoàn sư cốt sắt bên Việt Đông sang rồi. Theo lệnh cấp trên, sư đoàn này sẽ đóng quân ở núi xương bối. Chắc hẳn chờ đến kho đá bí mật núi xương bối mở xong mới rút đi. Trương Cường nói, gỡ bí mật, cái đó chắc cũng hơi khó, hiện tại một chìa khóa nữa không biết tung tích, trong lúc hỗn loạn chẳng biết ai lấy đi rồi. Chúng ta chỉ có một chìa, không thể liều lĩnh được. Nói không chừng bí mật núi xương bối sẽ mãi mãi là bí mật mất. Diệp Phàm thở dài. Có lẽ vậy. Trương Cường gật gật đầu, nói. Tuy nhiên tổng bộ nghi ngờ dưới núi xương bối có lẽ là kho vũ khí bí mật. Năm đó quân quan Đông Nhật Bản có không ít bí mật, còn Hội Hồng Á Đao đã liên hệ dò hỏi tổ chức tình báo Giang Hồ. Họ có một số vũ khí bí mật, chẳng hạn như vũ khí sinh vật, và đã vận chuyển đến Việt Đông cất giấu. Chắc hẳn đây chính là bước chuẩn bị để tấn công Việt Đông. Cho nên, bí mật núi xương bối nhất định phải giải cho được. Bằng không, đồng nghĩa với việc chôn một đầu đạn chẳng biết phát nổ khi nào ở Việt Đông. Đồng chí Lỗ Tiến và Tổng bộ Tổ đặc nhiệm A chắc hẳn ngay đến ngủ cũng chẳng yên. Cũng có người nói bí mật núi xương bối là do Triều Thanh để lại, bên trong có nhiều vàng bạc châu báu, đồ cổ quý giá. Sau khi quân quan Đông Nhật Bản phát hiện thì đã chiếm lấy nó. Thân phận hiện tại của Hội Hồng Á Đao là Y Hạ Ma Cung. Chiếc chìa khóa của đại ca lấy từ tay lão giả Akiyama Mita. Akiyama Mita đó là ai? Đó là một sát tinh nổi tiếng sánh với cường nhân Trương Vũ Trần phái Võ Đang. Từ đó có thể suy đoán, Hội Hồng Á Đao đã sớm cắm rễ ở Trung Quốc. Có lẽ là từ thời Minh Triều, cho nên, núi xương bối, quá thần bí. Lang Phá Thiên em rất trông chờ vạch trần được bí mật này. Nếu không giải được, thật sự buồn bực quá. Lang Phá Thiên cười nói, còn lắc đầu. Khó lắm. Trương Cường lắc đầu. Chủ yếu là sợ có trang bị kíp nổ. Những cái này, dù là cao thủ mở khóa của tổ đặc nhiệm A cũng không lường được. Mật mã thiên thiên vạn vạn, mà còn phải giải quyết những hai khóa. Quá khó khăn. Trương Cường, thương tích của tôi cũng khá rồi. Cậu nhanh quay về đi, nghe nói phải tổ chức lại tổ nòng cốt tám mà, bên cậu cũng nhiều việc, không nên làm lỡ. Diệp Phàm hỏi. Tổ chức lại thì phải tổ chức lại rồi, nhưng mà... Trương Cường thở dài. Có phải lão già Lỗ Tiến lại chỉnh cậu không? Diệp Phàm lại hơi tức giận. Chỉnh em, không có số đâu. Dù sao Lỗ Tiến tạm thời cũng không sắp xếp công việc của em. Ngoại trừ vị trí lão lang không thay đổi, em với Tề Thiên thì vẫn treo ở đó. Lỗ Tiến nói chúng em bị thương, tạm thời cần nghỉ ngơi một thời gian. Bên báo săn Lỗ Tiến tạm thời sắp xếp người tiếp nhận. Còn quan chỉ huy xây dựng lại tổ nòng cốt 8 là thiếu tướng Trịnh Phương do tổng bộ phái xuống. Trương Cường nói. Nếu em đoán không lầm. Chắc sau khi Chính Phương xây dựng xong, Lỗ Tiến sẽ bổ nhiệm anh ta làm đại soái của tổ 8 mới, dẫn dắt báo săn Thủy Châu. Tại sao hiện nay lại không cho Trương Cường và Tề Thiên nhúng tay vào, là vì muốn thay đổi người hoàn toàn. Xây dựng lại tổ 8 do Chính Phương làm, vậy sau này chắc chắn tổ 8 sẽ là tâm phúc của Lỗ Tiến rồi. Các anh cũng biết, tổ 8 chúng ta thực lực mạnh nhất, quyền lợi lớn nhất. Vì sao lại không kêu lão lang em làm đại soái? Mà lại gọi Diệp Phàm anh làm đại soái, đó chính là nguyên nhân. Nắm tổ 8 trong tay chẳng khác nào nắm cả tổ đặc nhiệm A trong tay, cho nên, tổ 8 là quan trọng nhất. Lỗ Tiến không cho Trương Cường và Tề Thiên nhúng tay, chính là để sau này Diệp Phàm anh không nhúng tay vào báo săn được nữa. Nếu Trương Cường và Tề Thiên còn ở báo săn, thì dù Diệp Phàm anh có rời khỏi tổ đặc nhiệm A, nhưng chỉ cần anh gọi một cú điện thoại cho Trương Cường và Tề Thiên thì họ vẫn sẽ làm việc giúp anh. Báo săn vẫn không thoát khỏi cái bóng của anh. Lần này chúng ta liên kết chơi Lỗ Tiến, nghe nói Lỗ Tiến đã bị mấy vị ủy viên thường vụ Bộ Chính trị gọi đến nói chuyện rồi. Lão già đó lần này quá mất mặt, nói thật, chắc hẳn lão già đó hận anh đến tận xương tận tủy. Anh xem, tên đó nhiệt tình đến thăm anh, chẳng qua chỉ là giả vờ. Em hơi lo lắng những người mà Lỗ Tiến thay thế có ngáng chân công tác của anh không? Tuy nói tổ đặc nhiệm A không nhúng tay vào sự vụ địa phương. Nhưng trên có chính sách dưới có đối sách, có nhúng tay thì cũng cần gì mình phải đích thân động thủ. Chỉ một cú điện thoại, nhờ vài người bạn tốt ra mặt làm vài động tác nhỏ chắc chắn không vấn đề gì. Lỗ Tiến này không thể nào so được với tướng quân Đông Hải,
vì sao mãi mà ông ta vẫn không khống chế được tổ đặc nhiệm a, vì lòng dạ của ông ta quá hẹp hòi. Chủ tịch Đường viết cho anh mấy chữ, hải nạp bách xuyên, chính là nói anh cần có tấm lòng bao dung. Đặc biệt sau này đứng ở cương vị lãnh đạo cao, không có tấm lòng bao dung tức là tự giết mình rồi, làm sao còn làm lãnh đạo được nữa. Lang Phá Thiên nói một tràng dài, Diệp Phàm nghe xong có chút xúc động. Nói, lão lang không tệ nhỉ, nói cả một trời đạo lý. Diệp Phàm liếc nhìn Trương Cường, nói. Chuyện này, đều là do tôi làm ảnh hưởng đến bước đi của các cậu sau này, ngại quá. Ảnh hưởng cái rắm gì, dù sao em ở báo săn mãi cũng chán rồi, đổi địa bàn cũng tốt, Lỗ Tiến có bản lĩnh thì khai trừ em đi, dù sao em cũng chẳng hề gì. Trương Cường và Tề Thiên đều nói. Tạm thời ông ta chưa dám làm gì các cậu đâu, bằng không, sẽ lại có sự kiện liên danh lần hai, chắc chắn Lỗ Tiến sẽ phải xuống đài. Mẹ nó, lúc đó có còn dám độc ác nữa không, phải đuổi lão già này hạ đài mới vui vẻ được. Trong ánh mắt Lang Phá Thiên lộ tia tàn nhẫn. Được rồi lão lâng, Lỗ Tiến có thể ngồi lên được vị trí tổng thủ trưởng thì chắc chắn không đơn giản như bề ngoài đâu. Cậu nghĩ đi, có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào vị trí tổng thủ trưởng tổ đặc nhiệm a? Nếu chủ tịch Trấn đồng ý để gã lên, vậy chắc chắn người này có chút phân lượng trong lòng chủ tịch Trấn. Không dễ cho hắn hạ đài đâu. Đây chỉ là chuyện ngàn lẻ một đêm thôi. Chúng ta không cần phải làm những chuyện không có ý nghĩa, và lại bị thương thực sự cũng sẽ là tổ đặc nhiệm A và quốc gia. Đương nhiên, nếu Lỗ Tiến cứ một mực không buông tha mấy anh em chúng ta, vậy thì chúng ta cũng không thể nào cứ ăn chay mãi được. Dù Lỗ Tiến có quyền lực vượt trời, nhưng có câu Diêm Vương hiếu chiến, tiểu quỷ khó chơi. Chúng ta là những tiểu quỷ cùng quấn lấy lão già Lỗ Tiến này xem sao. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Hai, lão đại, giờ anh chỉ còn thân thủ nhị đẳng, sau này làm sao đây? Nếu gặp những đối thủ trước kia, thật là chẳng biết nên đối đãi thế nào. Em thì bận lắm, em thấy, sau này cứ đưa theo Trần Quân hoặc lão Trần bên người. Bằng không, sợ lại phiền phức. Lang Phá Thiên thở dài. Kỳ thật, lão lang cũng tương đối buồn bực. Diệp lão đại là thần tượng của anh ta, không thể ngờ trận chiến núi xương bối này đã làm thần tượng ngã mất. Ha ha. Cậu cho là người trong thiên hạ đều là cao thủ sao? Hơn nữa, chuyện tôi bị phế đâu phải ai cũng biết. Cây có bóng, người có uy. Oai vũ của Diệp lão đại tôi vẫn còn cơ mà. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, không đồng ý. Không phải còn có chúng ta sao? Thực sự có ai muốn kiếm chuyện, chúng ta sẽ cho tên đó biết lợi hại. Tề Thiên Hừ nói. Không cần lo lắng, tôi bây giờ còn thân thủ tứ đẳng. Đối phó với người thường dễ như trở bàn tay. Diệp Phàm cười thần bí. Không thể nào, không phải nghe nói anh chỉ còn nhị đẳng. Hơn nữa, lúc anh hôn mê, tổng bộ có mời một lão già thần bí che mặt đến kiểm tra cho anh mấy lần. Lão già kia thở dài nói là đáng tiếc, một hạt giống tốt mà lại bị hủy, hơn nữa còn nói anh chỉ còn thân thủ nhị đẳng. Bởi vì đai gân bị thương, cả đời này chẳng cách nào hồi phục được nữa. Lão già nói. Anh giờ là phế vật rồi, đương nhiên, là so với cao thủ của tổ đặc nhiệm A. Chứ trong mắt người thường, anh vẫn là cao thủ. Lang Phá Thiên bộ dạng không tin nói. Ai cũng có lúc nhìn nhầm mà, nhưng, lúc mới tỉnh dậy tôi thấy mình đúng là chỉ khoảng nhị đẳng. Nhưng, qua một thời gian điều trị, tôi thấy khá hơn nhiều, giờ đã lên tứ đẳng tầng 1 rồi. Mặc dù đời này không thể hồi phục nữa, nhưng vẫn có thể sống tương đối vững vàng. Với đẳng cấp này, cũng đủ vào tổ đặc nhiệm A rồi. Diệp Phàm thản nhiên cười. Hy vọng như thế đi, tuy nhiên, có lẽ anh thật sự vẫn có thể hồi phục lại đó. Lang Phá Thiên trong mắt hiện lên một tia hy vọng, nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Hay là mời lão già che mặt đến chẩn đoán lần nữa, hơn nữa phối hợp với sự tương trợ của các chuyên gia tổ đặc nhiệm A, có thể anh sẽ hồi phục nhanh hơn không? Không cần. Diệp Phàm khoát tay. Liếc nhìn Lang Phá Thiên, nói. Lão lang, không phải tôi đã nói với cậu, tôi không muốn ở tổ đặc nhiệm A nữa, tôi muốn chuyên tâm làm việc bên chính phủ, tạo dựng sự nghiệp. Tôi không tin rời khỏi tổ đặc nhiệm A thì không sống được. Ngay cả hư danh bên bộ tổng tham mưu tôi cũng từ chức. Cứ chiếm mãi chỗ tốt không chịu thả ra không phải tính cách của Diệp Phàm tôi. Trước kia, họ trọng dụng tôi, là do thân thủ của tôi. Giờ tôi là phế nhân rồi còn đứng đó cho người ta khinh thì có ý nghĩa gì? Tuy nhiên, hơn 10 ngày trôi qua,
đơn xin từ chức của Diệp Phàm bên Bộ Tổng Tham Mưu vẫn chưa được phê duyệt. Do đó, Diệp Phàm đành đến gặp Tổng Tham Mưu trưởng Tống Định Nhất một lần nữa. Lần này là đến nhà Tổng Tham Mưu trưởng Tống. Tổng Tham Mưu trưởng Tống sống trong một tứ hợp viện cũ, hơn nữa, trên tường còn treo đồ đạc quân nhân. Chẳng hạn mũ bát giác hồng quân, mũ rơm, còn có quân trang của bát lộ quân, đồ dùng của quân giải phóng. Vừa thấy Diệp Phàm, Tổng Tham Mưu trưởng Tống cười tươi hớn hở. Thế nào, xem ra sức khỏe khôi phục nhiều rồi nhỉ? Ha ha, cũng có thể xuất viện được rồi. Vốn cũng muốn xuất viện, nhưng, các chuyên gia trong bệnh viện nhiệt tình quá, cứ yêu cầu thôi ở thêm một thời gian nữa để thương thế khỏi hẳn mới xuất viện. Cứ rông dài mãi, phiền chết đi được. Diệp Phàm cầm hai bình rượu thuốc tự ngâm trong tay, nhẹ nhàng đặt lên bàn, cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1600, cậu không phải phế nhân. Họ cũng muốn tốt cho cậu thôi mà, cứ để phục hồi hoàn toàn rồi xuất viện vẫn tốt hơn, tránh để lại di căn. Cậu xem cái chân tôi này, cứ trời lạnh là dự báo từ một ngày trước. Chân ấy à, cứ đau một cái là tôi biết trời chắc chắn. Tống Định Nhất thản nhiên cười nói, vẻ mặt vô cùng niềm nở. Tổng Tham Mưu trưởng, tôi thấy nhà của ông sắp thành phòng triển lãm hiện vật quân nhân rồi đấy. Đúng là không hổ gia đình quân đội truyền thống. Diệp Phàm cười nói, ai, ai cũng có sở thích mà. Kỳ thực, cái này là do cha tôi để lại. Ông ấy cũng được xem là một hồng quân cũ. Tống Nhất Định thở dài nói, nhìn những vật trang trí trên tường, một tia buồn đau lóe lên trong mắt rồi biến mất. Đúng vậy, những người phải sống thời đó chẳng bao giờ quên được những khoảnh khắc lịch sử đó. Chứ những thế hệ sau này, được người ta gọi là con cháu gia đình cách mạng gì gì đó, trong số những người ấy, có được bao nhiêu người nhớ những chuyện này? Diệp Phàm gật đầu. Nói đúng lắm, xã hội tiên tiến, bánh xe lịch sử không vì chúng ta mà dừng lại. Chúng ta chỉ có thể thích ứng với xã hội chứ chẳng thể nào thay đổi được xã hội, sức của một người có hạn, sự phát triển của xã hội không thể dựa vào ý chí của một cá nhân mà dịch chuyển được. Cho dù có là nguyên thủ, thì cũng chỉ tạo ảnh hưởng đến quốc gia trong phạm vi nhất định thôi, không thể nào mà thay đổi toàn xã hội được. Đúng rồi, rượu thuốc này cậu tự ngâm à? Tống Định Nhất liếc nhìn hai chai rượu Diệp Phàm đem tới, cười nói. Diệp Phàm gật đầu, liếc nhìn Tống Định Nhất một cái, nói. Rượu thuốc này toàn là thảo dược thôi, cái này, cũng được xem là một thủ đoạn nhỏ của tôi trong giang hồ. Rượu này hoàn toàn ngâm từ vật liệu thiên nhiên, hơn nữa, uống vào khỏe lắm. Tôi thấy tướng quân Tống Dương Khí dù nói rất thịnh, nhưng, cũng không phải là không bị tổn thất. Có thể, cái này cũng liên quan đến vết thương cũ trên chân ông. Dương khí mà suy yếu, âm khí sẽ chiếm lấy cơ thể, hàn khí sẽ tăng lên. Tuy nhiên, đáng tiếc, vốn nếu dựa vào thân thủ của tôi trước đây thì có thể dùng cách châm cứu chữa trị cho tướng quân Tống một chút, nhưng, giờ không được rồi. Thân đã bị phế, không thể triển khai được. Không sao, cơ thể có thể từ từ hồi phục. Với tuổi tác của cậu, tôi đặt rất nhiều hy vọng đấy. Hơn nữa, dù không thể hồi phục, thì cũng vẫn làm việc được cơ mà, tôi trông chờ ở cậu. Cơ thể có khỏe mạnh hơn một chút, cũng chưa chắc có thể làm tốt công tác quân nhân. Diệp Phàm, không cần nghĩ mãi về thân thủ trước kia. Kỳ thực, không có thân thủ, cứ như thế này cũng làm tốt mọi thứ cơ mà. Rượu thuốc này, tôi không khách sáo, tôi sẽ nhận. Tống Định Nhất như đang khuyên bảo, dường như cũng có ý gì trong đó. Tổng Tham Mưu trưởng, ông thấy đó, giờ cơ thể tôi thế này, có phải? Diệp Phàm nói đến đây, ngước nhìn Tống Định Nhất. Ha ha! Tống Định Nhất cười thản nhiên, nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Đơn của cậu tôi cũng có xem qua, tuy nhiên, tôi không có quyền cách chức cậu. Quân hàm thiếu tướng của cậu là do quốc gia cấp, chức quân của cậu là do hội nghị thường vụ quân ủy thông qua, chủ tịch nước bổ nhiệm. Tôi cũng chẳng cách nào để cách chức cả. Chuyện này, Diệp Phàm có chút gấp gáp. Đừng gấp, nghe tôi nói. Chuyện của cậu tôi đã báo cáo lên lãnh đạo cấp trên. Hơn nữa, tình hình thực tế của cậu tôi cũng báo cáo rồi. Tuy nhiên, chuyện này ắt hẳn có chút phiền phức. Tống Định Nhất thản nhiên nói, nhấp một ngụm trà, liếc nhìn Diệp Phàm, chẳng có chút sốt ruột nào cả. Phiền phức, có chuyện phiền phức gì chứ? Một phế nhân như tôi, còn muốn giữ tôi lại Bộ Tổng Tham Mưu để nuôi tôi sao? Không nói chuyện lãng phí tiền bạc quốc gia, mà, các ông còn phải chịu áp lực bị người khác chỉ trích nữa chứ? Cái này,
thực sự tôi không hiểu nổi. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Tống Định Nhất, lại nói tiếp. Tôi biết, chức này là do Chủ tịch Triệu Bảo Cương trước đây sắp xếp cho tôi. Lúc đó cũng là xem xét đến việc tôi đang công tác trong tổ đặc nhiệm A. Để tiện cho việc công tác nên treo hư danh vậy thôi. Chủ yếu là tiện cho công tác của tôi. Giờ tôi đã rời khỏi tổ đặc nhiệm A chuyển công tác về địa phương, không cần phải làm công tác đặc biệt gì nữa. Còn giữ lại vị trí trống như vậy không phải hơi quá đáng sao? Hơn nữa, một phế như tôi mà giữ cái quân hàm thiếu tướng, những đồng chí có năng lực nhìn vào sẽ thế nào? Diệp Phàm, tôi không muốn trở thành tội nhân. Đồng chí Diệp Phàm, đầu tiên, suy nghĩ của cậu sai lầm rồi. Phế nhân gì chứ, theo như cách nói của cậu, các đồng chí không có võ công đều là phế nhân cả sao? Không thể nói như vậy được, cậu nhìn tôi xem, cũng có võ vẽ gì đâu, trước đây trong quân đội cũng có học mấy chiêu nhưng đến giờ thì chẳng còn nhớ gì rồi. Vậy không phải tôi vẫn cứ chiếm một chức vị sao? Nếu như cách cậu nói thì có phải tôi cũng nên từ chức về vườn luôn không? Cho nên, cậu mất đi võ công, không có nghĩa cậu là thứ bỏ đi. Dưới cái nhìn của Bộ Tổng Tham mưu chúng tôi, cậu rất thích hợp tiếp tục giữ chức. Chẳng sao cả, chúng tôi sẽ giao cho cậu vài nhiệm vụ. Cậu công tác ở địa phương, cậu cứ làm, chúng tôi không đụng vào. Hơn nữa, nói thực, chức này của cậu, có phải là đôi khi phải xử lý những việc liên quan giữa quân đội và địa phương giống như nước với cá đúng không nào? Cậu nghĩ xem, cậu công tác ở địa phương, một ngày nào đó sẽ trở thành bí thư thành phố, thậm chí là bí thư tỉnh, nếu như cậu có thêm thân phận quân nhân này, chí ít cũng có thể có được một phiếu của tư lệnh quân khu trong hội nghị thường vụ đúng không nào? Cứ giữ lại đi. Tống Định Nhất khuyên, trong lòng Diệp Phàm có chút buồn bực, không biết trong lòng lão Tống có dự định gì. Thằng nhãi này suy nghĩ một chập, nhưng vẫn chẳng hiểu gì cả, theo lý Bộ Tổng Tham mưu nên cách chức mình mới đúng, tại sao vẫn giữ mình lại? Tướng quân Tống, một lần nữa tôi xin Bộ Tổng Tham mưu xem xét lại, cách chức của tôi. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, yêu cầu lần nữa. Cậu thực sự muốn từ chức? Tống Định Nhất vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đúng vậy, tôi đã nghĩ kỹ rồi, cứ giữ chức này quả không thích hợp, không có lợi cho việc triển khai công tác của Bộ Tổng Tham mưu. Diệp Phàm gật đầu. Vậy được, ngày mai tôi sẽ báo cáo lại với lãnh đạo quân ủy. Tống Định Nhất nghiêm túc nói, gật đầu. Sau đó, cả hai người đều bàn về rượu thuốc, chủ yếu đều là tán gẫu, chẳng nói gì về công việc nữa. Diệp Phàm trở về bệnh viện, Kiều Viên Viên đến. Sắc mặt không vui, thậm chí có chút tức giận, nhìn chằm chằm Diệp lão đại. Câu đầu tiên là, anh hay lắm, có giỏi thì đi chết luôn đi. Ha ha, Viên Viên, sao lại rủa chồng em như vậy? Diệp lão đại cười nói, biết Kiều Viên Viên trách mình không thông báo cho cô ấy. Cái này, Diệp lão đại cũng chỉ vì không muốn để người con gái mình yêu phải lo lắng cho mình. Nên, một mực yêu cầu các đồng ý trong bệnh viện không được thông báo cho Kiều Viên Viên. Ai ngờ, cuối cùng cô nàng cũng biết. Anh ác lắm. Kiều Viên Viên chạy đến, đấm một đấm, Diệp lão đại lùi ra sau một bước, nhưng vẫn bị trúng ngực. Anh giả bộ à, có phải lại muốn được thông cảm không? Em không thông cảm cho anh đâu, đánh chết anh mới được. Kiều Viên Viên không thèm bước đến, biết Diệp lão đại giả bộ đau để được mình tha thứ thôi. Thực sự hơi đau, đau thật mà. Ai ya. Diệp lão đại nhíu mày, đưa tay chống vào tường. Không phải chứ, em có dùng sức đâu, anh đừng có lừa em. Kiều Viên Viên thực sự có chút lo lắng, vội vàng chạy qua. Không được rồi, anh phải về giường nằm một chút, ngực anh bị thương nặng lắm, Viên Viên. Em đi gọi bác sĩ đến đi, xem có phải tim có vấn đề rồi không. Diệp lão đại càng nhíu mày. À, đau thật à, em đi gọi ngay. Kiều Viên Viên hơi hoảng. Được rồi, em xoa một chút cũng được. Người ta nói, được phụ nữ xoa là cách trị đau tốt nhất cho đàn ông mà. Diệp lão đại đột nhiên cười lớn. Em đánh chết anh, tên lừa đảo. Kiều Viên Viên biết Diệp Phàm dở trò, liền đánh thêm cú nữa. Diệp lão đại đưa tay ôm lấy mỹ nhân vào lòng. Anh, sau này anh không được giấu em nữa. Em không chịu nổi đâu, nếu như anh có mệnh hệ gì, anh bảo em phải làm sao? Có em ở cạnh chăm sóc anh cũng thoải mái hơn một chút đúng không? Kiều Viên Viên cắn môi, đưa tay vuốt nhẹ ngực Diệp Phàm, mặt nghiêm túc, nói. Không sao, chỉ chút chuyện nhỏ thôi mà. Diệp Phàm cố ý cười thản nhiên.
nghe nói cuối cùng anh cũng ra khỏi tổ đặc nhiệm A rồi. Kiều Viên Viên nhỏ giọng hỏi. Không ra được sao, anh là phế nhân rồi, ở đó để người ta khinh thì được gì? Diệp Phàm lắc đầu. Trong mắt người ta anh là phế nhân, nhưng trong mắt em anh mãi là anh hùng. Kiều Viên Viên trợn mắt nhìn đồng chí đang khiêm tốn, hừ nói. Ra khỏi đó cũng tốt, sau này cứ an tâm làm việc ở địa phương. Như vậy, em cũng đỡ lo lắng, không cần ngày ngày nhớ mong. Nhưng mà, ba nói là hơi kỳ lạ. Kỳ lạ cái gì? Diệp Phàm nghi hoặc nhìn Kiều Viên Viên. Có phải anh đang là ở khu Hồng Liên rất tốt đúng không? Kiều Viên Viên hỏi. Ừ, anh chuẩn bị xuất viện, trong khu còn một đống việc phải làm, giờ đột nhiên mất bóng hơn tháng trời, chủ tịch quận Trương chắc rối lắm rồi. Diệp Phàm nói. Anh còn về làm gì, nhanh chóng rời đi đi, không cần quản lý chuyện của khu Hồng Liên nữa. Kiều Viên Viên nói, câu này vừa buông ra, Diệp lão đại lập tức ngây người, nhìn chằm chằm Kiều Viên Viên, còn đưa tay sờ sờ trán cô nàng, hỏi. Quái, em có sốt đâu nhỉ? Em rất tỉnh táo đấy. Kiều Viên Viên trợn mắt nhìn Diệp Phàm. Vậy em nói thế là có ý gì? Diệp Phàm hỏi. Ba em nói, anh sẽ đến thành phố Hải Đông tỉnh Nam Phúc làm phó bí thư, tạm thời chủ trì công tác của thành phố. Kiều Viên Viên liếc Diệp lão đại, cười thần bí, nói. Đúng là ba tốt thật, đầu tiên là kiếm cho con rể một vị trí tốt. Diệp Phàm trong lòng lập tức vui vẻ, nhìn Kiều Viên Viên nói. Cái này, hình như không đúng lắm, anh đến khu Hồng Liên chưa đến một năm. Cái gì cũng chỉ mới bắt đầu, khu sinh thái nhân văn Hồng Liên cũng đang ở bước đầu, sao lại đổi vị trí? Hơn nữa, nghe nói các chỉ tiêu kinh tế của thành phố Hải Đông cũng ở mức chun gờ bình cả tỉnh. Chức chủ tịch thành phố cấp 3 này sao có thể rơi xuống đầu anh chứ? Anh sợ vai mình sẽ không gánh vác được đâu. Hay là nói với ba, đợi làm xong chuyện ở khu Hồng Liên, rèn luyện vài năm ở đây đã. Hơn nữa, anh cũng không thể phụ công cất nhắc của bí thư Đoạn được, uống nước phải nhớ nguồn mà đúng không? Huống hồ, lão Kiều gia sẽ đỡ phải bị nói này nói nọ đúng không nào? Chương 1601, ý của cấp trên anh có hiểu không? Nói cũng vô dụng, em đã hỏi ba rồi, ông nói việc này không phải ông làm, chính ông cũng đang rất bực mình, không biết cấp trên có ý gì. Kiều Viên Viên vẻ mặt đầy nghi ngờ, xem ra không phải là giả, nhìn Diệp Phàm một cái nói. Cho nên, ba bảo anh tối đến một chút, ông ấy có chuyện muốn hỏi anh. Vậy đi, chúng ta cùng đi. Diệp Phàm cũng muốn biết rõ nguyên nhân của việc này rốt cuộc là do đâu. Nói với bệnh viện đến nhà họ Kiều. Trên đường đi, nhận được điện thoại của vệ sơ tỉnh. Đầu tiên hỏi Diệp Phàm đã hỗ trợ công tác của Ủy ban kỷ luật xong chưa. Sau đó nói là chuyện thuyền chính học đường ở Thủy Châu đã giải quyết thuận lợi. Kỳ lạ hơn chính là người phụ trách thuyền chính học đường thái độ tốt chưa từng có. Nói là không cần bồi thường, tự rời nhà máy đi. Chỉ là điều chuyển bố trí đơn vị thôi. Hơn nữa còn nói là người mới vừa đến nhậm chức Diêm Cương đặc biệt nhiệt tình. Ha ha, việc này chứng tỏ lãnh đạo thuyền chính học đường đang ủng hộ chúng ta xây dựng khu sinh thái nhân văn Hồng Liên thôi, mà thuyền chính học đường cũng nằm trong khu vực xây dựng khu sinh thái nhân văn. Sơ Tịnh, thay mặt tôi cảm ơn Phó Tư lệnh Diêm nhé. Diệp Phàm cười nói, tất nhiên trong lòng rất rõ, xem ra là Diêm Cương cảm thấy lần này luận võ thua, chính mình không phải võ quán của y. Bọn họ trong lòng băn khoăn, cho nên, bên này ra sức tìm việc để giảng hòa với hắn. Hơn nữa, ngày đó hắn thể hiện thân thủ, cũng làm cho Diêm Cương thấy được năng lượng của hắn. Bọn họ tất nhiên muốn kết giao với cao nhân như hắn. Tuy nhiên, Diệp Phàm có chút bực, chính hắn gọi là cao nhân hiện lại thành phế nhân. Tuy nhiên, việc này xem ra cũng không nhiều người biết. Vừa đến nhà họ Kiều, vừa đúng bữa cơm chiều vừa qua. Khi ăn cơm Kiều Viễn Sơn cũng không nói chuyện gì. Kiều Viễn Sơn công tư rõ ràng, bình thường chuyện công việc không nói ở nhà. Sau khi ăn cơm xong, Kiều Viễn Sơn bảo Diệp Phàm đến thư phòng. Gần đây cậu có yêu cầu cái gì quá không? Ví dụ như yêu cầu điều động công tác. Kiều Viễn Sơn hỏi. Không có, thời gian gần đây bị thương cho nên luôn nằm dưỡng bệnh, hiện tại cũng mới khôi phục. Diệp Phàm nói qua loa. Bị thương, cậu xem, trẻ tuổi như thế không tốt. Dễ dàng hành động theo cảm tính, có chút tức giận liền đánh nhau. Còn nữa, đôi khi tình cảm bạn bè cũng không được. Cậu hiện tại đã là phó bí thư thành ủy tỉnh thành.
còn được phân công quản lý khu Hồng Liên hơn 1 triệu người. Phải có cái giá của người làm lãnh đạo, sao giống như người đầu đường xó chợ đánh nhau với người khác. Kiều Viễn Sơn hiểu lầm, liền nhắc nhở. Chú Kiều, cháu không đánh nhau, lần trước hỗ trợ cơ quan bí mật chấp hành nhiệm vụ bị thương. Diệp Phàm thản nhiên nói. Hả, là như thế đi, quên đi. Kiều Viễn Sơn nói nhìn Diệp Phàm một cái nói tiếp. Trước đây một thời gian, có người nói với ban tổ chức cán bộ trung ương, nói là điều tra thành phố cấp địa khu và ủy ban nhân dân địa khu tỉnh Nam Phúc còn có chỗ trống. Sau các đồng chí ở ban tổ chức cán bộ trung ương hồi âm, nói là Hải Đông thành phố Thương Hải có rất nhiều chỗ trống. Không lâu sau có người đề cử cậu, nói là vị trí chủ tịch thành phố Hải Đông khá thích hợp với cậu. Tuy nhiên cậu xuống đó chỉ có thể đảm nhiệm phó bí thư thành ủy, quyền chủ trì công tác thành phố Hải Đông. Sau đó, có người báo cáo việc này tôi mới biết. Lúc ấy tôi vừa nghe, đã nói cậu còn trẻ, cần tôi luyện. Hơn nữa, nghe nói khu Hồng Liên đang thực hiện xây dựng lớn, không thể thiếu cậu. Hơn nữa, cậu rất trẻ, làm như vậy là nuông chiều cậu, dễ hư. Tuy nhiên, kỳ lạ chính là lãnh đạo cấp trên nói là cậu hoàn toàn có năng lực chủ trì công tác của thành phố Hải Đông. Hơn nữa đã quyết định như vậy rồi. Nói đến đây Kiều Viễn Sơn nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi. Cậu thật sự chưa đề cập yêu cầu? Không có, vả lại, cháu có thể đề nghị với ai? Hơn nữa, quyền chủ tịch thành phố Hải Đông chức vụ tuy cao nhưng không đến mức phải ban tổ chức cán bộ trung ương ra mặt. Các chú sát hạch đều là cán bộ, cấp phó tỉnh trở lên. Dĩ nhiên là ở địa phương được rồi. Diệp Phàm vẻ mặt chân thật nói, trong lòng càng nghi ngờ khó hiểu. Cũng đúng. Kiều Viễn Sơn gật gật đầu, suy nghĩ một hồi nói. Chuyện lần này là cấp trên quyết định rồi, xem ra đã nói với Phí Mãn Thiên của tỉnh Nam Phúc. Ban tổ chức cán bộ trung ương sẽ không ra mặt, chỉ có điều, cấp trên yêu cầu ban tổ chức cán bộ trung ương đề cử với tỉnh ủy Nam Phúc. Có lẽ cấp trên không nói với Phí Mãn Thiên, mà chỉ cần chúng tôi ra mặt là được. Việc này có chút khó làm, quan hệ giữa cậu và tôi trước mắt còn giữ bí mật. Nếu người ngoài đã biết, không chừng sẽ nói tôi lấy quyền tư lợi. Hơn nữa, tôi cho rằng cậu quả thật rất trẻ, không thích hợp đi Hải Đông. Nói đến đây, Kiều Viễn Sơn không ngờ thở dài. Nếu không đợi ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nói cho cháu từ chối là được. Diệp Phàm nói. Không ổn. Kiều Viễn Sơn không nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu. Nhìn Diệp Phàm nói. Cậu nghĩ lại xem, đây là lãnh đạo đã quyết định rồi, cậu từ chối là khinh thường lãnh đạo. Việc này, sẽ để lại ấn tượng không tốt đối với lãnh đạo, tiền đồ về sau sẽ phiền toái. Hơn nữa, cậu hẳn là biểu hiện càng tích cực, chuyện đi Hải Đông không thương lượng. Tuy nhiên, sau khi cậu đi xuống Hải Đông, nhất định phải làm tốt. Tôi có chút lo lắng, Hải Đông là một vũng bùn. Vũng bùn. Diệp Phàm không hiểu. Không phải nói về Hải Đông. Tình hình Hải Đông tôi không rõ lắm. Tôi đang nghĩ không biết việc này có phải có một số lãnh đạo cao tầng đang cùng nhau chơi cờ hay không. Mà cậu chỉ là một quân cờ thôi. Cậu là quân cờ phải chú ý, nhất định phải làm tốt, làm không tốt sẽ gây ra phiền toái lớn. Kiều Viễn Sơn đã nhận Diệp Phàm là con rể tương lai cho nên nói chuyện cũng rất thật. Việc này, thật đúng là xui xeo. Thăng quan cũng có thể gây ra phiền toái. Xem ra thăng quan cũng không chắc là chuyện tốt. Diệp Phàm có chút chua xót lắc lắc đầu. Ha ha, cậu cũng không cần cẩn thận quá mức. Việc này, có lẽ là tôi suy nghĩ nhiều thôi. Mặc kệ nói thế nào, cấp trên có thể đối với cậu như vậy chứng tỏ cấp trên đã chú ý đến cậu. Đây là chuyện tốt có phải không? Mà cậu phải tăng khả năng của bản thân, cố gắng công tác, lấy tư tưởng của đảng làm người dẫn đường, làm việc thật tốt là được. Kiều Viễn Sơn nói, có phải liên quan đến nhiệm vụ lần này? Diệp Phàm đột nhiên nói ra một câu. Nhiệm vụ, cậu lần này rốt cuộc chấp hành nhiệm vụ gì? Tuy nhiên, không tiện nói đừng nói, đây là kỷ luật đảng. Kiều Viễn Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói. Cũng không có gì, chỉ là hỗ trợ cơ quan bí mật phá âm mưu của cơ quan đặc biệt nước ngoài. Chú cũng biết, cháu có chút thân thủ nhỏ. Sau đó bị thương, Phó Chủ tịch nước Đường còn tặng cho cháu tranh chữ. Diệp Phàm nói. Phó Chủ tịch Đường tặng cậu tranh chữ, trên đó viết cái gì? Kiều Viễn Sơn đột nhiên trợn mắt hỏi. Hải Nạp Bách Xuyên. Diệp Phàm đáp. Hải Nạp Bách Xuyên. Kiều Viễn Sơn nhắc lại 4 chữ này, thật lâu sau, đột nhiên vỗ ghế, cười ha hả nói. Chuyện tốt, Hải Nạp Bách Xuyên,
có mặt là lớn. Nói tốt, Phó Chủ tịch Đường đã có ý. Sau khi cậu đến Đông Hải, chính là chủ tịch một thành phố. Chủ tịch thành phố là nhân vật số 2 của thành phố. Nhân vật số 1 của Ủy ban Nhân dân, quản lý mấy chục vạn dân chúng bên dưới. Cũng không dễ làm, không có tấm lòng bao dung, cậu không thể làm chủ tịch thành phố tốt. Tôi đã hiểu một chút, có lẽ việc này có liên quan đến Phó Chủ tịch Đường. Diệp Phàm có thể được đến Phó Chủ tịch nước Đường tán thành thì tốt lắm. Kiều Viễn Sơn đột nhiên tâm trạng thật tốt, giơ tay vỗ vỗ vai Diệp Phàm nói. Tốt, cùng Viên Viên đi dạo phố đi. Gần đây cậu đi chấp hành nhiệm vụ bí mật, Viên Viên ở nhà cứ đi qua đi lại, luôn miệng cằn nhằn. Chú Kiều, cháu muốn hỏi một chút, nghe nói nhà họ Kiều và Phó Chủ tịch nước Đường không được tốt. Cuối cùng cháu nên làm thế nào? Diệp Phàm có chút chần chừ, cuối cùng vẫn hỏi. Nên làm thế nào thì làm thế đó. Không cần làm mất mặt Phó Chủ tịch Đường. Còn về nhà họ Kiều và Phó Chủ tịch Đường, chúng ta cũng không phải là kẻ thù. Hơn nữa, chuyện của chúng tôi không liên quan đến cậy. Cậu cứ làm việc của mình là được. Kiều Viễn Sơn nhìn Diệp Phàm thở dài nói. Nếu cậu có thể có cơ hội đến được như tôi, cậu sẽ hiểu. Đối thủ có khi là đối thủ nhưng cũng có khi là bạn. Đối thủ cùng bạn bè có khi không phân biệt nổi. Đây gọi là thuyết tương đối. Quan trọng là cậu nhìn họ như thế nào, xử lý mối quan hệ đó như thế nào, cậu cứ suy nghĩ cho kỹ. Ngày 1 tháng 8, ngày thành lập quân đội, Bộ Tổng Tham mưu cử hành ngày hội mừng lễ. Bởi vì Diệp Phàm đang ở Bắc Kinh cho nên cũng nhận được thiệp mời. Các tư lệnh viên quân khu lớn đều đến. Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch quân ủy Đường Hạo Đông cũng đến. Ban đầu Tống Định Nhất có sắp xếp cho Diệp Phàm một vị trí. Tuy nhiên, Diệp Phàm ngại vị trí này quá rõ. Diệp Phàm hết sức yêu cầu, cuối cùng Diệp Phàm được sắp xếp là khách tham dự. Tống Định Nhất cảm thấy buồn cười, Diệp Phàm vẻ mặt bình yên. Chỉ có ngồi ở khu khách khuất nhất, cũng không làm nhiều người để ý. Bởi vì Diệp Phàm rất trẻ tuổi, các lãnh đạo đều cho rằng đây là thư ký của lãnh đạo nào đó. Đường Hạo Đông thật ra đã thấy Diệp Phàm, tuy nhiên, vẻ mặt thản nhiên không thể hiện chút gì. Bộ Tổng Tham mưu tổ chức ngày hội khá trang trọng. Sau khi đoàn văn công biểu diễn các tiết mục chính là tiệc rota. Diệp Phàm cũng hào hứng vừa xem biểu diễn vừa ăn một chút. Ở đây ngoài quen biết vài người như Kiều Hoành Sơn và Triệu Quát, các lãnh đạo lớn của quân đội cơ bản là Diệp Phàm không biết. Hơn nữa Diệp Phàm cũng không có hứng thú đi làm quen bọn họ. Chính Kiều Hoành Sơn và Triệu Quát Diệp Phàm cũng chưa nói chuyện. Xem ra vì có nhiều tướng lĩnh đến, bọn họ cũng không phát hiện ra Diệp Phàm. Sau màn hát múa. Sau khi tan tiệc trà, Diệp Phàm ăn xong đang muốn trốn. Lúc này Phó Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, Đại tá Thiết Huy ngăn lại, vẻ mặt cười cười nói. Phó trưởng Ban Diệp, Tổng Tham mưu trưởng Tống mời anh. Tìm tôi có chuyện gì? Diệp Phàm nhìn Thiết Huy một cái, hỏi. Có phải báo cáo đã phê chuẩn? Bởi vì yêu cầu Diệp Phàm từ Bộ Tổng Tham mưu chính là giao cho Đại tá Thiết Huy. Cho nên Diệp Phàm nghĩ ra việc đó. Chương 1602, thăng chức Phó Tư lệnh Vịnh Lam Nguyệt. Ha ha, tôi không rõ lắm. Tham mưu trưởng chỉ bảo tôi mời anh đến văn phòng của ông ấy. Thiết Huy lắc đầu, vẻ mặt vẫn cười cười. Vậy đi. Diệp Phàm miệng nói, trong lòng buồn bực đi theo Thiết Huy đến văn phòng tham mưu trưởng. Cửa mở ra phía ngoài là một phòng khách nhỏ, Diệp Phàm nhìn thấy Phó Chủ tịch Đường Hạo Đông đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên cạnh là Tổng Tham mưu và Tư lệnh Căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Lâm Hoành cùng với Tư lệnh Đại quân khu lĩnh Nam Kiều Hoành Sơn. Diệp Phàm bước nhanh một bước nhỏ về phía trước chào Phó Chủ tịch Đường, sau đó chào hỏi các vị lãnh đạo. Đồng chí Diệp Phàm, nhìn các đồng chí trong phòng, cậu nhất định thấy lạ đúng không? Đường Hạo Đông thản nhiên cười nói. Việc này, là có chút kỳ lạ. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn mọi người một cái. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm rất điềm tĩnh. Có mấy người trẻ tuổi có thể làm như vậy? Phó Chủ tịch Đường cười nói, dường như có chút khen ngợi. Đây gọi là can đảm và hiểu biết. Tống Định Nhất cười ha hả nói phụ vào. Phó Chủ tịch Đường, ông có thể không biết, Tiểu Diệp có khi là to gan lớn mật. Kiều Hoành Sơn đột nhiên thản nhiên mỉm cười nói. To gan lớn mật. Đường Hạo Đông nhìn Kiều Hoành Sơn nói. Nói nghe một chút, Tiểu Diệp to gan lớn mật thế nào? Tư lệnh Kiều. Tôi nào dám? Diệp Phàm vội vàng cười khổ nói. Cậu có cái gì mà không dám?
Kiều Hoành Sơn tiếp tục yêu sách. Lão Kiều, nói nhanh đi. Tống Định Nhất cười nói. Các anh có thể không biết, cách đây không lâu, em tôi thiếu chút nữa bị Diệp Phàm làm cho tức giận đến mức Phật tái thế. Kiều Hoành Sơn hình như đang quyết tâm nói xấu Diệp Phàm. Đồng chí Viễn Sơn bị Diệp Phàm làm cho tức giận đến mức vậy, hẳn là không phải. Đường Hạo Đông còn hơi lắc đầu, vẻ mặt dường như không thể nào tin. Đồng chí Diệp Phàm lợi hại, vốn hắn và cháu gái tôi đang kết bạn. Tuy nhiên tình hình Diệp Phàm các anh cũng biết chút ý, hắn cùng Viễn Sơn không có cùng quan điểm. Diệp Phàm không phục mà Viễn Sơn cũng có lập trường của chính mình. Hai người cuối cùng ngang nhau. Cho nên, Diệp Phàm lợi hại, tuyên bố muốn dẫn cháu gái tôi chạy ra nước ngoài. Kiều Hoành Sơn vừa nói xong, lập tức mọi người cười vang. Tuy nhiên, Kiều Hoành Sơn dường như có mục đích, vừa nói như vậy đã buộc Diệp Phàm lên thuyền của nhà họ Kiều. Mấy người ngồi ở đây còn không rõ việc này lắm. Thật sự là lợi hại, đến khuê nữ của Viễn Sơn mà Diệp Phàm cũng dám kết bạn. Viễn Sơn thật sự phải dậm chân. Đường Hạo Đông cười sang sảng. Lúc đó chỉ là tức thời. Diệp Phàm cười khổ nói. Hiện tại tiến triển thế nào? Đường Hạo Đông nhìn Diệp Phàm một cái hỏi. Ha ha, còn chưa đính hôn. Diệp Phàm cười nói, nhìn Phó Chủ tịch Đường một cái nói. Chúng tôi còn trẻ, vài năm nữa nói sau còn kịp. Ừ, đúng thế. Đường Hạo Đông gật gật đầu, nhìn Diệp Phàm một cái nói. Tuy nhiên, cũng nhanh. Cậu năm nay cũng không còn trẻ tỉnh theo tuổi mụ của người Trung Quốc. Nên nắm chặt đừng để cô nàng Viên Viên bay mất. Hơn nữa, làm cán bộ đảng, kết hôn là chuyện lớn. Có một người vợ hiền cũng có lợi cho công tác của cậu. Người ta nói, ngoài miệng vô mao, làm việc không lao. Sau khi cậu lập gia đình xong người ta sẽ có cảm giác tin tưởng. Bằng không, cậu sẽ làm cho người ta có cảm giác là tuổi trẻ. Cảm ơn Phó Chủ tịch Đường, tôi sẽ nhớ kỹ. Nắm chắc thời gian. Diệp Phàm gật gật đầu. Ừ, vậy thì tốt rồi. Đường Hạo Đông gật gật đầu nhìn tham mưu trưởng bộ tổng tham mưu Tống một cái nói. Việc này để anh tuyên bố đi. Đồng chí Diệp Phàm, sau khi cậu xin từ chức lãnh đạo tổng bộ và quân ủy đã thảo luận. Cuối cùng là không thông qua. Hơn nữa, chức vụ của cậu cũng có chút thay đổi. Tổng bộ Bắc Kinh đề cử, quân ủy quyết định bổ nhiệm cậu là cố vấn đặc biệt bộ tổng tham mưu. Kiêm phó tư lệnh viên căn cứ Vịnh Lam Nguyệt, quân hàm không thay đổi. Đương nhiên, chức vụ ở chính quyền của cậu, chúng tôi không làm khó dễ cậu. Cho nên, hôm nay gọi riêng hai đồng chí Kiều Hoành Sơn và Lâm Hoành đến. Đối với công việc của căn cứ Vịnh Lam Nguyệt, cậu nắm qua bước đầu. Bộ Tổng Tham mưu bên này sẽ sắp xếp thư ký Dương Trì của cậu thường trú tại căn cứ Vịnh Lam Nguyệt, có chuyện gì y sẽ liên hệ với cậu. Tống Định Nhất nghiêm mặt nói. Việc này. Diệp Phàm trợn tròn mắt miệng thì thào, không rõ quân ủy sắp xếp như thế rốt cuộc là có ý gì. Nếu nói trước đó hắn có bản lĩnh, quân ủy sắp xếp như thế chủ yếu là để kiềm chế tổ đặc nhiệm A còn có lý. Hiện giờ hắn đã rời tổ đặc nhiệm A, hơn nữa là một phế nhân, bộ tổng tham mưu chẳng những không đồng ý thư từ chức của hắn, ngược lại tăng một chức vụ. Bộ tổng tham mưu làm như vậy là chưa thấy bao giờ, hơn nữa, chức vụ lần này hình như được công khai xu thế. Đồng chí Diệp Phàm, hy vọng cậu có thể an tâm công tác như trước. Làm ra thành tích trong xây dựng quân đội và chính quyền. Đường Hạo Đông đột nhiên nghiêm túc nói. Vâng, Diệp Phàm không có cách nào, đẩy chắc chắn là không được. Đành phải thầm thở dài trong lòng, lại gặp phải một chuyện phiền toái không biết gì nữa. Tuy nhiên, hắn vội vàng chào theo nghi thức quân đội đối với Phó Chủ tịch Đường Hạo Đông. Sau khi về đến nhà Diệp Phàm suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp. Gọi điện thoại cho Thiết Chiêm Hùng, Lý Sâm nói một chút. Thiết Chiêm Hùng nghe xong thật ra cười ha hả nói. Chúng mừng người anh em, cậu lại thăng quan. Bên chính quyền vừa thăng chủ tịch thành phố không lâu, quân đội không ngờ cũng thăng chức theo. Phó tư lệnh viên căn cứ Vịnh Lam Nguyệt, chức quan béo bở, thật đáng mừng. Anh Thiết, tôi đều có chút vội gọi cho anh. Trước kia anh cũng khuyên tôi nhanh chóng ra khỏi quân đội. Hiện tại khó khăn nói cho anh lại nói như vậy. Rất không có tình nghĩa. Diệp Phàm cười khổ nói. Ông em, đẩy không xong cậu sẽ không đẩy. Tôi cảm giác cậu dần dần tiến vào tầm mắt của Phó Chủ tịch Đường. Đây là chuyện tốt, có thể nói, cán bộ ở nước Trung Hoa này, có ai không muốn lọt vào tầm mặt của Phó Chủ tịch Đường. Người ta là người kế vị sau này,
là lãnh đạo tối cao của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sau này. Có thể lọt vào mắt y trước như thế, còn có gì không đáng ăn mừng. Hơn nữa, nếu cậu thể hiện không tồi có lẽ có thể tiến vào vòng tròn của Phó Chủ tịch Đường. Vòng tròn này, nói khó nghe chính là những nhân vật trung tâm sau khi Phó Chủ tịch Đường tiến vào lãnh đạo tối cao. Quá quan trọng, bao nhiêu người chen chút muốn vào. Thiết Chiêm Hùng thật ra nói nghiêm túc. Hình như cũng có lý. Diệp Phàm nói, tuy nhiên còn nói thêm. Nhưng em vẫn không nghĩ ra việc này rốt cuộc là vì cái gì. Nếu bàn về hành quân đánh giặc, tôi chỉ có thể đánh nhỏ. Đánh trinh sát, đối với chiến thuật, bày trận, sắp xếp quân là rốt đặc cán mai. So với thiếu tướng của Bộ Tổng Tham mưu, tôi chính là rác rưởi nhất. Rác rưởi mà bọn họ cũng có thể đặt lên mặt bàn sắp xếp, tôi còn có chút không hiểu nổi. Chẳng lẽ quân đội nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không có ai sao? Chắc chắn là không thể, nhân tài nhiều. Tôi có chút lo lắng, chỗ này có phải có chút mưu mẹo gì không? Ừ, không hiểu ra sao cả. Về phần mưu mẹo, hẳn là hơi có. Hình như là cứng rắn muốn đem mũ quân gắp lên đầu cậu. Các đồng chí khác muốn có mũ, mà cậu lại muốn đẩy mũ rơi. Các đồng chí khác muốn mũ Bộ Tổng Tham mưu không để cho, mà cậu muốn đẩy mũ, Bộ Tổng Tham mưu ngược lại mạnh mẽ nhét mũ. Nếu nói Bộ Tổng Tham mưu không có tính toán là không thể. Tuy nhiên, tính toán cái gì, con mẹ nó, khó có thể suy nghĩ. Thiết Chiêm Hùng cũng không nghĩ ra. Anh Thiết, xem ra là chúng ta chưa đến trình độ này đi. Người ta nói, không cùng trình độ, ánh mắt cũng khác nhau. Khi làm chủ tịch huyện cũng suy nghĩ trong huyện, làm chủ tịch tỉnh suy nghĩ chính là tỉnh. Khi làm lãnh đạo quốc gia thì suy nghĩ toàn thế giới. Diệp Phàm nói, mặc kệ, không rõ không cần đoán mò, đáng ghét, còn mệt đầu. Thiết Chiêm Hùng cũng cười sang sảng. Tuy nhiên, Kiều Viên Viên gọi điện thoại đến, lời nói đầy vẻ vui mừng nói. Đồng chí Diệp Phàm, em nghe nói anh thăng quan. Thăng quan cái rắm, một việc phiền toái. Diệp Phàm nói lời này thật ra vẫn có chút tự đắc. Hừ, anh khoe khoang đi. Kiều Viên Viên hừ một tiếng, quay người nói. Bác bảo anh hãy đến đây. Việc gì? Diệp Phàm nói, cảm thấy Kiều Hoành Sơn hình như ngả bào. Xem ra còn muốn đem chuyện mình ở quân giới cho nhà họ Kiều biết. Ăn mừng trước đại tư lệnh của anh. Mẹ em rất mừng, bà đã tự mình đi mua đồ ăn. Kiều Viên Viên cười nói. Ha ha. Diệp Phàm cười ngây ngô hai tiếng. Hừ. Kiều Viên Viên hừ rồi cúp điện thoại. Chuyện tốt nhỉ. Diệp Phàm đắc ý tự hừ một câu. Lên xe đi thẳng đến nhà họ Kiều. Đương nhiên Diệp Phàm cũng muốn đi thỉnh giáo một chút hai vị đầu sỏ của nhà họ Kiều. Bọn họ có thể giúp hắn giải thích. Trước kia mỗi lần đến nhà họ Kiều đều có người ra đón, lần này sẽ không có người ra. Trong lòng Diệp Phàm ngược lại vui vẻ, biết nhà họ làm như thế, chính là coi hắn như người trong nhà. Người trong nhà đương nhiên là tự nhiên. Hơn nữa, nhân viên cảnh vệ đều biết Diệp Phàm rồi. Hơn nữa đều biết, vị con rể tương lai của nhà họ Kiều đặc biệt hào phóng. Không ngờ tặng quà cho người gác cổng, cho nên, nhìn thấy Diệp Phàm đều cười chào hỏi. Vào phòng khách, thấy Kiều Hoành Sơn và Kiều Viễn Sơn đều ngồi ở đó. Mà con cháu như Kiều Báo Quốc cũng có mấy người ngồi cùng. Không thấy Kiều Viên Viên, thấy Diệp Phàm tiến vào, con lớn của Kiều Hoành Sơn Kiều Thế Hào cười nói. Viên Viên đang rèn luyện trong bếp. Rèn luyện. Diệp Phàm không hiểu. Viên Viên nói là sau này muốn vào bếp nên thực tập một chút. Kiều Thế Hào cười mờ ám. Về sau có thể thuê bảo mẫu, sao phải em xuống bếp? Lúc này, giọng Kiều Viên Viên ngượng ngùng vang lên. Bảo mẫu làm sao có thể bằng Viên Viên tự mình làm có phải không? Diệp Phàm cười to nhìn Kiều Viên Viên một cái nói. Cho nên, em phải rèn luyện nhiều, năng xuống bếp. Nếu không sau này anh mua sách dạy nấu ăn cho em, mỗi ngày em đều rèn luyện để quen.